Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Mấy người này không biết là hắn có được cũng không chỉ là một cái hồ lô tử tiên đế mà là 10 cái Hơn nữa còn có hạt giống hồ lô thần hỏa có thể trồng ra hồ lô ẩn chứa thần hòa Đến lúc đó thực sự phải bắt một tổ đế quân gia ném vào Luyện hắn thành cho tàn Phiêu miểu tổ đế đi đến bên cạnh hồ lô, cắt đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu rơi vào trên hồ lô. Ông! sau khi hấp thu giọt máu này hồ lô khẽ run lên phiêu biểu tổ đế thả ra thần hồn triệt để tế luyện hồ lô khoảnh khắc hồ lô được tế luyện hoàn toàn bầu trời xuất hiện lực lượng đáng sợ nào đó lập tức tối sầm giống như mây đen bao phủ trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón cả đêm tối kéo dài khoảng thời gian uống cạn một chén trà mới khôi phục lại dáng vẻ vốn có hồ lô thật đáng sợ lý nguyên minh vừa rồi cảm thấy rất áp lực suýt chút nữa thì thở không ra hơi thật sự là một hồ lô tốt phiêu miểu tổ đế cười ha ha, mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của ta. Có nó, người của quân gia dám đến, thì để hắn có đến mà không có về. Chúc mừng tổ đế đã có được tiên bảo mạnh mẽ như vậy. Lý Nguyên Minh cười dạng dỡ, mấy vị tộc nhân khác cũng nhao nhao chúc mừng. Lý Hằng suy nghĩ một lúc, hồ lô tử tiên đế chỉ đưa cho một mình tổ đế, những người còn lại cũng không đưa tặng. Chủ yếu là hồ lô này, chỉ có sử dụng ở cấp bậc đại đế mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Tộc trưởng, chỗ ta còn có 10 cái hồ lô bình thường, Ngươi xem một chút, phân cho trưởng lão nào sử dụng đi. Chuyện này, Lý Nguyên Minh do dự một chút, những hồ lô này đều là ngươi có được, tốt nhất vẫn là để lại cho mình dùng đi. Những hồ lô này để trong tay ta, cũng khó có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Lý Hằng lấy ra 10 cái hồ lô tử tiên bình thường, đưa cho Lý Nguyên Minh. Không bằng giao cho những trưởng lão kia, tăng lên một chút thực lực. Được rồi, Lý Nguyên Minh vỗ mạnh bả vai Lý Hằng, về sau có gì cần cứ việc nói, chỉ cần trong tộc có, tuyệt không do dự được lý hằng lại nhìn về phía lý điền điền phong chủ lần này đi vạn dược thánh cảnh cũng thu hoạch được không ít tiền bảo liên quan tới trồng trọt hiện tại ta liền đem những thứ này giao cho ngươi đi hắc 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 lý điền chờ mong xoa xoa đôi bàn tay như là loại lão hán ruộng đất kia bộ dáng khờ khờ ta biết ngay tiểu tử ngươi sẽ không quên ta mà hắn nhớ rõ ban đầu ở vạn dược tiên tông lý hằng đã nói tương lai tiên viên phong sẽ càng ngày càng tốt lý hằng đứng trước đại điện nhìn về phía ngọn núi bên ngoài thổ nhưỡng mang theo tiên khí đập vào mi mắt. Tiên viên phong chỉ dùng đất bình thường nhất, mặc dù ẩn chứa tiên khí nhưng không nhiều. Thứ nhất phải cải thiện, chính là thổ nhưỡng nơi này. Chỉ có thổ nhưỡng trở nên càng ngày càng tốt, mới có thể có càng nhiều tiên dược sinh ra. Lý Điền nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Lý Hằng, ngươi nói quả thật có đạo lý. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn để tiên viên phong có được một chút tiên thổ. Nhưng lại không có tìm được. Không phải Lý Điền không đụng tới tiên thổ, mà là tiên thổ muốn cấy ghép, độ khó cực cao đây cũng không phải chỉ là đào một khối đất đặt ở trên tiên viên phong đơn giản như vậy tiên thổ phía dưới bình thường có tiên mạch tiên mạch rắc rối phức tạp nối liền với nhau cung cấp tiên khí liên tục cho tiên thổ mới có thể cung cấp cho tiên dược sinh trường nếu không sớm muộn gì tiên thổ cũng sẽ biến thành thổ nhưỡng bình thường đây chính là điển hình nói thì đơn giản làm thì khó lý hằng lý điền nhìn bóng lưng cao lớn ở cửa đại điện có phải ngươi tìm được tiên thổ trong vạn dược thánh cảnh hay không không sai lý hằng gật đầu Thật tốt quá, Lý Điền trong lòng vui vẻ, tìm tới bao nhiêu tiên thổ. Dựa theo suy đoán trong lòng, cũng có thể tìm được 3, 5 mẫu tiên thổ, hơn nữa phẩm giai còn sẽ không quá cao. Vạn dược thánh cảnh, thường xuyên sẽ bị người của Vạn dược tiên tâm thăm dò, có tiên thổ tốt, sớm đã bị bọn họ cầm đi. 300 mẫu, Lý Hằng thản nhiên nói. ba mẫu, không tệ lắm, Lý Điền nghe được lời Lý Hằng, khẽ gật đầu, mặc dù ít hơn 5 mẫu một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có a. À. Tiên viên phong trải qua cải thiện, về sau số lượng tiên thổ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nói, ngươi nghe lầm rồi, không phải ba mẫu, là 300 mẫu. 3, 300, Lý Điền bỗng nhiên giật mình, vươn ba ngón tay ra, người xác định không phải 3 mẫu, mà là 300 mẫu. Đương nhiên không giả, Lý Hằng cười nhạt một tiếng. Trời ạ, à, Lý Điền trong lòng vạn phần vui sướng. 300 mẫu, có thể nhiều hơn gấp trăm lần so với 3 mẫu. Toàn bộ diện tích gieo trồng của tiên viên Phong mới đạt tới 350 mẫu mà thôi. Nếu như dùng hết 300 mẫu đất này, gần như bao trùm toàn bộ ngọn núi. Đến lúc đó, đây sẽ trở thành địa điểm sinh trưởng tốt nhất của tiên dược. Lý Hằng, thật sự là rất cảm ơn ngươi. Có 300 mẫu tiên thổ hạ phẩm này, tiên viên phong tuyệt đối có thể rực rỡ hẳn lên. Vạn dược tiên tông kia cũng không thể đánh đồng với chúng ta. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Lý Điền cười vô cùng vui vẻ. Lý Hằng duỗi một ngón tay ra, hơi lắc lắc. Không phải hạ phẩm tiên thổ, mà là cực phẩm tiên thổ cực phẩm lý điền há to miệng tròn trịa cảm giác đầu óc đều không đủ dung. ngươi lặp lại lần nữa là phẩm giai gì cực phẩm trời ạ à, lý điền trong lòng chấn động mạnh dưới chân không đứng vững trực tiếp té lăn trên đất 300 mẫu tiên thổ cực phẩm toàn bộ vạn dược tiên tông cũng chỉ có một mảnh đất nhỏ là cực phẩm tiên thổ dùng để trồng tử tiên hồ lô đăng mà tiên viên phòng bọn họ sắp nên đón là 300 mẫu cực phẩm tiên thổ tranh lệch trong đó giống như là bụi bặm trên mặt đất cùng ngôi sao trên trời Nghĩ đến một chuyện nào đó, trên mặt Lý Điền một trận đen. Một trận trắng, tiên thổ cực phẩm yêu cầu hoàn cảnh cao hơn, có thể bố trí trên tiên viên phong này, cũng không có cách nào duy trì lâu dài. Cực phẩm tiên thổ, cần có tiên mạch cung cấp tiên khí dưới thân núi, nếu không sau khi trồng tiên dược mấy lần. Tiên dược hấp thu tiên khí trong thổ nhưỡng, phẩm giai tiên thổ sẽ giảm xuống. Thậm chí có một ngày, sẽ biến thành thổ nhưỡng bình thường. Phong chủ yên tâm, ta lấy được cực phẩm tiên thổ không tầm thương lý hằng đã nhìn thấy những tiên thổ đó trong không gian hệ thống khác với thế giới hiện thực là tiên thổ mà hệ thống đánh dấu được sau khi bố trí trên mặt đất sẽ cải thiện môi trường bên dưới ngọn núi đến lúc đó tiên mạch dưới ngọn núi này cũng sẽ thay đổi theo trở thành bảo địa thích hợp nhất cho tiên thổ không bình thường trong lòng lý điển nghi hoặc sao lại không bình thường đi theo ta bố trí một khối người sẽ biết lý hằng đi ra khỏi đại điện quan sát trên núi một chút tìm một mảnh đất gần nhất Trận này, bởi vì tộc nhân tu luyện cần tiên dược, phần lớn tiên dược đều đã bị ngắt đi, để lại không ít đất trống, toàn bộ tiên viên phong chính là ruộng bậc thang, phía trên có từng mảnh đất khai thác ra. Phía trước bên trái đại điện có một khối thổ địa rộng rãi, phía trên chỉ trồng một ít mầm thuốc nhỏ. Phong chủ, khối tiên thổ thứ nhất, ở ngay chỗ này đi." Lý Điền nhìn khối thê tiên điền này, nói, "Khối thê tiên điền này, tổng cộng 20 mẫu." Lý Hằng gật đầu, ý thức tiến vào không gian hệ thống trên đất trống có từng khối tiên thổ, chỉ cần trải chúng nó lên trên thổ nhưỡng vốn có thì sẽ bao trùm. Biến thành tiên thổ mới, lấy ra 20 mẫu đất tiên, tựa như thảm bay, lơ lửng trên không trung, có thể cảm nhận được trong da của tiên thổ ẩn chứa tiên khí cực mạnh. Dung, Lý Hằng chỉ xuống phía dưới tiên điền, từng khối từng khối ra tiên thổ. Tự động điều chỉnh tốt kích cỡ, hoàn mỹ bao trùm ở trên thổ nhưỡng vốn có. Ông, tiên thổ ra nhẹ nhàng run lên, một cỗ tiên khí hùng hồn không ngừng khuếch tán ra thổ nhưỡng phía dưới cũng đang kịch liệt lắc lư tựa như có thứ gì đó đang lặng yên thay đổi đây là tiên mạch lý điền nhầm nhận được động tĩnh phía dưới vội vàng phóng xuất thần hồn ra dò xét về phía trong ngọn núi tiên viên phong vốn là một ngọn núi có tiên khí nồng đậm dưới ngọn núi có tiên mạch số lượng lại không nhiều tiên mạch giống như mạch nước ngầm trong lòng núi rắc rối phức tạp một bên kết nối với ngọn nguồn của tiên mạch một bên khác kết nối với đất đai phàm là thổ nhưỡng tiếp cận tiên mạch tiên khí sẽ càng thêm nồng đậm một chút Tiên Viên Phong vốn có 10 tiên mạch, phân tán ở các ngõ ngách của ngọn núi, mà vị trí Lý Hằng bố trí tiên thổ này chỉ có một cái tiên mạch. Khi cực phẩm tiên thổ rơi vào trên mặt đất, một đạo lực lượng vô cùng đáng sợ hướng về ngọn nguồn tiên mạch tuôn tới. Âm âm, Tiên Viên Phong đang kịch liệt lắc lư, kết cấu phía dưới ngọn núi bị lực lượng thần bí cải biến rất nhiều. Cuối tiên mạch có 20 tiên mạch hướng về vị trí tiên thổ. Chuyện này, tiên mạch tự mình đến đây, một lần chính là 20 con. Lực lượng thần bí này thật là đáng sợ lý điền trong lòng kinh hãi hít sâu bảy tám ngụm khí lạnh dựa theo tình huống bình thường sau khi bố trí tiền thổ khẳng định là phải dùng một loại thủ đoạn đặc thù nào đó dẫn động tiên mạch phía dưới dãy núi hội tụ về vị trí tiên thổ cách làm này độ khó cực cao cho nên cấy ghép tiên thổ mới khó khăn như vậy tiên thổ lý hằng bố trí lại có thể tự mình điều động tiên mạch thần kỳ quá thần kỳ chưa từng nghe nói qua có loại tiên thổ nào có loại năng lực đáng sợ như vậy nếu như tất cả tiên thổ đều có chẳng phải là tất cả tiên mạch đều có thể rất nhẹ nhàng cấy ghép rồi sao? Hơn nữa, một lần có thể điều động 20 tiên mạch. Số lượng tiên mạch so với toàn bộ tiên viên phong còn nhiều hơn gấp 2. Lực lượng thần bí này thật là đáng sợ. Tiên mạch từ ngọn nguồn dẫn tới, phân tán ở các ngõ ngách trong 20 mẫu tiên thổ. Mỗi một tiên mạch cung cấp tiên khí cho một mẫu đất. Đây tuyệt đối là trạng thái lý tưởng nhất của tiên thổ. Sau khi trồng tiên dược thì có thể cung cấp tiên khí liên tục không ngừng. Cung cấp cho tiên dược sinh trưởng. Ông, cực phẩm tiên thổ bố trí thành công trong thổ nhưỡng màu đen có điểm sáng màu vàng nhạt phía trên bốn trồng một ít mầm tiên dược loại bao trùm này cũng không ảnh hưởng đến mầm tiên dược ngược lại để cho chúng nó sinh trưởng càng nhanh từng con tiên điệp bảy màu rực rỡ từ dưới núi bay tới bay múa xung quanh tiên thổ điền phong chủ khối cực phẩm tiên thổ này cảm giác như thế nào lúc lý hằng nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười tốt thật sự là quá tốt lý điền kích động đến toàn thân phát run đừng nói 300 mẫu cực phẩm tiên thổ chính là chỉ có 20 mẫu, tiên viên phong liền vượt xa vạn dược tiên tông. Vậy thì tiếp tục, Lý Hằng lại từ hệ thống không gian, lấy ra những tiên thổ còn lại. Phân biệt bố trí trên từng khối ruộng bậc thang, 50 mẫu, 100 mẫu, 300 mẫu, phần lớn thổ nhưỡng của tiên viên phong đều bị tiên thổ bao trùm. Chỉ để lại một ít ở chân núi, không dùng tiên thổ. Âm âm, toàn bộ ngọn núi đều đang kịch liệt lắc lư, nham thể dưới ngọn núi đang kịch liệt thay đổi. Nguyên bản những tiền mạch này đều là từ ngọn nguồn rất xa dẫn tới, ở giữa phải trải qua một khoảng cách rất dài. Khi 300 mẫu tiên điền toàn bộ được bố trí xong, phía dưới sơn thể, vậy mà xuất hiện một đầu nguồn tiên mạch mới. 300 tiên mạch từ đầu nguồn vọt tới, phân tán nối liền trên tiên thổ. Tiên khí trong tiên thổ cũng nồng đậm 3 phần, chuyện này, lại có một cái tiên mạch mới xuất hiện, lỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Tiên khí mà một ngọn nguồn tiên mạch có, số lượng là cố định. Tiên mạch phân ra càng nhiều, số lượng tiên khí bao hàm trong mỗi tiên mạch sẽ càng ít tiên mạch từ đằng xa dẫn tới, trải qua nhiều chi nhánh, số lượng tiên khí cũng không nhiều. Không có một tiên mạch đơn độc nào xuất hiện ở phía dưới tiên viên phong. Ha ha ha, Lý Điền mừng rỡ trong lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Một cái ngọn nguồn tiên mạch trước đó, muốn 10 cái ngọn núi sử dụng. Hiện tại, tiên viên phong chúng ta có được ngọn nguồn tiên mạch đơn độc, về sau sẽ không có ai tranh đoạt tiên khí với chúng ta nữa. Tốc độ sinh trưởng của tiên dược cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai, trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Lý Nguyên Minh nhìn thấy ngọn núi bị 300 mẫu tiên thổ bao trùm, trong lòng cũng rất vui mừng. Thật không ngờ, Lý Hằng ở trong Vạn Dược Thánh cảnh tìm được nhiều tiên thổ như vậy. Còn có lực lượng thần kỳ như vậy, sau khi bố trí tiên thổ, dẫn ra một đầu nguồn tiên mạch riêng biệt. Hiện tại, nội tình của Tiên Viên Phong tuyệt đối là một trong những ngọn núi mạnh nhất trong số Đông Đảo Lý Gia. Điền Phong chủ, đừng cao hứng quá sớm, Lý Hằng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, Lý Điền trong lòng lộc bộp một cái, có loại dự cảm bất tường. Lý Hằng, phải là tiên thổ này có di chứng gì chứ? Hoặc là dùng một đoạn thời gian, sẽ biến thành thổ nhưỡng bình thường. Tiên thổ, cực phẩm này quá mức khủng bố, một lần chính là 300 mẫu, xuất hiện di chứng cũng có khả năng. Thật sợ hạnh phúc đột nhiên tới, lại đi đột nhiên. Đương nhiên không phải, khóe miệng Lý Hằng nhếch lên một đường cong, ta muốn nói, đợi lát nữa còn có thứ khiến ngươi vui vẻ hơn. a à, Lý Điền thật muốn nói, tiểu tử ngươi nói chuyện thở hổn hển kém chút hù chết ta. 300 mẫu tiên thổ đã đủ cao hứng, còn có thể có cái gì so với cái này cao hứng hơn. Thật sự là không tưởng tượng ra được, còn có cái gì tốt hơn so với tiên thổ. Ta nhớ được vị trí chân núi, có một dòng tiên tuyền chứ. Toàn bộ tiên viên phong không chỉ có trên núi, còn có một số thổ địa dưới chân núi, thuộc về bọn họ. Vừa rồi lúc bố trí tiên thổ, dưới núi cũng có một phần nhỏ. Ừm, ngươi muốn uống tiên tuyền, Lý Điền rõ ràng sửng sốt một chút. Tiên tuyền nơi này của chúng ta, ẩn chứa tiên khí, dùng để pha trà uống, đích thật là không tệ đương nhiên không phải uống tiên tuyền mà là bố trí tiên tuyền mới lý hằng đánh dấu ở vạn dược thánh cảnh nhận được giữ nguyên tiên tuyền cực phẩm loại tiên tuyền này thích hợp dùng để trồng tiên dược nhất giữ lại trong tay cũng khó có thể phát huy ra giá trị vẫn là bố trí ở tiên viên phong thì tốt hơn bố trí tiên tuyền trong mắt lý điền lóe lên tinh quang tiểu tử ngươi không phải là đào tới miệng tiên tuyền nào của vạn dược thánh cảnh chứ đương nhiên không phải đào mà là có được lý hằng chỉ có thể quy về lai lịch của tiên tuyền quy cho truyền thừa của vạn dược Đại điện, tiên tuyền là cái dạng gì? Đi liền biết, được. Đoàn người đi về phía chân núi, toàn bộ tiên viên phong bao phủ ở trong trận pháp màu xanh biếc. Vị trí chân núi cũng có trận pháp bao trùm, trừ phi là mở ra trận pháp mới có thể đi vào. Vị trí sau núi sát chân núi có một cái ao nhỏ, ở giữa có con suối, ọc ọc hướng ra ngoài nước suối. Trong ao thủy tuyền thủy tinh trong suốt, phản chiếu trời xanh mây trắng. Lý Hằng dùng thìa múc một ít nước suối, nếm thử một miếng. Nước suối vào miệng mát lạnh, còn có vị ngọt nhàn nhạt, giải nóng lại dễ uống. Điền Phong chủ, bây giờ đào con suối này đi, đào sâu bao nhiêu? Lý Điền biết bố trí tiên tuyền, cần đồ vật rất phức tạp. 30 trượng là được, Lý Hằng tính toán một chút, cây cột lớn của giữ nguyên tiên tuyền kia, cao như vậy. Được, xem lão phu, Lý Điền lấy ra một cái cuốc, đào lên trên mặt đất. Không nên xem thường cái cuốc này, nó thế nhưng là tiên khí, dùng để đào vô cùng nhẹ nhàng. Đinh đinh đang đang. Không bao lâu, một cái hố to thẳng tắp đào ra. Lý Hằng đứng ở bên hố, nhìn xuống phía dưới, đáy hố có một con sông ngầm, nước chảy ra từ con suối trước đó. Đến từ con sông ngầm này, bố trí dưỡng nguyên tiên tuyền cực phẩm xuống dưới, phía dưới chỉ cần nối liền với ám hà là có thể có nước suối tuôn ra. Chư vị, lùi về sau, veo, một cây cột lớn cao 30 trượng trôi nổi trên trời. Độ rộng thì đạt tới 10 trượng, Lý Hằng chỉ vào hố to một cái, cây cột rơi vào trong hố vị trí của con suối vừa vặn ngang bằng với mặt đất. Âm âm, mặt đất rung chuyển, bốn phía có một phần đất, thuận theo vị trí mép hố to rơi vào trong hố. Trụ tử cùng hố to, hoàn mỹ dán cùng một chỗ. Ồ, ọt ọt, ọt ọt, không bao lâu, vị trí của con suối, liền có nước suối từ trong đó chảy ra. Nước suối chảy ra trước đó, là trong suốt thông suốt. Mà nước suối chảy ra lần này, màu sắc trắng bệch, nhìn qua giống như là sữa bò. Đây là nước suối gì? lý điền cảm giác được trong nước suối ẩn chứa tiên khí nồng đậm còn có sinh cơ bừng bừng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem dùng cái nước suối này đổ vào tiên dược tốc độ sinh trưởng tuyệt đối tăng lên gấp bội đi đến bên cạnh con suối dùng bàn tay đầy vết chai nâng một vũng nước suối lên đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút hình như là giữ nguyên tiên tuyền không ngờ lại là loại tiên tuyền quý giá như vậy giữ nguyên tiên tuyền nước suối thích hợp dùng để bồi dưỡng tiên dược nhất mỗi ngày tưới lên một giọt tốc độ sinh trưởng tăng lên rất nhiều tiên khí ẩn chứa trong tiên dược còn có thể càng thêm tinh thuần không sai chính là giữ nguyên tiên tuyền lý hằng gật đầu thật sự là nó lý điền tung đã đoán được sau khi biết được đáp án trong lòng vẫn kinh ngạc một chút tiên tuyền chân quý như thế này người đều có thể tìm được đúng là khí vận chi tử phẩm giai của nó là lý điền nhìn về phía tiên tuyền phía trên con suối có một cái ao dùng để đựng tiên tuyền cái ao này cực lớn rộng chừng 10 trượng vừa rồi lúc đào hố lý hằng cũng cố ý phân phó muốn kích thước 10 trượng này. Giữa nguyên tiên tuyền 10 trượng, cực phẩm, hắn còn nhớ nội dung trên cổ tịch, giữa nguyên tiên tuyền hạ phẩm, đường kính đại khái khoảng 3 thước. Giữa nguyên tiên tuyền trung phẩm, đường kính là một trượng. Giữa nguyên tiên tuyền thượng phẩm, đường kính là 3 trượng. Chỉ có đạt tới cực phẩm, đường kính mới có 10 trượng. Hít, giữa nguyên tiên tuyền cực phẩm, mỗi ngày có thể chảy ra vạn giọt tiên tuyền. Đủ để tưới một vạn gốc tiên dược, toàn bộ tiên viên phong, toàn bộ trồng đầy tiên dược, không sai biệt lắm chính là số lượng này. Nói cách khác, về sau mỗi gốc tiên dược đều có thể tưới một giọt tiên tuyền. Ha ha ha, thật sự là sảng khoái a. À. Trước đó tiên viên phong, cùng lắm cũng chỉ là đổ vào tiên tuyền phổ thông, tốc độ sinh trưởng của tiên dược cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Nếu như tưới nuôi nguyên tiên tuyền, mỗi ngày một giọt, tốc độ sinh trưởng sẽ tăng lên gấp bội. Căn cứ vào phẩm chất của dưỡng nguyên tiên tuyền, tốc độ này còn có thể có sự khác biệt. Lý Điền lần nữa nhìn về phía tiên tuyền trong lòng bàn tay. Ta nhớ được dưỡng nguyên tiên tuyền cấp thấp nhất, màu sắc trắng nhạt trung đẳng màu trắng hơi nặng một chút giữa nguyên tiên tuyền cực phẩm màu sắc giống như sữa bò giữa nguyên tiên tuyền này chính là song cực phẩm song cực phẩm này chỉ chính là hai loại đồ vật loại thứ nhất là ấp ủ số lượng giữa nguyên tiên tuyền là cực phẩm tiên tuyền 10 trượng trước mắt này mỗi ngày có thể thai ngén vạn giọt tiên tuyền loại thứ hai là phẩm chất của tiên tuyền là cực phẩm tiên lực ẩn chứa trong đó đã đạt tới cực hạn không phải tiên tuyền 10 trượng phẩm chất nước suối đều có thể đạt tới cực phẩm cũng có khả năng chất liệu của tiên tuyền không được tốt lắm. Nước suối chảy ra, màu sắc trắng nhạt, chỉ là loại hạ đẳng nhất. Giống như loại tiên tuyền song cực phẩm này, tuyệt đối là trí bảo của giới trồng trọt. Cho một khối thần thổ, hắn cũng sẽ không đổi. Lý Điền tiếp tục kích động nói, mỗi ngày tưới một giọt dưỡng nguyên tiên tuyền, hạ đẳng tuyền thủy, tăng lên năm thành tốc độ sinh trường. Nước suối trung đẳng, tăng lên gấp đôi, nước suối thượng đẳng, tăng lên gấp 3. cực phẩm tuyền thủy, tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, trồng một gốc tiên dược 10 năm mới có thể thành thục. Mỗi ngày tưới một giọt, một năm liền có thể thành thục. Lại thêm cực phẩm tiên thổ, tốc độ còn có thể nhanh một chút, đoán chừng mấy tháng liền có thể thành thục. Ha ha ha, Lý Điền ngửa mặt lên trời cười to, cổ họng sắp nhìn thấy điểm tâm rồi. Phiêu miểu tổ đế cũng hiểu ý cười một tiếng, Lý Hằng, người trợ giúp Lý gia chúng ta, tìm được loại bảo bối tốt này. Sau này, thực lực của Lý gia tất nhiên có thể tăng trưởng nhanh chóng. Công lao này tất cả đều là của ngươi. Lý gia chỉ là cổ tộc, cách những gia tộc thượng cổ, viễn cổ gia tộc kia còn có chênh lệch rất lớn. Phải có thêm mấy vị cường giả đại đế mới có thể đứng vững gót chân trong đông đảo tộc thì. Trước đó, hắn đã cảm thấy vận mệnh của Lý Hằng là Hồng Thiên, tương lai sẽ là trụ cột của Lý gia. Nhưng mà, cần thời gian mấy trăm năm mới có thể lộ ra côn bằng. Ai ngờ được, lúc này mới thành tiên vài năm, liền mang đến đủ loại thay đổi cho trong tộc. Đầu tiên là cổ tiên thụ, lại có huyền vũ ngự thần trận, hiện tại lại là 300 mẫu tiên thổ, còn có giữ nguyên tiên tuyền cực phẩm mỗi một kiện lấy ra đều là bảo vật chạm tay có thể bỏng của hoang thiên cổ giới hiện tại tiên viên phong đoán chừng ở toàn bộ hoang thiên cổ giới đều là số một số 2. rất ít tông môn có trồng tiên dược có thể vượt qua tương lai số lượng tiên dược lý ra càng ngày càng nhiều cường giả sinh ra cũng sẽ càng ngày càng nhiều động tĩnh của tiên viên phong không nhỏ cho dù bên ngoài có trận pháp phong ấn không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong cũng đưa tới không ít tộc nhân chú ý xích đan phong cách tiên viên phong không xa phong chủ lý hồng hà đang luyện đan ở đan phòng đột nhiên kịch liệt lắc lư để lò luyện đan run rẩy bên trong tiên hỏa tán loạn một lò đan dược bị tiên hỏa đốt thành than cốc a à, xích tiên đan của ta chuyện gì xảy ra phóng xuất thần hồn cảm nhận được động tĩnh đến từ tiên viên phong vội vàng chạy tới lão quỷ lý điền kia đến cùng đang làm cái gì đền ta một lò tiên dược đi tới bên ngoài tiên viên phong đệ tử trông coi mở phòng ấn ra để Lý Hồng Hà đi vào. Dựa theo quy củ của tiên viên phong, bất kỳ người ngoài nào đến bái phỏng đều phải bẩm báo phong chủ. Trừ phi là một số người cấp bậc phong chủ mới có thể trực tiếp cho đi. Lý Hồng Hà vừa đi vào tiên viên phong, liền cảm nhận được tiên khí nơi này. So với ngoại giới nồng đậm hơn gấp trăm lần, lúc trước tiên khí còn nồng đậm gấp 50 lần, hiện tại sao lại gấp trăm lần? Hơn nữa, ta cảm giác tiên khí nơi này còn đang mạnh lên. Đi lên trên núi, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện đất đai trên mặt đất có biến hóa, ô, đất trước đó là màu nâu, hiện tại biến thành màu đen. Còn có điểm sáng màu vàng, đây là cực phẩm tiên thổ, thân là đan sư, thường xuyên tiếp xúc tiên dược, đối với tiên thổ cũng có hiểu biết. Trước đó nàng đã gặp qua cực phẩm tiên thổ, chính là bộ dáng này. Cầm lên một nắm đất, ghé vào chóp mũi hít hà. Tiên khí nồng đậm, còn có mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt, tuyệt đối là cực phẩm tiên thổ. Hí, từ khi nào mà có cực phẩm tiên thổ rồi? Hơn nữa, nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Cực phẩm tiên thổ bao trùm đại đa số phạm vi tiên viên phong. Chỉ có dưới chân núi phía trước có một ít đất đai bình thường. Nhiều cực phẩm tiên thổ như vậy, phải mấy trăm mẫu rồi chứ. Lý Hồng Hà giật mình che miệng, vẻ mặt kinh sợ. Động tĩnh vừa rồi, chính là đang bố trí cực phẩm tiên thổ. Sau khi phóng thích thần hồn, phát hiện Lý Điền ở phía sau núi, còn có khí tức của tổ đế, hắn vội vàng chạy tới. Dưới chân núi, một đống người vây quanh con suối chỉ trò. Lý Hồng Hà tiến tới, cũng nhìn về phía con suối chất lòng trắng này sao nhìn quen mắt vậy có loạt xúc động muốn uống hết ách chẳng lẽ lại là dưỡng nguyên tiên tuyền lý điền chú ý tới lý hồng hà trên mặt mang theo nụ cười sán lạn hồng hà sau này cần tiên dược cứ việc nói với ta ngươi khi nào thì làm ra nhiều tiên thổ như vậy lý hồng hà vốn định tìm lý điền tính sổ muốn một lò tiên dược tổn thất nhưng sau khi nhìn thấy sự thay đổi ở nơi này tất cả những lời này đều nuốt trở về tiên viên phong có mấy trăm mẫu tiên thổ cực phẩm lại thêm xong cực phẩm dưỡng nguyên tiên tuyền này tốc độ gieo trồng tiên dược, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Một gốc tiên dược thành thục mấy năm, đoán chừng mấy tháng là tốt rồi. Tiên dược gì đó đều có thể trồng ra rất nhanh, tiên dược do tiên viên phong sản xuất ra nhiều. Đan dược mà tương lai xích đan phong có thể luyện chế, số lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đệ tử môn hạ, tiêu chuẩn luyện đan cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tuyệt đối là nhất cử đa đắc, Lý Hằng, Lý Điền kích động, một tay ôm Lý Hằng vào trong ngực. Phong chủ, Lý Hằng khó khăn đẩy phong chủ ra, xích chút nữa, đã bị cái miệng đầy sauria kia hôn một cái. Lão già này sẽ không có hứng thú với nam nhân chứ? Hắc hắc, quá kích động, nhất thời không nhịn được, Lý Điền lúng túng gãi đầu một cái. "Có hai kiện tiên bảo này của ngươi, thực lực của Tiên Viên Phong ít nhất là gấp vạn lần trước đó. Về sau cần tiên dược gì cứ việc nói với ta." Lý Hằng suy nghĩ một chút, cũng không lấy ra giếng Thiên Long kia. Tuyệt đại đa số con cháu Lý gia đều không có huyết mạch Long tộc. Nhu cầu đối với tiên dược Long tộc cũng không cao, bố trí ở Tiên Viên Phong cũng khó có thể tạo được tác dụng quá lớn. Có 300 mẫu tiền điền cực phẩm, còn có giữ nguyên tiên tuyền là đủ rồi. Thật sự có một việc, cần ngài đến giúp đỡ. Chuyện gì, mời nói, ta muốn trồng một gốc hồ lô đăng. Hồ lô đăng, vậy còn khó nói, lý điền vỗ vỗ ngực. Có cực phẩm tiên thổ, cộng thêm giữ nguyên tiên tuyền, hồ lô đăng gì cũng có thể trồng. Không, Lý Hằng liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía, nơi này không thích hợp. Không thích hợp, ngươi là loại hồ lô gì vậy? Lý Điền nghi hoặc hỏi, Lý Hằng lật cổ tay, lấy ra một hạt giống, giống như trái bưởi bị lột ra. Đây là hạt giống gì? Lý Điền cảm nhận được khí tức trên hạt giống, cả người đều sợ ngây người. Hạt giống lúc sáng lúc tối, giống như là đang hô hấp, phóng thích ra khí tức hỏa diễm khủng bố. Khí tức thật đáng sợ, phiêu miểu tổ đế cũng cảm nhận được chỗ bất phàm trên hạt giống này. Cho dù là hồ lô tử tiên đế cũng không bằng một cái. Đây cũng là thứ thu được trong vạn dược tiên điện. Ừm, Lý Hằng tùy ý bia ra một cái lại lịch sau khi ta thu được vạn dược truyền thừa, tiến vào tàng bảo khố bên trong, từ đó đạt được hạt giống hồ lô này. Xem ra vạn dược tiên điện cũng có lịch sử huy hoàng. Phiêu miểu tổ đế vạn phần cảm khái nói, loại hạt giống này quả thực không thích hợp gieo trồng ở tiên viên phong. Lý Điền cảm nhận được trên hạt giống có khí tức hỏa diễm rất mạnh, cần hấp thu lực lượng hỏa diễm mới có thể duy trì sinh trường. Tiên viên phong cũng không phù hợp với loại điều kiện này. Ta có một ý tưởng, trồng nó ở xích tiên hỏa sơn sức mạnh của tiên hỏa ở đó có thể xúc tiến hạt giống sinh trường lý hằng ngẩng đầu nhìn về phía ông lão đối diện nhưng mà sinh trưởng tiếp theo cần điền phong chủ đến giúp chiếu cố sau khi gieo xuống hồ lô đằng khẳng định không chỉ kết xuống một quả hồ lô sau khi thai nghén vài năm còn có thể có hồ lô mới xuất hiện người yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố hồ lô đằng này lý điền lập tức đáp ứng nói cho dù hôm nay lý hằng không lấy ra hai loại tiên bảo kia Hắn cũng sẽ không chút do dự hỗ trợ. Được, vậy bây giờ chúng ta trồng nó ngay. Lý Hằng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trồng ra thần hồ lô. Đi, Lý Điền cũng là nóng lòng muốn thử với hạt giống hồ lô này, nhưng mà, muốn để nó sinh trưởng trong thời gian ngắn, độ khó rất cao, ta tự có chuẩn bị." Lý Hằng cười thần bí, gần đây tham nhi ăn không ít đồ, dược thần cao không thể thiếu. Đoàn người rời khỏi Tiên Viên Phong, chạy về phía Xích Tiên Hỏa Sơn. Một ngọn núi lửa cao lớn xuất hiện ở phía trước, trên đỉnh núi lóe lên quang mang đỏ thẫm lý điền ngẩng đầu nhìn về phía miệng núi lửa ngươi dự định trồng hồ lô này ở nơi nào phía trên miệng núi lửa lý hằng đã sớm nghĩ kỹ chỉ sợ không được lý điền chỉ vào tảng đá cháy đen bên cạnh núi lửa nơi này đều là đá núi lửa vô cùng cứng rắn cũng không thích hợp cho hạt giống sinh trường hơn nữa chúng ta đối với tập tính của hạt giống này cũng không hiểu rõ lỡ như hủy nó đi tổn thất rất lớn chúng ta đi lên xem thử trước thực sự không được ta còn có một loại tiên thổ sau khi bố trí hồ lô đằng có thể sinh trường lý hằng nhẹ giọng nói cho dù ngươi có chuẩn bị cũng không có cách nào leo lên hỏa sơn a lý điền biết rõ chỗ lợi hại của núi lửa kia lý hằng có thể leo lên tầng 4 tầng 5 đã là tốt lắm rồi leo lên tầng cao nhất hơn phân nửa là sẽ bị đốt thành cho tàn cũng chính là những cường giả cấp bậc phong chủ như bọn họ có được tiên khí mới có thể chống lại tiên hỏa trên đỉnh núi cảnh giới như lý hằng rất khó gánh vác được đây đúng là một vấn đề lý hằng nhớ tới dáng vẻ lúc trước lên đỉnh núi thiếu chút nữa bị đốt thành cho bụi. Cho dù có tổ ông kim giáp, cũng có thể gánh vác được tầng tiên hỏa thứ 9. Tầng thứ 10 là tuyệt đối không thành, hay là như vậy đi, ta trở về chuẩn bị một chút. Đợi khi nào có thể lên đỉnh núi, lại đến tìm ngay. Lý Hằng dự định trở về tu luyện tổ long kim giáp quyết một chút. Đoán chừng tu luyện kim giáp này tới tầng thứ 3 là có thể triệt để chống đỡ được lực lượng của tiên hỏa. Ừm, đến lúc đó người tới tìm ta là được. Lý Điền gật đầu nói, tiên duyên cư, tiểu viện trên đỉnh núi, Lý Hằng ngồi trong viện, thưởng thức Huyền Đình nấu cơm. Huyền Đình, tay nghề của người thật không tệ, sau này ta nhất định sẽ làm ra đồ ăn mà phu quân thích. Bạch Huyền Đình hé miệng cười nói, người cũng ăn nhiều một chút. Lý Hằng gắp một miếng củ cải tiên, đặt vào trong bát phu nhân. Cuộc sống như thế này thật sự không tệ, mỗi ngày đều có món ngon để ăn, gia nhân bên cạnh làm bạn, cho dù là hoàng đế cũng không làm. Ừm, Bạch Huyền Đình há miệng nhỏ, ăn từng miếng nhỏ, ăn xong một bữa cơm, Bạch Huyền Đình thu dọn bát đũa, đột nhiên nghĩ đến cái gì mặt lộ vẻ lo lắng phu quân ta nghe tộc nhân nói tới xích tiên hỏa sơn cực kỳ nguy hiểm nhất là tiên hỏa trên đỉnh núi lấy tiên thể của ngươi rất khó chống lại bằng không vẫn là đừng trồng hồ lô khác vì một cái hồ lô mạo hiểm như thế cũng không đáng giá hồ lô tự nhiên phải trồng lý hằng biết chỗ mạnh mẽ của hồ lô này nhanh chóng trồng nó ra mới có thể làm cho thực lực trở nên mạnh hơn trong hồ lô có dấu thần hỏa cho dù là cường giả đại đế cũng có thể luyện hóa nó thành bột phấn ta có biện pháp có thể tăng phòng ngự lên nói xong triệu hoán long giáp màu vàng ra đinh đinh bạch huyền đình ở trên long giáp nảy lên cảm nhận được phòng ngự phía trên trong lòng cả kinh phòng ngự thật mạnh dựa vào long giáp này đích thật là có thể phòng ngự tiên hỏa nhưng vẫn quá nguy hiểm ta có thể tu luyện long giáp này chỉ cần tu luyện nó tới tầng thứ ba nhất định có thể chống lại tiên hỏa trên đỉnh núi lý hằng nói loại long giáp này tu luyện cũng rất khó đi bạch huyền đình biết một đạo lý kim giáp càng mạnh tăng lên càng khó khăn ta có cái này, tự nhiên không khó, Lý Hằng nói xong, lấy ra một quả to bằng cái thớt. Lớp da bên ngoài vàng óng, có long văn tự nhiên hình thành, cái này chẳng lẽ là vạn niên long quả, Bạch Huyền Đình nhìn thấy trái cây này, cả người đều sợ ngây người. Nhìn từ bên ngoài, quả thật giống như là long quả. Nhưng hình thể này, so với long quả lớn hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Không, nó không phải là long quả vạn năm, mà là mười vạn năm. Lý Hằng giới thiệu một phen, quả long vạn niên, cũng chỉ to bằng chậu rửa mặt. Hí, 10 vạn năm, Bạch Huyền Đình há hốc mồm tròn vo, vạn niên long quả cũng đủ để cho nàng chấn kinh, quả này lại không phải vạn năm, mà là 10 vạn năm. Phu quân, dùng long quả lớn như vậy để tu luyện công pháp, có phải có chút xa xỉ hay không? Không xa xỉ, chỉ cần kim giáp quyết có thể tăng lên, tiêu hao nhiều long quả hơn nữa, cũng đáng giá. Lý Hằng cũng hy vọng mau chóng trồng ra thần hỏa hồ lô. Huyền Đình, ta đi tu luyện, có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta. Tiên điện trên đỉnh núi chính là thượng phẩm, có được gian phòng tu luyện độc lập, có thể ngăn cách động tĩnh bên trong, ngoại giới không bị ảnh hưởng. Được, người đi đi, Bạch Huyền Đình lên tiếng, Lý Hằng mang theo long quả, trở lại phòng tu luyện. Long quả 10 vạn năm, chỉ còn lại có 8 quả. Trước đó đánh dấu, tổng cộng thu hoạch được 15 long quả 10 vạn năm, cho Long Nhi một quả. Còn lại dùng để tu luyện, hiện tại, còn lại 8 cái, rất khó tăng tổ long kim giáp quyết lên tới tam trọng. Tham Nhi, một tiếng gọi, triệu hoán Tham Nhi ra cha cơm khô rồi tham nhi nhìn trái cây to bằng cái thớt nước miếng chảy ra trong suốt chỉ biết ăn thôi lý hằng gõ gõ đầu tham nhi bang bang hưởng ô tham nhi xoa xoa cái chán nước mỏi ba hư tham nhi người có cách nào để lòng quả người vạn năm này tăng lên một chút không lý hằng nói không có tham nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nhưng đầu đi nếu biểu hiện tốt thưởng ngươi một quả long quả lý hằng dụ dỗ nói thật sao vừa nghe đến long quả con mắt tham nhi lập tức sáng lên đương nhiên để ta suy nghĩ một chút tham nhi gãi đầu mười vạn năm long quả cũng đã là cực hạn của nó mỗi một trái cây tiên dược đều có hạn mức sinh trưởng cao nhất sau khi đạt tới giới hạn cao nhất cho dù còn treo ở đầu cành cũng không cách nào tiếp tục sinh trưởng tiên dược tiên quả của hoang thiên cổ giới hạn chế lớn nhất của niên đại chính là mười vạn năm muốn để nó tiếp tục sinh trưởng trừ phi là đánh vỡ gông cùng xiềng xích phá vỡ gông cùng xiềng xích lý hằng nghe được từ này hai mắt sáng ngời, người có biện pháp sao? Biện pháp tự nhiên là có, tham nhi nhìn chằm chằm long quả, trong mắt tỏa sáng, cha, nhìn mùi thơm quá, còn có thể ăn một miếng trước hay không? Không được, Lý Hằng sụ mặt, phải nghĩ biện pháp giúp ta, nếu không không thể cho người ăn. Ba hỏng, tham nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không phải trước đó ba đã lấy được thiên long tỉnh sao? Nếu dùng nó, hẳn là có thể khiến trái cây phá vỡ gông cùng xiềng xích. Lúc Lý Hằng trở về, liền nói chuyện giếng rồng ngàn năm cho tham nhi thiên long tỉnh còn có hiệu quả này sao tham nhi gật đầu bình thường long tỉnh tự nhiên không có loại hiệu quả này trong thiên long tỉnh hội tụ hơn một ngàn lực lượng long tộc đối với những tiên bảo long tộc kia có chỗ tốt khó có thể nói rõ cộng thêm một chút lực lượng của ta nó hẳn là có thể trưởng thành lần nữa lý hằng trong lòng vui vẻ vậy thì đi thử xem thiên long tỉnh bố trí ở tiên duyên cư đi trước đó không có bố trí nó ở tiên viên phong bây giờ lại có công dụng mới tiên duyên cư là phủ đệ của hắn chỉ có hắn và uyển đình ở chỗ này bố trí long tỉnh dùng cũng rất thuận tiện chúng ta đi địa thế tiên duyên cư không cao hậu viện bản thân cũng có một giếng nước ngày thường nấu nước nấu cơm đều là dùng giếng nước này phu quân sau ngài lại ra ngoài bạch uyển đình đang thu dọn bát đũa ta định bố trí một cái giếng ở hậu viện lý hằng kéo cổ tay bạch uyển đình đi cùng đi vị trí góc hậu viện có giếng nước đường kính ba thước lý hằng sờ cằm suy tư nói loại chuyện đào hố này lòng nhi vẫn am hiểu Long Nhi, trong viện, xuất hiện nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu vàng. Đỉnh đầu sừng rồng, Bạch Huyền Đình trước đó cũng từng gặp Long Nhi, biết đây là thú phối sủng của Lý Hằng. Công tử, ngài tìm ta. Long Nhi dò hỏi, ừm, um, Lý Hằng chỉ vào cái giếng phía trước, cái giếng này hơi vướng víu, trước tiên đào nó lên đã. Được rồi, Long Nhi sắn tay áo, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, việc này ta am hiểu. Đinh đinh, len keng, không bao lâu, chỗ giếng nước đã đào ra một cái hố to. Lý Hằng lấy ra giếng thiên long, Trồn ở vị trí của cái hố to, hai thứ dán sát vào nhau. Ông, một cỗ khí tức khủng bố của long tộc từ đáy giếng truyền đến. Lý Hằng thuận miệng giếng, nhìn xuống phía dưới, trong giếng không có vật gì, cũng không có phong ấn thi thể long tộc gì. Nhưng khí tức long tộc ẩn chứa trong đó lại mạnh hơn gấp vạn lần so với long tỉnh mà hắn đã gặp trước đó. Thầm nghĩ, Thiên Long Tỉnh mà hệ thống đưa tới, khẳng định mạnh hơn nhiều so với loại giếng phong ấn cự long kia. Hẳn là long tỉnh chân chính, long tỉnh chân chính là chỉ ở long cốc hấp thu long khí bốn phía mà sinh ra chẳng lẽ đây là thiên long tỉnh long nhi cảm nhận được bên trong long tỉnh có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ của long tộc cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn cho dù là ở trong long cốc mạnh nhất cũng rất khó xuất hiện loại vật như giếng thiên long này không đơn thuần chỉ có một ngàn con cự long là có thể sinh ra không sai chính là thiên long tỉnh lý hằng gật đầu nói hít long nhi kinh hãi quá hiếm thấy phu quân sao chàng lại có nhiều đồ tốt như vậy bạch huyền đình nhìn thấy thiên long tỉnh trong lòng vạn phần cảm khái lúc này mới gả vào lý gia không có bao nhiêu thời gian liền không ngừng nhìn thấy lý hằng lấy ra các loại đồ tốt cho dù là nữ đế bạch hổ có được tiên bảo cũng không nhất định nhiều hơn lý hằng lý hằng cười hắc hắc ngươi còn có rất nhiều thứ không biết đâu lúc này mới có mấy món tiên bảo a đánh dấu hệ thống nhận được phần thưởng vừa nhiều vừa tốt tiên bảo vạn phần chân quý trong mắt người khác đến trong tay lý hằng chính là hạ bút thành văn tham nhi đến lượt ngươi biểu hiện Lý Hằng ném long quả tới, cơm, cơm khô, Tham Nhi mang khăn ăn màu trắng, cầm dao nĩa, làm bộ muốn cắt vỏ trái cây. Tham Nhi, Lý Hằng quát lạnh một tiếng, làm chính sự, chuẩn bị xong rồi về ăn. Ồ, Tham Nhi mất hết hứng thú cất khăn ăn đi, lấy bút lông thần tham gia. Người đi đi, nhẹ nhàng ném, ném long quả lên trên miệng giếng. Dẫn, Tham Nhi bấm pháp quyết, chỉ về phía miệng giếng phía dưới. Dầm, dầm, từng cột nước hình rồng từ miệng giếng bay lên, chậm rãi xoay tròn xung quanh long quả hút dâm cột nước hình rồng nhào về phía long quả toàn bộ long quả được bao bọc trong màn nước lý hằng đứng ở giữa sân ngửa đầu nhìn long quả giữa không trung long tỉnh thủy ẩn chứa khí tức long tộc đang không ngừng rót vào trong long quả bản chất của long quả đang thăng hoa có xu thế đánh vỡ gông cùm xiềng xích mỗi loại tiên dược tiên thụ đều có gông cùm xiềng xích cái gọi là gông cùm xiềng xích chính là lá chắn hạn chế sự phát triển của chúng nó đánh vỡ gông cùm xiềng xích mới có thể để cho bản chất sinh mệnh nhảy lên bước vào lĩnh vực cao hơn. Càng ngày càng nhiều long thủy rót vào, bản chất của long quả đang không ngừng thăng hoa. Khi tăng lên tới trình độ nào đó, long quả tựa như gặp phải bình chứng nào đó, không thể tiếp tục hấp thu long thủy. Lý Hằng nhướng mày, đây chính là gông cùm xiềng xích của long quả, chỉ dựa vào Thiên Long Tỉnh, rất khó đánh vỡ, phải làm sao bây giờ? Tiên dược, gông cùm xiềng xích của tiên quả, giống như là nhân loại phi thăng, gặp phải kiếp nạn. Nếu dễ dàng thông qua như vậy, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể thành tiên? Tham Nhi cầm bút lông thần sâm, chỉ một ngón tay về phía long quả trên trời. Vèo, bút lông chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, rơi vào trên long quả. Lúc này, long quả bùng lên kim quang. Ông, long quả lại xoay tròn, hấp thu long thủy xung quanh, khí tức của bản thân càng ngày càng mạnh. Thì ra là thế, Lý Hằng vừa rồi đang suy đoán tác dụng của bút lông thần tham. Thì ra là ở chỗ mấu chốt nhất, cho dù long quả hấp thu long thủy, cũng rất khó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước lên lĩnh vực sinh mệnh cao hơn mà lực lượng thần tham ẩn chứa trong bút lông thần tham giúp nó hoàn thành giai đoạn này long quả lại xoay tròn một hồi hấp thu càng nhiều long thủy hơn phá âm thanh dễ nghe như chim hoàng oanh của tham nhi vang lên dầm mà nước bao bọc bên ngoài long quả bỗng nhiên nổ tung khí tức kinh khủng theo đó dâng lên con người lý hằng co rụt lại đây là bách long vương quả hít bách long vương quả nghe nói chỉ có ở trong viễn cổ long cốc mới có thể xuất hiện trong long cốc phải có 10 vạn con long tộc có huyết mạch mạnh mẽ mới có thể sinh ra loại quả này mỗi một trái bách long vương quả đều là đồ vật vạn phần khó tìm tuyệt đối là trí bảo thiên địa bàn về giá trị ít nhất là gấp trăm lần long quả 10 vạn năm một quả bách long vương quả ẩn chứa lực lượng long tộc cũng gấp trăm lần 10 vạn năm long quả một viên tương đương với 100 viên tham nhi lại chỉ tay về phía bách long vương quả phụ thân tiếp lấy lý hằng vội vàng vươn hai tay cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nó sau khi bản chất thăng hoa hình thể bách long vương quả rút nhỏ vài vòng từ kích thước ban đầu của cối say biến thành to bằng chậu rửa mặt lực lượng long tộc ẩn chứa bên trong lại không có bất kỳ thu nhỏ nào ngược lại tăng vọt gấp trăm lần tham nhi thật lợi hại bạch huyền đình thấy một màn như vậy triệt để sợ ngây người bây giờ mới phát hiện người bên cạnh lý hằng không có một ai là đơn giản một rồng một phượng đều là huyết mạch hoang tổ cái tham nhi này lại có năng lực phi thường đáng sợ tham nhi biểu hiện không tệ Lý Hằng thu quả vào hệ thống không gian, lại lấy ra 7 quả long quả giống nhau. Tiếp tục, đem chúng toàn bộ tăng lên, thưởng ngươi một quả, hì hì, phụ thân là tốt nhất. Tham Nhi hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lần nữa ôm lấy một quả trái cây, ném tới phía trên thiên long tỉnh. Trợ giúp long quả đột phá gông cùng xiềng xích, năng lượng tiêu hao của bút lông thần tham cũng không nhiều. Đoán chừng không khác biệt lắm so với một viên đan dược tăng lên trước đó. Khẳng định có thể tăng 7 trái cây còn lại lên, cứ như vậy, tiêu hao mấy canh giờ, tất cả trái cây đều từ long quả tăng lên thành bách long vương quả lý hằng đối với điều này phi thường hài lòng ban thưởng một quả cho tham nhi tham nhi chỗ ta còn có một vật người cũng hỗ trợ xem một chút đi nói xong hắn lấy ra một mầm cây nhỏ thân cây to như chiếc đũa lá cây ố vàng rũ xuống đầu cành nhìn qua giống như là sống không được bao lâu đây là diệp long tiên thụ tham nhi tùy ý nhấc cây non lên tiểu tử kia sắp chết rồi ta dự định trồng nó ở bên cạnh giếng thiên long, khí tức long tộc ở đây, đủ để sinh trường. Lý Hằng nói, nhưng mà, ngươi cần cứu chữa nó trước đã, không thành vấn đề, tham nhi rất tùy ý nói, loại bệnh vặt vãnh này, ở trong mắt cũng không gọi là chuyện. Đầu tiên là đào một cái hố trong viện, ném một khối dược thần cao vào trong hố đất, sau đó trồng cây giống vào. Không bao lâu, cây non bắt đầu điên cuồng sinh trường. Thân cây trở nên càng ngày càng to, một tấc, ba tấc, một thước, tán cây càng ngày càng cao, một trượng, 3 trượng, 20 trượng, cuối cùng, cây cối cao đến 30 trượng mới dừng lại. Trên cành cây treo từng chiếc lá giống như hình rồng, màu xanh sẫm, có khí tức long tộc nồng đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua, giống, giống, cành cây lay động, lá cây lay động, phát ra tiếng vang như tiếng rồng ngâm. Khí tức của long tộc thật mạnh, cho dù Long Nhi có được long huyết của hoang tổ, cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng cũng có chút áp lực. Lý Hằng ngửa đầu, nhìn lá cây đầy cây, trong lòng vui như nở hoa loại cây tiên trà này sau khi cao lên lá cây cũng sẽ không trở nên quá lớn số lượng lại gia tăng không ít xem chừng toàn bộ lá cây hái xuống sao chế thành lá trà ít nhất cũng có thể ra trên trăm cân trà có thiên long tỉnh thời gian một năm có thể có trăm cân diệp long tiên trà có thể tùy ý tiêu xài gốc diệp long tiên trà này tương đương với ba vạn năm cũng chỉ cao 30 mươi trường độ cao thân cây tiên trà thụ so với tiền thụ thấp hơn khoảng 10 lần mỗi người trượng tương đương với vạn năm thụ linh loại cây trà này cây càng cao, lá trà tiên lại càng thơm thuần. Hơn nữa, trong đó còn bao hàm long tộc chi khí. Nếu là người có long huyết trong cơ thể quanh năm uống trà này, huyết mạch khẳng định có thể tấn thăng. Huyền Đình, người đi tìm vài người, lấy lá cây này xuống, sau đó xào chế thành tiên trà. Lý Hằng nói, tốt, việc này giao cho ta đi. Bạch Huyền Đình vội vàng gật, gật đầu. Sau khi xào xong, cho lão tổ, tộc trưởng, phong chủ mỗi người một bao. Dù sao lá trà có rất nhiều, cũng không giấu gì nữa. Trở lại phòng tu luyện, lý hằng khoanh chân ngồi xuống lấy bách long vương quả vừa lấy được ra đường vân trên vỏ trái cây hình thành từng con cự long hình thái khác nhau có chút dương nhanh múa vuốt có bay lượn trong mây đếm kỹ thì có khoảng trăm con cự long lý hằng đặt hai tay lên long quả cảm nhận được khí tức long tộc ẩn chứa trong đó gào thét gào trong long quả từng con cự long ngửa mặt lên trời gào thét lý hằng kinh hãi suýt chút nữa ném long quả ra ngoài long quả thật đáng sợ không hồ là trí bảo của viễn cổ long tộc xem chừng cũng chỉ có những long tộc cấp 8, cấp 9 kia mới có thực lực hấp thu loại trái cây này. Quả quá bá đạo, phải cẩn thận hấp thu một chút. Lý Hằng cầm bách long vương quả, cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra lực hút, dẫn động một chút lực lượng trong long quả. Tổ long kim giáp, lân phiến bao trùm toàn thân, dẫn động lực lượng của long quả, dựa theo phương thức ghi lại trong công pháp. rèn luyện long giáp, dù chỉ là một tia lực lượng, tổ long kim giáp cũng chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ làm cho lân giáp bị hủy hoại lý hằng cẩn thận khống chế lực lượng của long quả chậm rãi rèn luyện kim giáp tổ long cường độ phòng ngự của lân phiến đang nhanh chóng tăng lên rất khó khống chế hấp thu cũng rất nhanh đây là ưu điểm duy nhất thoáng cái đã qua ba ngày bách long vương quả thu nhỏ lại ba thành khí tức của kim giáp cũng tăng vọt oanh nhị trọng trung kỳ trên mặt lý hằng rõ ràng có vẻ vui mừng thời gian ba ngày đã để cho kim giáp tăng lên một tiểu cảnh giới bách long vương quả rất mạnh còn nhớ rõ trước đó tu luyện đệ nhất trọng một cái tiểu cảnh giới cần thời gian mười mấy ngày dựa theo dự đoán ban đầu khi tu luyện công pháp tầng thứ hai một tiểu cảnh giới như thế nào cũng phải một tháng mới có thể đột phá hiện tại chỉ dùng ba ngày chủ yếu là bởi vì long lực ẩn chứa trong bách long vương quả vô cùng bá đạo hiệu quả tăng lên của kim giáp rất mạnh một quả bách long vương quả tiêu hao ba thành quả thịt tăng lên một tầng tiểu cảnh giới ít hơn nhiều so với trong dự đoán của lý hằng tổng cộng bảy quả Tu luyện tới tam trọng khẳng định không thành vấn đề. Đến tứ trọng thì có chút khó, Lý Hằng tiếp tục cầm trái cây tu luyện, theo long giáp tăng lên, có thể thích ứng lực lượng long quả tốt hơn, không có thống khổ như vừa rồi, khống chế cũng tương đối đơn giản. Cứ như vậy, năm ngày trôi qua, trái cây lại thu nhỏ lại năm phần. Oanh, nhị trọng hậu kỳ, 10 ngày, quả thứ nhất dùng xong, quả thứ hai dùng một nửa. Nhị trọng đỉnh phong, nửa tháng, quả thứ hai dùng xong, lại dùng hai quả mới. Tam trọng, kim giáp phóng ra kim quang rực rỡ một con hoang tổ kim long bay lên từ long giáp. Có thể cảm nhận được, phòng ngự của kim giáp mạnh hơn trước gấp mấy lần. Càng có lực đàn hồi, càng thêm gián sát thân thể. Biên độ động tác có lớn hơn nữa, cũng không sợ chỗ khớp có chỗ nào kẹt. Ha ha ha, tam trọng kim giáp, quả nhiên đủ mạnh. Lần này lại đi xích tiên hỏa sơn, khẳng định không cần sợ hỏa diễm trên đỉnh núi. Đến lúc đó, có thể trồng hạt giống lên đỉnh núi. Về phần hạt giống có sợ tiên hỏa chi lực hay không? Hoàn toàn không cần lo lắng hạt giống này chính là hồ lô đằng có thể thay ngén ra thần hỏa. Làm sao lại sợ hãi tiên hỏa chứ? Thời gian một tháng đã tăng kim giáp quyết lên tới tam trọng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Về phần tiêu hao trái cây, tổng cộng cộng lại là 4 quả, còn thừa lại 3 quả bách long vương quả. Những trái cây còn lại, chắc chắn không đủ để tăng kim giáp quyết lên tới tầng 4. Đến lúc đó lại tìm thêm trí bảo của long tộc, xích tiên hỏa sơn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lối vào. Lý Điền nghiêng đầu, vô cùng lo lắng nhìn Lý Hằng nói, ngươi chắc chắn, kim giáp kia của ngươi, tiến vào đỉnh núi cũng không có vấn đề. Đương nhiên xác định, Lý Hằng ném tới một ánh mắt yên tâm, nếu sau này đi lên có vấn đề, ta sẽ nói cho ngài biết, đến lúc đó liền, từ trên núi đi xuống, như thế nào? Ừm, Lý Điền vẫn dặn dò, kiên trì không được nhất định phải nói, nam nhân mà, tuy không thể nói không được, nhưng ngủ quáng kiên trì, cũng không phải là chuyện tốt gì. Nói đến đây, liếc trộm bạch huyền đình bên cạnh một cái. Lý Hằng à, gần đây tiên viên phong trồng một ít nhân sâm trí dương. Xích Dương Linh Chi, bằng không hái cho ngươi một ít về bổ sung. Những tiên dược này có tuổi, thọ rất thấp, cộng thêm cực phẩm tiên thổ, giữ nguyên tiên tuyền, chu kỳ sinh trưởng càng ngắn. Mỹ nhân trong lòng, thật sự là có chút lo lắng Lý Hằng không giữ được. Nói như thế nào thì nói là, quán đài, Lý Hằng liếc mắt, ta đã tu luyện qua hoang cổ bá thể quyết. Nói xong, thẳng sống lưng, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy hình dáng kia. Lý Điền nhìn về phía ống quần Lý Hằng, khá lắm, sắp từ ống quần xuất hiện rồi. Không hổ là hoàng cổ bá thể quyết, bằng không ngươi chép một phần công pháp tu luyện cho ta, lão phu cũng muốn tái chiến vài năm. Lý Hằng gật đầu, không thành vấn đề, không phải chỉ là phương pháp tu luyện thôi sao? Trở về ta sẽ chép một phần, đưa cho ngài, nhưng mà tu luyện công pháp này cũng không dễ dàng. Lý Điền khẽ lắc đầu, lão phu không nghĩ quá nhiều, chỉ cần cứng sống lưng một chút là được. Bà nương nhà ta, cả ngày muốn ta trồng tiên cả tím, dưa chuột tiên, thật sự là phiền chết đi được. Chờ ta luyện thành thần công, xem nàng còn muốn dưa chuột, cà tím không? Hai người đàn ông nhìn nhau cười, lộ ra nụ cười mà người đàn ông đều hiểu. Bạch Huyền Đình nghe được cuộc đối thoại của hai người, dường như đã hiểu ra một vài thứ. Gương mặt đỏ bừng, Huyền Đình, chúng ta lên núi, người đừng tới đây, cứ ở đây chờ là được. Lý Hằng dự định cùng đi với Lý Điền và Tông Chủ. Ừm, Bạch Huyền Đình dặn dò một câu, ngàn vạn lần cẩn thận. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Sau khi nói xong, ba người hướng về đỉnh núi đi nhanh. Tiên hỏa mấy tầng trước không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lý Hằng. Khi đến tầng 5, triệu hồi ra tổ long kim giáp. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân, ngăn cách hỏa diễm cực nóng ra. Rất nhanh, ba người đã leo đến tầng 9, Lý Nguyên Minh và Lý Điền đều dùng tiên khí bao vây lấy thân thể. Nhẹ nhõm chống đỡ tiên hỏa cực nóng, theo cảnh giới tăng lên, tiên khí sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Trước đó khi đi tới tầng 9, Lý Hằng sử dụng tổ long kim giáp, hỏa diễm vẫn xuyên thấu kim giáp, hơi trên da. Lần này đi vào tầng thứ 9, kim giáp nhẹ nhõm chống đỡ tiên hỏa chi lực, không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại ở dưới lân giáp, cảm giác được từng tiêm mát lạnh. Lý Hằng, cảm giác thế nào? Lý Nguyên Minh hỏi thăm quan tâm. Không thành vấn đề, Lý Hằng đáp lại một câu. Thật sao, Lý Nguyên Minh sợ Lý Hằng sẽ giống như lần trước. Dán tay lên áo giáp vàng. Hà, khác với tưởng tượng của hắn. Trên kim giáp, không có chút nhiệt độ nào, ngược lại có cảm giác mát lạnh. Kim giáp này quả nhiên rất mạnh, có phải tăng lên rồi không? Đúng, Lý Hằng gật đầu, trận này ta hấp thu một ít long quả. Để kim giáp tăng lên một đại cảnh giới, tiểu tử ngươi còn rất lợi hại." Lý Nguyên Minh giơ ngón tay cái lên, loại long giáp này, nói tăng lên là tăng lên được luôn. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi lên đi, nếu như leo lên tầng thứ 10, không chống lại được tiên hỏa." Trước tiên nói với ta, tộc trưởng yên tâm." Lý Hằng gật đầu, ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã leo lên tầng 10, cũng chính là đỉnh núi Hỏa Sơn. Ở giữa có một miệng núi lửa khói đặc bốc lên. Nhiệt độ ở rìa núi lửa cũng thấp hơn một chút so với bên trong. Lý Hằng sau khi đi lên tầng này, giơ tay lên, cẩn thận cảm nhận một chút. Lần trước tới nơi này, nhiệt độ của tiên hỏa trong nháy mắt xuyên thấu kim giáp. Dựa vào dịch cổ tiên thụ, mới miễn cưỡng duy trì, ở chỗ này chờ đợi mấy hơi thở. Sau khi đánh dấu xong liền rời đi, lần này, kim giáp cảnh tăng lên, chống lại tất cả tiên hỏa chi lực. Vẫn là cảm giác vô cùng khoan khoái. Thế nào, Lý Nguyên Minh quan tâm hỏi không thành vấn đề để ta thử xem lý nguyên minh đặt tay lên vai lý hàng lần nữa giúp tu lạnh buốt không hợp với tiên hỏa nóng rực xung quanh kim giáp này còn rất mạnh làm sao cũng không nghĩ ra kim giáp ngay cả loại tiên hỏa cấp bậc này cũng có thể chống lại được rồi chúng ta chọn một nơi gieo hạt giống kia xuống đi lý nguyên minh quay đầu nhìn về phía lý điền điền phong chủ người hiểu được đạo trồng trọt nhìn xem nơi nào thích hợp dù sao ta cũng không hiểu hạt giống hồ lô kia nhìn qua vô cùng chân quý cũng không thể bởi vì lựa chọn địa phương không đúng mà lãng phí vô ích. Lý Điền xấu hổ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, mặc dù ta hiểu được đạo trồng trọt, nhưng chưa từng trồng qua hồ lô thần giai. Ai biết tập tính của nó như thế nào, lỡ như nói sai, dẫn đến hồ lô trùng tử vong, ta không bồi thường nổi. Chủ yếu là hạt giống hồ lô quá quý giá, hơi sơ suất thì sẽ là tổn thất cực lớn. Lý Hằng đứng ở biên giới miệng núi lửa, dậm mạnh chân mấy cái, phía dưới truyền đến thanh âm bịch bịch. Vừa rồi dùng sức rất mạnh, nhưng núi lửa không có xu thế chóc ra nham núi lửa này quá cứng có thể lưu mạng với ta hồ lô trùng hẳn là không có cách nào sinh trưởng ở chỗ này không biết phía dưới núi lửa có đất thích hợp hay không núi lửa xích tiên thường phun trào dung nham dẫn đến ngọn núi bốn phía bao trùm từng tầng từng tầng dung nham dần ra trở nên vô cùng cứng rắn dưới tình huống bình thường hạt giống đều phải ở trong thổ nhưỡng xốp mới có thể sinh trưởng mặc dù hạt giống thần hỏa hồ lô là thần giai, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ Lý Nguyên Minh đi về phía trước mấy bước, hướng về bên trong núi lửa nhìn lại. Trong miệng núi lửa, nham thạch nóng chảy đỏ thấm đang bốc lên bong bóng, không ngừng tản mát ra khói đen. Ngoại trừ dung nham ra, ngược lại có mấy khối đất bằng nhô ra, cũng không bị dung nham bao trùm. Bên kia có một mảnh đất trống, có lẽ có thể dùng để trồng trọt tiên dược. Chúng ta xuống xem một chút, Lý Hằng làm bộ muốn nhảy vào trong miệng núi lửa, nhưng bị ngăn lại. Lý Nguyên Minh lắc đầu, nói, phía dưới quá nguy hiểm, nhiệt độ còn cao hơn miệng núi lửa, kim giáp của ngươi có thể chịu được sao? Hẳn là vấn đề không lớn. Kim giáp của Lý Hằng tăng lên tới cấp 3, ở trên đỉnh Hỏa Sơn vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Xuống đến bên trong núi lửa, nhiệt độ sẽ tăng lên, nhưng cũng sẽ không quá cao. Chúng ta đi xuống thử xem, nếu như kim giáp không thể chống lại. Ta sẽ lên ngay, Lý Nguyên Minh suy tư một lúc, gật đầu dặn dò, không có cách nào chống lại thì không nên ngạnh kháng. Có tình huống thì trước tiên nói, được, Lý Hằng bước về phía trước một bước, thân thể như lá rụng rơi xuống phía dưới nhiệt độ bốn phía rõ ràng tăng cao trong kim giáp vẫn mát mẻ thoải mái rơi xuống một khối đất mới cảm giác được kim giáp trở nên nóng lên nhiệt độ bên trong cũng đang nhanh chóng tăng lên thế nào lý nguyên minh sở kim giáp của lý hằng cảm giác có chút phòng tay lý hằng nói nhiệt độ nơi này rất cao kim giáp gần như đã là cực hạn nhưng còn có thể chống đỡ được thân thể của hắn cũng đủ mạnh có thể miễn cưỡng chống đỡ được nhiệt độ này bản thân cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn ăn no đến mức da thịt đỏ bừng giống như heo sữa quay. Vậy thì tốt, nếu không chịu được, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Lý Nguyên Minh dùng tiên khí bố trí bình chướng xung quanh cơ thể, rất dễ dàng có thể chống lại tiên hỏa ở đây. Chỉ có điều, sẽ hao tổn một ít tiên khí, quy lực của tiên hỏa càng mạnh, số lượng tiên khí hao tổn lại càng nhiều. Lý Hằng có chút cảm khái nhìn tộc trưởng đây chính là thực lực của cường giả tiên vương sao, chỉ dựa vào tiên khí, đã mạnh hơn kim giáp của ta nhiều. Nói thật, trong lòng vẫn vô cùng hâm mộ, tu luyện cho tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi có thể trở thành cường giả như ta, thậm chí vượt xa ta. Lý Nguyên Minh tin tưởng, Lý Hằng vượt qua hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Lão Điền, ngươi nhìn mấy miếng đất này, nơi nào thích hợp trồng hồ lô? Lý Điền cẩn thận kiểm tra trên mặt đất một chút, nói, vùng đất dưới chân này cũng không phải đất, mà là xích tiên nham. So với núi lửa phía trên còn cứng rắn hơn, ta qua bên kia nhìn xem, bên trong núi lửa có mấy khối đất lôi ra, liên tục tìm mấy khối đất, rốt cục ở chính giữa, phát hiện một khối thổ nhưỡng không tệ. Nơi này không tệ, bởi vì địa thế cao, phía trên lưu lại một ít thổ nhưỡng, tuy rằng cũng tương đối cứng rắn, nhưng gieo trồng hồ lô đằng khẳng định là không có vấn đề. Không biết thần hỏa hồ lô có thể sinh trưởng ở chỗ này hay không? Lý Điền, đối với loại hồ lô thần dai này, căn bản không hiểu rõ, cũng không dám nói lung tung. Lý Hằng khẽ nhíu mày, bằng không thử một chút, dù sao có dược thần cao, chỉ cần trôn xuống. Thần hỏa hồ lô hẳn là có thể thuận lợi sinh trưởng ra cổ tay khẽ đảo lấy hạt giống to bằng quả bưởi ra ánh lửa lúc sáng lúc tối giống như đang hô hấp đào cái hố trước lý hằng lấy sẻng thái cổ tiên kim ra đào đất lên lý điền nhìn thấy cái sẻng này trong lòng giật mình hít nhiều tiên kim thái cổ như vậy là một cái sẻng đúng là quá xa xỉ dù là trộn lẫn chút ít thái cổ tiên kim độ sắc bén của cái sẻng cũng có thể tăng lên một mảng lớn thành trước mắt này phẩm dai có thể so với cực phẩm tiên khí không bao lâu cái hố nhỏ sâu ba thước đã đào ra đất phía dưới xốp hơn so với tưởng tượng một chút lý hằng thả thần hỏa hồ lô vào ông ngay khi hắn chuẩn bị lấy dược thần cao cùng nhau chôn xuống hạt giống nhẹ nhàng run lên phóng xuất ra một cỗ hấp lực đáng sợ dầm bên trong nham tương có một cột nham thạch nóng chảy bay lên rơi vào trong hố nhỏ hố nhỏ vừa đào đã chứa đầy dung nham đây là sức mạnh của thần hỏa hồ lô lý hằng cảm nhận được cột dung nham kia chính là hạt giống dẫn động cho nên không có trở ngại động tác của nham tương hạt giống chôn ở dưới dung nham phóng xuất ra một cỗ hấp lực đem dung nham toàn bộ nuốt vào trong trái cây một chồi non màu đỏ từ trong hố nhỏ chậm rãi mọc lên trên đỉnh còn kéo theo hai phiến lá cây đỏ thấm nó đang hấp thu dung nham sinh trưởng lý hằng vẫn là lần đầu nhìn thấy thực vật thần kỳ như vậy dưới tình huống bình thường thực vật gặp phải dung nham hơn phân nửa đều sẽ bị đốt thành than cốc có rất ít thực vật có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong dung nham trồi non vẫn đang sinh trưởng số lượng dung nham trong hố nhỏ giảm bớt kịch liệt Đúng rồi, hàng rào, Lý Hằng lấy hàng rào đã chuẩn bị từ trước ra, cắm vào đất bên cạnh. Những hàng rào này rất cao, đại khái khoảng 3 trượng. Do một loại kim loại luyện chế thành, có thể bảo trì hình thái vốn có dưới nhiệt độ cao này. Hồ lô đằng sinh trưởng, khẳng định phải ở trên hàng rào. Cũng không biết hàng rào cao ba trượng này có đủ cao hay không. Không bao lâu, dung nham trong hố nhỏ đã bị hấp thu sạch sẽ. Dầm, trong ao nham thạch nóng chảy, lại có một cột nham thạch nóng chảy từ trong đó bay ra. Rơi vào trong ao nho nhỏ. Trồi non tiếp tục sinh trưởng, một hồi như vậy, có kích thước ngón tay nhỏ, bò về phía hàng rào. Hồ lô đằng theo hàng rào xoay quanh mà lên, dầm, mỗi lần hố nhỏ dung nham tiêu hao hết sạch, sẽ có một cỗ lực lượng, dẫn động càng nhiều dung nham hơn. Cứ như vậy, qua đại khái thời gian một chén trà nhỏ, hồ lô đằng to bằng ngón tay cái, bò đầy toàn bộ hàng rào. Lúc này nó dường như có chút không hài lòng với hàng rào, ngẩng đầu lên, nhìn về phía miệng núi lửa. Vào lúc giữa trưa, mặt trời đã lên đến chính giữa. Từ miệng núi lửa, ánh nắng cực nóng chiếu xuống ánh mặt trời này có một cỗ hỏa diễm cường đại đúng là xuyên thấu sương mù đen nồng đậm chiếu vào phía dưới miệng núi lửa ánh mặt trời chiếu lên trên dàn dây hồ lô dàn dây hồ lô vô cùng hưởng thụ đúng là nằm nhoài trên hàng rào chập mắt một cái hồ lô đằng không ngừng sinh trưởng vẫn đang hấp thu lực lượng hỏa diễm của nham tương một lát sau mặt trời đi về phía tây ánh mặt trời màu vàng phía dưới miệng núi lửa đã di chuyển lên vách tương hồ lô đằng màu đỏ thắm ngẩng đầu lên hướng về ánh mặt trời trên vách tường nhìn lại trong mắt có vẻ mê luyến dâm dâm trong khoảng thời gian này sinh trưởng khiến nó có lực lượng càng cường đại hơn chỉ thấy dây leo của nó chấn động mạnh một cái rút lên một cột nham thạch nóng chảy tưới lên toàn bộ dây leo hồ lô lý hằng thấy cảnh này vội vàng lui lại bảy tám bước nhiều dung nham như vậy nếu như tưới lên thân thể người đoán chừng trong nháy mắt sẽ thành than cốc hồ lô đăng lại không có việc gì hình như còn rất hưởng thụ thật sự là biến thái dây leo hồ lô đều đang hấp thu lực lượng dung nham, cột dung nham đổ lên trên, không hề rơi xuống đất. Tất cả đều bị nó hấp thu. Sau khi hấp thu dung nham, đỉnh hồ lô đang bò về phía vách tường có ánh mặt trời kia. Nơi gieo trồng hồ lô nằm ở giữa miệng núi lửa, bốn phía bị dung nham bao quanh, không có bất kỳ một chỗ nào có thể không thông qua dung nham mà bò đến vách tường. Hồ lô đang sinh trưởng trên mặt đất, rất nhanh đã bò đến vị trí bên cạnh thổ địa. Ọt ọt, ọt ọt, dung nham nổi lên bong bóng, khói đen trôi nổi lên trên. Hồ Lô đang nhìn thấy dung nham, không có chút e ngại nào, ngược lại lộ ra cảm xúc mừng rỡ. Chỉ thấy nó tiếp tục bò về phía trước, rơi vào bên trong hồ dung nham. Cái này, Lý Điền nhìn dây leo Hồ Lô rơi vào dung nham, trong lòng vạn phần lo lắng. Thật sợ hãi chờ một lát, cả dây leo đều bốc cháy. Thế nhưng dây leo rơi vào dung nham không có nửa điểm sự tình, vẫn đang không ngừng bò về phía trước. Không hồ là hồ Lô thần hỏa, có thể sinh ra sự tồn tại của thần hỏa, Lý Hằng vẫn luôn quan sát sự sinh trưởng của dây leo Hồ Lô lần đầu tiên nhìn thấy thực vật thần kỳ như vậy sinh trường dung nham nơi này đã trở thành chất dinh dưỡng của dây leo hồ lô giúp nó sinh trường ngay từ đầu còn lo lắng trồng hồ lô ở chỗ này sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh không nghĩ tới hồ lô đằng không chỉ không có ngoài ý muốn ngược lại phi thường thích ứng hoàn cảnh nơi này tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh hai canh giờ sau hồ lô đằng xuyên qua hồ dung nham bỏ đến vị trí vách tường theo vách đá vòng quanh hướng về miệng núi lửa phía trên bò qua ở nơi đó có mặt trời mà nó thích nhất Mặt trời mọc lên ở phía đông lặn về phía tây, đi tới đi lui hai lần. Cứ như vậy qua hai ngày hai đêm, ba người một mực thủ ở chỗ này, hồ lô đằng rốt cục từ đáy núi lửa leo đến miệng núi lửa, thấy được ánh mặt trời bên ngoài. Bên trong núi lửa, dây leo màu đỏ thấm, bò một vòng lại một vòng quanh vách tường. Ở vị trí chính giữa có một sợi dây leo, giống như dây thừng, nối liền hai bên vách tường. Lý Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa dây leo, nơi đó nở hoa rồi, một đóa hoa kiều diễm, đỏ đậm, tại hồ lô dây leo trung ương nở rộ, phảng phất như một ngọn lửa đang thiêu đốt, phóng xuất ra ánh lửa nóng bỏng. chỗ đó muốn kết quả rồi, lý hằng trong lòng vui vẻ, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc kết thành thần hỏa hồ lô. sau khi trồng xong, hái hồ lô xuống, đã có một thần khí cường đại. lý điền ngửa cổ, nói, đóa hoa này nở rất chậm, dựa theo loại tình huống này đến xem, muốn kết quả, làm sao cũng phải mấy trăm, hơn ngàn năm a. À. Vừa rồi dây hồ lô sinh trưởng rất nhanh, là bởi vì hấp thu rất nhiều dung nham. Lúc này mới 2 ngày, nham tương phía dưới đã thiếu đi 1 phần 3. Cho dù hấp thu tất cả dung nham, cùng lắm là tăng tốc độ sinh trưởng lên một chút. Khoảng cách chân chính kết hạ hồ lô, còn có một đoạn thời gian rất dài. Đã đến lúc bày ra lực lượng của phân, Lý Hằng lật cổ tay một cái, lấy ra một đống dược thần cao màu vàng. Giữa dược thần cao và bàn tay có một tờ giấy ngăn cách. Mi, Lý Điền nhìn về phía vật thể màu vàng kim kia, nó là phân à? đương nhiên không phải lý hằng không có ý định để lộ bí mật này ra ngoài mùi thuốc nồng đậm theo hơi nóng bốc lên tản về phía miệng núi lửa hồ lô đằng đang ghé vào bên cạnh miệng núi lửa phơi nắng đột nhiên cảm nhận được một mùi thuốc mê người mùi hương này khiến nó cảm thấy có chút quen thuộc thật chờ mong có thể ăn một miếng mùi thơm từ đâu tới dây leo đã dài đến một thước trên đỉnh có khuôn mặt tuấn tú nhìn qua giống như là tiểu tử 20 tuổi hồ lô đằng theo nơi phát ra mùi thơm chậm rãi tìm kiếm tiến đến bên hố mới phát hiện, nơi phát ra mùi thơm, vậy mà ở phía dưới núi lửa. Hồ lô đằng giống như một con rắn dài, ngẩng đầu nhìn về phía dưới miệng núi lửa. Dưới hố, có một nam tử anh tuấn cao ngất, trong tay cầm thuốc mỡ ánh vàng rực rỡ. Thơm quá, hương vị chính là thuốc mỡ kia, mẹ kiếp, ta vừa mới bò lên, để được sưởi ấm, nó đã phải trải qua trăm cây nghìn đắng mới leo lên được đỉnh của miệng núi lửa. Như ý nguyện phơi nắng đến, ai nghĩ tới, phía dưới có một nam tử, cầm trong tay một đống thuốc mỡ, đang hướng nó ngoắc tay. Hồ lô đằng thiếu chút nữa khóc, vừa mới bò lên có được hay không? Rất mệt mỏi, cạch, cạch, hồ lô đằng như là một con rắn dài, cong người, lần nữa leo lên phía dưới miệng núi lửa. Bởi vì lượng lớn dây leo, cắm rễ ở trên vách đá, cho nên dây hồ lô rất vững vàng, thời điểm di chuyển xuống phía dưới. Tốc độ cũng tương đối nhanh, chỉ có điều, lại hấp thu thêm một ít dung nham mà thôi. Lý Hằng kéo lấy dược thần cao trong tay, vốn định chôn nó vào trong hố nhỏ, đoán chừng dây leo như vậy cũng có thể hấp thu. Chậm đã, ngươi nhìn bên kia, Lý Điền lơ hay lên. Chỉ vào biên giới miệng núi lửa, nơi đó có một dây leo giống như mãng xà, nó giống như ngửi thấy mùi thuốc mỡ, muốn bỏ xuống. Ngươi xem bộ dáng chờ mong của nó, tự hồ muốn dùng miệng uống thuốc mỡ, mà không phải trôn ở trong hố hấp thu. Nó muốn ăn, vẻ mặt Lý Hằng dần cứng lại. Chắc chắn rồi, Lý Điền cười ha ha, thuốc thơm như vậy, không ăn được mấy miếng, làm sao có thể nếm ra mỹ vị chỉ hấp thu thôi có chút lãng phí hương vị của nó ta lại không có lời nào để chống đỡ lý hằng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải nếu như hồ lô đằng biết đây là sâm kéo phân còn có hứng thú ăn sao hay là đưa cho nó đi lý hằng nhìn động tác chậm gì gì của hồ lô đằng có chút lo lắng đừng vẫn nên chờ một chút xem sao lý điền chỉ vào dàn dây hồ lô người xem nó tựa hồ bỏ rất vui vẻ đợi lát nữa là có thể xuống rồi coi như là rèn luyện cứ như vậy ba người yên lặng chờ đợi dây leo hồ lô sinh trường rốt cuộc sau khi hao phí ba canh giờ hồ lô đằng về tới đáy hố cạch cạch hồ lô đằng cảm giác thắt lưng leo đều đau sớm biết nhân loại này có đồ tốt như vậy trực tiếp ăn chẳng phải xong rồi sao ai còn leo đến miệng núi lửa đi phơi nắng đây hố núi lửa trên vách đá bốn phía dây leo màu đỏ bò đầy dưới đáy hố một sợi dây leo ngẩng cao đầu đối diện nam tử phía trước trong mắt đằng mạn vật thể màu vàng kia tràn ngập dụ hoặc Ngươi muốn ăn, dây leo gật đầu, đây, Lý Hằng ném thuốc mỡ màu vàng lên trên, dây leo thuận thế há miệng, một ngụm đem thuốc mỡ ngậm lấy. Cạch, cạch, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt, trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ ra vẻ hưởng thụ, ngon quá, trên đời này lại có mỹ vị như thế. Từng đạo kim quang, theo đằng lan tràn rũi, hấp thu dược thần cao, dây leo lại tráng kiện thêm mấy phần. Đóa hoa hồ lô treo ở giữa, sau khi nở rô, rất nhanh tàn lụi, kèm theo xuất hiện là một quả hồ lô màu đỏ thắm. Cạch, hồ lô đằng còn đang nhai dược thần cao động tác rất chậm tinh tế thưởng thức hương thơm trong đó từng luồng ánh sáng màu vàng vọt về phía hồ lô hồ lô càng ngày càng lớn một thước hai thước ba thước sau khi ăn xong một khối dược thần cao hồ lô chỉ mọc được ba thước lý hằng ngửa đầu nhìn lại nhướng mày ba thước lực lượng của dược thần cao đối với hồ lô mà nói yếu như vậy sao ba thước dài cũng tương đương với sinh trưởng ngàn năm hắn đã tìm hiểu qua chỗ tham nhi thần hỏa hồ lô ít nhất phải thai ngén vạn năm thời gian mới có thể đem hồ lô thai ngén thành hình. Ở trên đó, còn có thể tiếp tục sinh trưởng, 10 vạn năm, trăm vạn năm, đoán chừng giống loài thần dai này, dược lực sinh trưởng cần càng nhiều, cho nên một viên dược thần cao chỉ tương đương với ngàn năm sinh trưởng. Cũng không tệ, Lý Hằng cũng biết đủ, đây chính là hồ lô thần dai, một viên dược thần cao đi xuống là có thể làm hồ lô tăng trưởng ngàn năm. 10 dược thần cao có thể khiến hồ lô kết quả. 100 dược thần cao hồ lô tương đương với 10 vạn năm. Cao nhân, hồ lô đằng ăn một viên dược thần cao, cảm giác thân thể biến hóa thật lớn, không khỏi xưng lý hằng là tiền bối. Loại thuốc cao thần kỳ này, cũng chỉ có cao nhân tiền bối mới có thể lấy ra. Lý Hằng đứng chắp tay, một bộ dáng đắc đạo cao nhân. Trước mắt chính là thần giai hồ lô đằng, nó gọi mình là tiền bối, nhất định là lầm tưởng thuốc mỡ là do hắn chế tác. Cho nên mới có danh xưng cao nhân, như thế cũng tốt, hắn liền làm bộ như cao nhân, mới có thể ngăn chặn được khí diễm của thần hỏa hồ lô đằng. Nếu không, bị nó lật trời, cái kia thần hỏa hồ lô cũng không nhất định cầm tới tay. Ai biết thần giai hồ lô đằng có năng lực đáng sợ gì? Cẩn thận một chút thì tốt hơn, Lý Hằng giả bộ như cao nhân, khẽ gật đầu với hồ lô đằng. Tốc cơ hương tệ, đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng? Thần hỏa hồ lô như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bị đặt như thế nữ tính hóa tên. Cao nhân, còn có thuốc mỡ không? Chưa ăn no, Lý Hằng thản nhiên nói. Ưm, ừ, Thần Hỏa Hồ Lô gật đầu, thuốc mỡ ăn rất ngon, ta còn muốn ăn. Muốn ăn thì ăn cho no." Lý Hằng vô cùng hào phóng vung tay lên, đem 10 miếng thuốc mỡ bày trên mặt đất. Trong thế giới đỏ rực, 10 miếng thuốc mỡ lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Từ xa nhìn lại, giống như là 10 khối vàng. Thần Hỏa Hồ Lô nhìn 10 miếng thuốc mỡ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Đa tạ tiền bối cao nhân, ăn đi, ăn nhiều một chút, không đủ ta còn có." Lý Hằng thản nhiên nói. "Ân ân," Thần Hỏa Hồ Lô âm thầm vươn ngón tay cái không hổ là cao nhân, nghe được không, dược cao chân quý như thế, nói cầm liền cầm, còn không thèm quan tâm chút nào. Kết bạn với loại cao nhân này, về sau cao nhân ăn ngon uống say, ta cũng có thể uống ngụm canh chứ. Dù gì thì còn có cơm thừa canh cặn, thần hỏa hồ lô đưa đầu về phía mặt đất, ngậm lên một khối dược thần cao, chậm rãi nhai nuốt. Bộ dáng kia, giống như là đang ăn món ngon thượng đẳng nhất. Vẻ mặt mọi loại hưởng thụ, thỉnh thoảng còn lắc lắc đầu một cái. Ô, thật sự là thơm a. À. Cao nhân, ngài có muốn ăn một miếng hay không? Biểu cảm của Lý Hằng dần dần cứng lại. Người ăn đi, ta không thích cảm giác hoa cúc cỏ dài. Hoa cúc cỏ dài, hỏa thần hồ lô vẻ mặt nghi hoặc. Đây là cái gì? Một loại thực vật sao? Không phải, Lý Hằng khẽ lắc đầu, chính là một loại hiện tượng quái dị. Nói người hẳn là cũng khó có thể lý giải. Úp úp, hỏa thần hồ lô gật đầu, không hổ là cao nhân, nói chuyện chính là cao thâm mặt chắc. Tiếp tục ăn, ăn xong một viên thuốc mỡ, trên dây leo treo hồ lô, lại lớn thêm ba thước hỏa thần hồ lô lại ăn một quả khác cứ như vậy ăn từng miếng một rất nhanh đã ăn xong 9 viên hồ lô treo trên dây leo đã dài đến hơn một trường bên ngoài hồ lô có lớp da đỏ đậm bên trên có từng đường vân màu vàng tạo thành một bức đồ án thần bí thỉnh thoảng đường vân màu vàng hiện lên một đạo quang mang giống như là hô hấp có được sinh mệnh thuộc về mình ọc lý điền nuốt nước miếng đây chính là thần giai hồ lô khí tức đúng là đáng sợ như thế lão phu có loại cảm giác sắp bị hồ lô nuốt mất từ khí tức đến xem, cái hồ lô này mặc dù chỉ có vạn năm, vừa mới đạt tới tiêu chuẩn thành thục. So với cái hồ lô tử tiên đế trước đó, còn đáng sợ hơn nhiều. Vạn năm rồi, trong mắt Lý Hằng lóe lên hào quang sáng chói. Nếu hồ lô này luyện hóa thành bảo vật, bỏ cường giả cấp bậc đại đế vào, chắc chắn có thể luyện hóa hắn thành cho bụi. Nếu có thể tiếp tục bồi dưỡng một chút sẽ tốt hơn. Vạn năm chỉ là cơ sở để thần hỏa hồ lô trưởng thành. Ở trên đó, còn có thể tiếp tục sinh trưởng đến 10 vạn năm, trăm vạn năm. Mỗi một giai đoạn, thần lực của hồ lô đằng đều sẽ có sự thăng hoa về chất. Hồ lô đằng lại ngậm lên một viên dược thần cao, sau khi nhai nó, hào quang màu vàng chỉ khiến dây leo càng thêm trắng kiện. Hồ lô treo ở phía trên lại chưa tăng trưởng nữa. Lý Hằng nhìn chằm chằm hồ lô, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Hồng, sao hồ lô này của ngươi không còn dài nữa?" Cao nhân, hồ lô đằng nhìn hoàn cảnh xung quanh, thần lực trong thuốc mỡ cũng chỉ có thể làm cho hồ lô sinh trưởng đến vạn năm. Ăn nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào tăng trưởng. Thì ra là thế, Lý Hằng thở dài, tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng hồ lô ngâm nước nóng. Nhưng mà, có một hồ lô thần giai thì đã đủ mạnh rồi. Cường giả cấp bậc đại đế ở dưới hồ lô này không có bất kỳ sức chống lại nào. Nếu đã như vậy, hồ lô này cứ giao cho ta đi. Lý Hằng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía dây leo hồ lô. Cây dây hồ lô này có linh trí, cũng có thực lực thuộc về mình. Thực lực hiện tại có được, vẫn chưa tính là quá mạnh, nó cũng cần trưởng thành một chút xíu. Nếu không cho cũng chỉ có thể dùng phương thức cướp, hái thần hỏa hồ lô kia xuống. Hồ lô đằng dường như thật sự coi Lý Hằng là cao nhân, sau khi nghe được lời nói này, sửng sốt không do dự. Cao nhân, người đã muốn cái thần hỏa hồ lô này, vậy thì tặng cho người là được. Thần hỏa hồ lô, từ trên dây leo rơi xuống, cạch, hồ lô bay lên bầu trời, tỏa ra thần quang rực rỡ. Bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ, mặt đất trở nên nóng hồi. Tiên hỏa của xích tiên hỏa sơn, dưới lực lượng thần hỏa kinh khủng này, lộ ra cực kỳ nhỏ yếu hư không nứt ra khe hở từ trong đó bay tới hồ lô đỏ thẫm ngàn trường xuyên qua miệng hồ lô nhìn vào bên trong bên trong có thần hỏa đang thiêu đốt trên núi lửa xích tiên có một số tộc nhân đang tu luyện sau khi nhìn thấy hồ lô khổng lồ trên đỉnh đầu tất cả tộc nhân đều sợ choáng váng trời à đó là cái gì tại sao lại có thần hỏa lực kinh khủng như vậy ta cảm giác thân thể sắp chín rồi cho ta tự nhiên có thể ăn thật là đáng sợ một số tộc nhân thực lực hơi kém sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất ngay cả thở cũng không dám thở một hơi mất đi thời gian kiên trì của dị tượng hồ lô không lâu nếu không mạng nhỏ của những người này đều sẽ gặp nguy hiểm hồ lô rơi vào miệng núi lửa lý hằng đặt một tay lên trên hồ lô thu nó vào không gian hệ thống lý nguyên minh hâm mộ nhìn lý hằng tiểu tử ngươi lại được một kiện thần bảo có nó chỉ cần vận dụng thỏa đáng cũng có thể đối phó cường giả cấp bậc đại đế ha ha lý hằng cũng lộ ra nụ cười hưng phấn chờ ta trở về nấu nướng nó à không đúng là tế luyện nơi này thân ở miệng núi lửa có chút nguy hiểm vẫn là sau khi trở về tế luyện thì thích hợp hơn ừm việc này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta trở về thôi lý nguyên minh quay đầu nhìn về phía lý điền bên cạnh lão điền chuyện chiếu cố thần hỏa hồ lô kế tiếp liền giao cho ngươi lý điền vỗ mạnh vào ngực nặng nề nói yên tâm có ta ở đây bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho hồ lô đăng vị trí gieo trồng hồ lô này tương đối đặc thù cũng chỉ có hắn và một ít cường giả tiên viên phong mới có thể đi vào cho nên chuyện chiếu cố thần hỏa hồ lô liền rơi vào trên người hắn thiên nguyên các lý hằng sợ hãi tế luyện hồ lô xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa gì đó hủy nhà liền đi vào trong thế giới đặc biệt này lần này hắn không lựa chọn tế luyện hồ lô ở trong sân nhỏ mà là tìm một ngọn núi nhỏ ở bên ngoài khoanh chân ngồi trên tảng đá lấy hồ lô ra đặt trước người lúc hồ lô này chưa luyện hóa không thể thay đổi kích cỡ từ xa nhìn lại lý hằng ngồi ở chỗ đó chỉ cao bằng một phần mười của hồ lô hô nóng quá hồ lô bề ngoài đỏ bừng có một đường cong màu vàng lóe lên kim quang bên ngoài phóng thích ra nhiệt độ cao khủng bố cỏ dại thực vật sinh trưởng bên cạnh rất nhanh liền khô héo chỉ là bên ngoài đã có nhiệt độ khủng bố như thế thần hỏa bên trong lại mạnh bao nhiêu thần hỏa hồ lô sinh trưởng vạn năm thành thục bên trong có một sợi thần hỏa lực lúc luyện hóa xin phải cẩn thận nếu không không phải ngươi luyện hóa nó mà là bị nó luyện hóa mời viết di chúc cho tốt ách chán lý hằng hiện ra ba đường màu đen tế luyện cái hồ lô có kinh khủng như vậy sao cắn nát đầu ngón tay nạn ra một giọt máu đỏ tươi rơi vào trên hồ lô dọech huyết dịch tiếp xúc với hồ lô bốc lên khói trắng cuồn cuộn nhưng mà vẫn bị hồ lô hấp thu một chút sau đó lý hằng thả thần hồn ra tế luyện hồ lô bá thần hỏa hồ lô đang phản kháng bên ngoài tản ra từng đạo hỏa diễm kinh khủng lý hằng tiếp xúc gần với hồ lô cảm giác bản thân giống như đang ở trong biển lửa tổ long kim giáp lân giáp màu vàng bao trùm thân thể nhiệt độ bốn phía chợt hạ xuống lý hằng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hô có kim giáp ở đây ít nhất sẽ không bị luyện hóa kim giáp ngăn cách phần lớn nhiệt độ lý hằng vẫn nóng hổi toàn thân làn da trở nên đỏ thẫm dưới nhiệt độ cao không bao lâu liền có mùi thịt phát ra thật thơm còn thiếu chút nữa là thì là ớt lý hằng tìm một chút trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc mở nắp ra bên trong đương nhiên không phải ớt thì là mà là sinh mệnh thụ dịch tinh thuần một lần uống non nửa bình thụ dịch thân thể tràn ngập sinh mệnh lực mạnh mẽ. Làn da vừa mới bị thiêu đốt hư hỏng, rất nhanh đã được phục hồi như cũ. Tiêu hao rất lớn, nhưng mà có thể luyện hóa hồ lô, hết thảy đều đáng giá. Cứ như vậy, Lý Hằng khống chế thần hồn, tế luyện hồ lô từng chút một. Quân gia, chỗ thông đạo ma giới, mấy chục vạn tộc nhân đem bốn phía thông đạo chật như nêm cối. Trên trăm vị cường giả tiên hoàng, cầm phong ma tiên thạch trong tay, thi triển tiên lực một màn chắn màu vàng chậm rãi thành hình ở bốn phía bao phủ toàn bộ thông đạo ma giới một bên khác của thông đạo ma giới truyền đến một tiếng gầm giận dữ quân gia ma tộc chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày ngóc đầu trở lại cải tổ trở lại hỗn nguyên tổ đế cười lạnh một tiếng ngươi không còn cơ hội nữa nói xong câu đó ôm phong ma tiên kim đem tiên lực hùng hồn rót vào trong đó phong ma tiên kim phóng xuất ra kim quang sáng chói dung nhập vào trận pháp bốn phía trên trăm vị cường giả tiên hoàng cùng một thời gian dơ phong ma thạch trong tay lên, niệm động tiên chú. Từng đạo phong ấn chi lực, gia trì tại trên trận pháp, để nó trở nên càng thêm vững chắc. Hỗn nguyên tổ đế chợt quát một tiếng, bách tiên phong ma trận. Phong, bình chướng màu vàng kim tựa như chiếc bát lớn rơi xuống trên thông đạo ma giới. Cái chén lớn từ từ thu nhỏ lại, mỗi khi thu nhỏ lại một vòng phong ấn sẽ mạnh hơn một phần. Hỗn nguyên tổ đế ôm phong ma tiên kim, chậm rãi đi đến bên cạnh thông đạo ma giới. Khối tiên kim này, cao chừng ba thước, nhìn qua giống như là một tấm bia đá. Đặt ở đây, có thể tạo được tác dụng chấn thủ thông đạo ma giới. Chỉ cần bia đá bên ngoài không bị hủy, ma tộc vĩnh viễn không thể xông ra từ bên trong. Đột nhiên, mây đen cuồn cuộn mà đến. Hạt mưa to như hạt đậu chút xuống. Đang yên đang lành, sao trời lại đổ mưa. Chí trạch tổ đế đứng ở một bên, trong ngực ôm thu thủy tiên kiếm, yêu thích không buông tay thưởng thức. Hắn một mực canh giữ ở bên cạnh, sợ có người ma tộc hoặc là lòng mang ý xấu đến quấy rối. Chí trạch tổ đế ngẩng đầu, trong lòng có dự cảm bất tường. Gần đây, quân gia bị vận rủi bao phủ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mây đen càng tụ càng nhiều, hồ quang màu bạc chạy trong mây, trong đó còn kèm theo một ít màu đỏ. Âm âm, tiếng sấm không ngừng vang lên. Lúc này, bố trí trận pháp đến điểm mấu chốt. Hỗn nguyên tổ đế nghe được tiếng sấm rền trên đỉnh đầu, trong lòng sinh dự cảm bất tường, lại chỉ có thể ôm tiên kim trong ngực, tiếp tục đi về phía trước. Tiễn trên dây không thể không bắn, mỗi một bước đi, bình chướng màu vàng sẽ thu nhỏ lại một vòng, phong ấn tăng cường một phần. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Hỗn Nguyên Tổ Đế rốt cục đi tới biên giới thông đạo, đem tiên kim trong tay dựng thẳng trên mặt đất. Phù, khi tiên kim rơi xuống, phong ấn đã tiếp cận tiêu chuẩn mạnh nhất. Chỉ cần thi triển pháp ấn cuối cùng là có thể triệt để bố trí nó ra. Sắp thành rồi, cũng đừng xảy ra sự cố gì. Hai tay nhanh chóng kết hơn vạn đạo pháp ấn, từng đạo kim quang theo pháp ấn thành hình, rơi vào trên phong ma tiên kim. Rầm rầm, mây đen trên trời càng tụ càng nhiều, mưa to tầm tã từng tia xét màu bạc len lỏi giữa tầng mây mắt thấy bách tiên phong ma trận sắp bố trí thành công đúng lúc này một tia xét to hơn một trượng sen lẫn hào quang đỏ thẫm từ trong tầng mây hạ xuống răng rắc vừa vặn bổ vào phong ma tiên kim ánh sáng của thế giới mờ tối thành màu đỏ cạch a hỗn nguyên tổ đế bị đạo lôi đình này huyên náo động tác cũng cứng lại nghe được một tiếng giòn vang đến từ phong ma tiên kim hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại phía trên phong ma tiên kim xuất hiện một vết rách thật nhỏ đồ chó hoang hỗn nguyên tổ đế không khỏi chửi ầm lên đánh lôi cũng có thể bổ vào phong ma tiên kim lão thiên chó má mở mắt ra nhìn xem người muốn để quân gia ta diệt vong sao ầm ầm tiếng sấm đinh tai nhức óc dường như đáp lại lời mắng chửi của hỗn nguyên tổ đế lại là một tia sấm sét màu đỏ từ trên không trung giáng xuống mục tiêu vẫn là phong ma tiên kim phía trước răng rắc hỗn nguyên tổ đế choáng váng còn có cái gì xui xẻo hơn cái này cúi đầu nhìn về phía phong ma tiên kim tia chớp đầu tiên đánh xuống chỉ là một vết rách thật nhỏ. Tia chớp thứ hai, vết rách lại mở rộng, nếu như phong ma tiên kim hoàn toàn vỡ ra, phong ma đại trận sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy năm nay cố gắng, tất cả đều uổng phí, không chỉ không thu lại được tài nguyên, còn tổn thất rất nhiều nhân lực, vật lực. Đồ chó hoang lôi đình, hỗn nguyên tổ đế ngửa cổ, chửi âm lên, hôm nay, ta tuyệt đối phải bố trí phong ma đại trận thành công. Âm âm, lôi vân dường như nghe thấy tiếng mắng của tổ đế, lại một tia sét đánh xuống. Cũng là màu đỏ thẫm. Lôi đình bình thường chính là màu bạc, khi lực lượng lôi đình ẩn chứa trong đó đạt tới cường độ nào đó mới có thể sinh ra lôi đình màu đỏ. Răng rắc, phong ma tiên kim lần nữa bị trúng mục tiêu, vết rách phía trên lại lớn hơn một chút, khuếch tán như, như mạng nhện. Trời à, hỗn nguyên tổ đế giờ ngón giữa, chỉ lên lôi vân trên trời. Có bản lĩnh ngươi đánh ta a, à, dựa theo ta, đừng bổ phong ma tiên kim. Răng rắc, lôi vân lọt vào khiêu khích, đúng là đánh xuống bảy tám đạo lôi đình đỏ thẫm, bổ tới hỗn nguyên tổ đế hỗn nguyên tổ đế không hề lo lắng chút nào chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng lôi đình loại cường giả cấp bậc như hắn có nhiều lôi đình hơn bổ vào người cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì giống như gãi ngứa vậy nhưng mà lôi đình bổ vào trên người hỗn nguyên tổ đế ngoài dự đoán của mọi người rẽ một cái bổ tới phong ma tiên kim răng rắc răng rắc răng rắc tiên kim bị nhuộm thành màu đỏ thẫm giống như là bàn ủi nung đỏ hỗn nguyên tổ đế đều choáng váng mẹ kiếp chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy lửa giận ngẩng đầu hướng về phía lôi vân muốn mắng có bản lĩnh ô, ô ô lời còn chưa nói hết miệng đã bị một bàn chân to chặn lại thì ra là trí trạch tổ đế chạy tới đem chân nhét vào trong miệng của hắn đem hắn ngăn chặn hỗn nguyên đừng mắng mắng nữa còn có sấm sét đánh xuống trí trạch cũng coi như thấy rõ ràng khí vận quân gia bọn họ quá kém làm chuyện gì đều sẽ có tai nạn giáng xuống lôi vân của hoang thiên cổ giới cũng là có linh tính nếu như chửi ầm lên với nó không chừng sẽ giáng xuống tai nạn gì đó bổ lên người hỗn nguyên tổ đế còn tốt nhưng nếu bổ vào phong ma tiên kim sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn đánh nát nó hỗn nguyên tổ đế bỗng nhiên đem chân trong miệng đẩy ra tại sao ngươi dùng chân chặn miệng của ta tay của ta cầm kiếm chỉ có chân tương đối thuận tiện từ sau khi thu hoạch được thu thủy tiên kiếm trí trạch tổ đế mỗi ngày đều ôm tiên kiếm yêu thích không buông tay thưởng thức ban ngày như thế buổi tối ngủ cũng phải đặt nó ở bên cạnh Phi Phi, hỗn nguyên tổ đế lau một cái ở khóe miệng, trên ngón tay dính một ít vật dạng cao màu vàng, còn có mùi vô cùng tanh hôi. Sao lại có mùi phân thế này? Chí trạch tổ đế nâng giày thanh phong của mình lên, dính một đống cứt chó ở trên đế giày. Ô, đoán chừng vừa rồi không cẩn thận, dẫm phải cứt chó rồi. Trời ạ ngươi, hỗn nguyên tổ đế thật sự là muốn điên rồi. Một hơi không có chỗ chút, ngay cả tổ đế cũng muốn mắng. Miệng của ngươi thật sự là thối, chí trạch tổ đế nhướng mày. Cho dù là ai bị mắng, cũng sẽ không có cảm xúc tốt đẹp gì. Hơn nữa, hắn thân là tổ đế, bị mắng trước mặt đông đảo tộc nhân, càng khó chịu. Nói nhảm, nếu không phải đế giày ngươi dính phân chó. Miệng ta có thể thối sao? Hỗn nguyên tổ đế tràn đầy tức giận nói. Hôm nay thật sự là xui xẻo. Ngay tại thời điểm mấu chốt nhất bố trí phong ma trận, mưa to tầm tã, phong ma tiên kim còn bị bổ người mấy lần. Lại có một chiếc giày thối nhét vào trong miệng, còn dính cứt chó, đoán chừng trên đời này xui xẻo, đều để hắn đuổi kịp không dính phân miệng của ngươi cũng thối Chí trạch tổ đế tức giận nói đừng nói nhảm mau nhìn phong ma tiên kim một chút vừa nhắc tới vật này hỗn nguyên tổ đế vội vàng ngừng lửa giận nhìn về phía phong ma tiên kim trên mặt đất tiên kim cao ba thước ở giữa vỡ ra khe hở rộng hai ngón tay từ trên xuống dưới khe hở kéo dài hai thước phía dưới chỉ còn lại một khối nhỏ nối liền với nhau hận không thể đạp mấy cước khối phong ma tiên kim này sẽ hoàn toàn đứt gãy phong ma tiên kim phía trên có từng đường vân màu vàng hội tụ thành đồ đằng phong ma. Từ giữa đứt gãy, phong ma đồ đằng bị hủy, hiệu quả phong ấn giảm đi nhiều. Nếu như hoàn toàn đứt gãy, coi như bố trí trận pháp cũng sẽ triệt để hủy diệt. Chí Trạch Tổ Đế nhìn phong ma tiên kim sắp vỡ thành hai nửa, khóe miệng co giật mấy lần, sao lại xui xẻo như vậy? Quân gia chúng ta thật sự là bị vận rủi nguyên rủa không ra hình thu gì. Khối phong ma tiên kim thứ nhất, vận rủi liên tục, bị Hoàng Thịnh Tổ Đế tự tay đánh nát. Khối phong ma tiên kim thứ hai cũng không may, bị mười mấy tia chớp đánh suýt chút nữa thì nứt ra. Còn có cái gì xui xẻo hơn chuyện này? Lý Hằng đáng chết, Hỗn Nguyên Tổ Đế nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy lửa giận, "Ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Băm thi thể của ngươi thành nhân thịt, đem cho chó ăn, lấy đầu của ngươi xuống, treo ở trên cửa thành quân gia, mỗi ngày đều bị người phỉ nhổ." Hắn thật sự sắp tức chết, nếu không có nguyền rủa của Lý Hằng, quân gia cũng sẽ không xui xẻo đến mức này. Hiện tại làm sao đây? Hỗn Nguyên Tổ Đế nhíu chặt lông mày, Chí Trạch Tổ Đế nâng Phong Ma Tiên Kim lên, cẩn thận kiểm tra chỗ nối tiếp phía dưới. Vết nứt phía dưới tương đối nhỏ, còn có thể tiếp tục bố trí trận pháp. Thiệt thòi vừa rồi ta phản ứng nhanh, dùng chân chặn miệng thối của ngươi. Nếu mắng thêm vài câu, lại có mấy tia sét đánh xuống, khối Phong Ma Tiên Kim này sẽ hoàn toàn bị cắt thành hai đoạn. Khẳng định không có cách nào dùng. Chí Trạch Tổ Đế cảm thấy hài lòng vì cơ trí của mình. Tiếp tục dùng khối Phong Ma Tiên Kim này bố trí trận pháp. Hiệu quả mặc dù so với lúc hoàn chỉnh kém rất nhiều, thời gian ngắn phong bế thông đạo ma giới vẫn là không thành vấn đề. trí trạch tổ đế tiếp tục nói chúng ta chỉ cần trì hoãn ma tộc một đoạn thời gian, nhân cơ hội tiêu diệt lý gia, sau đó lại đi tìm một khối phong ma tiên kim mới. một lần nữa bố trí trận pháp. đến lúc đó ma tộc không thể nào thoát ra được nữa. có thông đạo ma giới quân gia nhất định phải có hai vị tổ đế chấn thủ ở chỗ này mới có thể bảo đảm không bị ma tộc công phá. lỡ như có hai vị ma đế xuất hiện từ trong thông đạo, quân gia bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Cho nên, hiện tại cần chính là kéo dài ma tộc một đoạn thời gian. Sau khi tiêu diệt Lý Gia, lại đi tìm phong ma tiên kim mới. Không bao lâu nữa, nguy cơ của ma giới và Lý Gia đều có thể giải quyết triệt đề. Ừm, hỗn nguyên tổ đế gật đầu thật mạnh, người nói không sai, chúng ta dùng khối phong ma tiên kim còn lại này, bố trí trận pháp. Chờ trận mưa này qua đi, chúng ta lại bố trí trận pháp. Chí trạch tổ đế nói, qua đại khái nửa canh giờ, mưa qua trời quăng, từng tia nắng vàng xuyên qua đám mây đen rơi xuống mặt đất. Một đạo cầu vồng từ vị trí phương tây dâng lên. Sau cơn mưa có cầu vồng, Hỗn Nguyên Tổ Đế nhìn thấy cầu vồng này, phảng phất như thấy được hy vọng. Dường như thắng lợi ở cách đó không xa. Ngươi nhìn cầu vồng này, ở vị trí phương tây dâng lên, thật đẹp a." À. Chí Trạch cảm khái nói. "Ừm, um, Hỗn Nguyên Tổ Đế gật đầu thật mạnh, bình minh của quân gia chúng ta sắp tới rồi." Chí Trạch Tổ Đế đặt phong Ma Tiên Kim xuống đất, tiếp tục sau khi nói xong, đi đến bên cạnh thông đạo ma giới, tiếp tục quan sát động tĩnh bên trong vừa rồi trận pháp bố trí hơn phân nửa còn kém một chút là có thể hoàn thành triệt đề hỗn nguyên tổ đế lần nữa ngưng tụ pháp ấn vỗ vào trên mặt đá phong ma tiên kim uông uông chẳng biết lúc nào một con chó vàng chạy tới nơi này đại hoàng phía sau quân gia có một tộc nhân đuổi theo vị tộc nhân này chính là một trong những người thừa kế quân gia tuổi tác nhỏ hơn chỉ có 12 tuổi tên là quân mi uẩn từ nhỏ quân mi uẩn đã thích chó vàng cố ý nuôi một con lần bố trí trận pháp này quân mi uẩn len lén đi theo ra còn mang theo chó vàng không nghĩ tới dây thừng của chó vàng lỏng ra hướng về vị trí thông đạo ma giới chạy tới không ít tộc nhân cũng nhận ra chó vàng là quân mi uẩn dưỡng cho nên không quá để ý uông uông chó vàng xui quỷ khiến chạy đến vị trí hỗn nguyên tổ đế thử thử nó ngửi thấy trên người hỗn nguyên tổ đế có mùi chó thối thối nhưng nó rất thích thử thử đại hoàng ở trên đùi tổ đế cẩn thận ngửi mùi đáng chết Hỗn Nguyên Tổ Đế vừa rồi ăn một miếng cứt chó, sau khi nhìn thấy chó, lửa giận trong đầu trong nháy mắt liền bạo phát ra. Đại Hoàng còn đang ngoe nguẩy cái đuôi, tựa hồ không có bất kỳ cảnh giác nào đối với nguy hiểm sắp đến. Cút ngay, Hỗn Nguyên Tổ Đế trong tay đang ngưng kết pháp ấn, căn bản không rảnh bận tâm con chó vàng này, liền giơ chân lên, chiếu trên người nó liền đá tới. Ngao, một tiếng hét thảm, Đại Hoàng bị đá lên cao, đập về phía trấn Ma Tiên Kim phía trước. Loảng xoảng, phong Ma Tiên Kim bị đập trúng, răng rắc, chỗ kết nối ban đầu còn có thể chịu đựng một ít lực lượng nhưng một cước bao hàm lửa giận của tổ đế lực lượng dùng rất mạnh thân thể chó vàng trực tiếp đập phong ma tiên kim thành hai nửa cạch a phong ma tiên kim vỡ thành hai nửa rơi là tả trên mặt đất hô một trận gió lạnh thổi qua cuốn lên ý thu bi thương đông đảo tộc nhân quân gia trên đồng cỏ thấy cảnh này trái tim đều lạnh lẽo mẹ kiếp phong ma tiên kim lại bị hủy hơn nữa còn bị hủy trong tay tổ đế cảnh tượng này có chút tương tự với mấy năm trước đại hoàng cầu người chạy như thế nào đến dưới chân tổ đế rồi bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra bố trí trận pháp có thể gặp phải rất nhiều kiếp nạn khối phong ma tiên kim thứ nhất hoàng thịnh tổ đế bởi vì một con huyết điệp tẩu hỏa nhập ma tự tay giết lượng lớn tộc nhân quân gia còn hủy diệt phong ma tiên kim khối phong ma tiên kim thứ hai đầu tiên là bị xét đánh mười mấy cái lại là một con chó vàng chạy tới bị tổ đế một cước đá nát tất cả tộc nhân quân gia đều cảm giác phía sau lưng lạnh vù vù bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ Hỗn Nguyên, sao ngươi lại đá con chó vàng kia? Chí Trạch Tổ Đế chạy tới, lạnh giọng chất vấn, ngươi xem chuyện tốt đi. Phong Ma Tiên Kim bị ngươi hủy rồi. Hủy rồi, Bách Tiên Phong Ma trận cũng bố trí không được, Tiên Kim đứt thành hai đoạn, Phong Ma đồ đằng phía trên cũng triệt để vỡ vụn. Hiện tại nó mất đi hiệu quả phong ấn thông đạo ma tộc, biến thành một tảng đá bình thường. Vì khối Phong Ma Tiên Kim này, quân gia phải trả một cái giá cực lớn. Chuẩn bị gần 2 năm, kết quả hay là hủy rồi, đều là con chó vàng chết tiệt kia hai mắt hỗn nguyên tổ đế cũng đỏ ngầu, trong đầu tràn đầy lửa giận. Nếu không phải vừa rồi ăn cứt chó, đối với chó vô cùng phẫn hận, lại làm sao có thể đá con chó vàng kia? Nếu không phải ngươi dùng chân chặn miệng của ta, ta làm sao sẽ đá con chó vàng kia? Đều tại ngươi, nói đến cũng là quỷ gì, chó vàng vừa vặn kẹt ở vị trí phong ma tiên kim. Sau khi bị đá bay, vừa vặn nện vào nó, chấn nó thành hai nửa. Chuyện tốt ngươi làm, còn trách ta, trí trạch tổ đế tức giận nói bầu không khí giữa hai vị đại đế dương cung bạt kiếm thật sự có khả năng tùy thời khai chiến đại hoàng đại hoàng quân mi uẩn ôm thi thể chó vàng khóc đến nước mắt lưng trong hắn đặt thi thể xuống chạy đến bên cạnh tổ đế gân cổ hét lớn đều là ngươi là ngươi giết đại hoàng ngươi đền ta đại hoàng nói xong còn dùng nắm đấm đấm mạnh vào thân thể tổ đế người cút cho ta tổ đế đang nổi nóng lại bị tên nhóc con này đập loạn lửa giận triệt để bạo phát ta mặc kệ người trả ta chó vàng Quân Mi Huẩn vẫn đấm loạn vào thân thể tổ đế, một quyền không cẩn thận, trùi đổ bộ vị yếu hại trên hai chân. Bộ vị yếu hại này vô cùng yếu ớt, hỗn nguyên tổ đế đau nhức giống to một tiếng. Cút ngay cho ta! Một quyền mãnh liệt đấm tới. A! À, một tiếng hét thảm vang lên, Quân Mi Huẩn ngã xuống đất. Toàn bộ tộc nhân phía sau đều bị dọa cho ngây ngốc. Điên rồi, tổ đế điên rồi, giết người lung tung, quân gia này thật sự là không có cách nào ở lại được. Ta muốn thoát ly quân gia, phân chia giới hạn với những tên quỷ xui xẻo này trận này trên dưới quân gia vận rủi liên nguyên. đủ lượt chuyện xui xẻo nối đuôi nhau mà đến sau cơn mưa chân trời có một cầu vồng nối liền với thiên địa Chí trạch tổ đế nhìn về phía vị trí của cầu vồng trong lòng giật mình cầu vồng ở phía tây một bên khác liên tiếp là lý gia thì ra nghênh đón cầu vồng này không phải quân gia mà là lý gia đáng chết ngay cả trời cũng đang hướng về lý gia sao giờ khắc này thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải trong đại điện một đám cường giả quân gia đều mặt mũi âm trầm phong ma tiên kim bị hủy thông đạo ma giới vẫn không bị phong ấn lại đi tìm một khối phong ma tiên kim sắc mặt hỗn nguyên tổ đế xanh mét đến lúc đó do trí trạch người tới bố trí trong lòng của hắn đã có chút bóng ma sợ bố trí lần nữa vẫn xuất hiện đường rẽ gì đó trí trạch tổ đế ôm tiên kiếm trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve người cảm thấy không có cách nào bố trí phong ma đại trận là vấn đề của phong ma tiên kim bằng không thì sao hỗn nguyên tổ đế đen mặt nói dĩ nhiên không phải bởi vì phong ma tiên kim Trí trạch tổ đế đã sớm nhìn thấu sự tình, là bởi vì lý gia nguyên rủa, nếu như không hủy đi ngọn nguồn nguyên rủa, nhiều phong ma tiên kim hơn nữa cũng sẽ xuất hiện đủ loại chuyện. Lần trước bị hoàng thịnh hủy diệt, lần này bị ngươi hủy đi, lần sau còn có thể bị ta hủy đi. Bách tiên phong ma trận là không có cách nào bố trí ra. Lực lượng nguyên rủa này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức thiên đạo đều đang hướng về lý gia, mà muốn quân gia diệt vong. Ngươi nói có đạo lý, cuối cùng hỗn nguyên tổ đế cũng hiểu ra một chuyện, Lý Hằng không chết lời nguyên vẫn còn quân gia chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình hiện tại quan trọng nhất chính là giết chết lý hằng hủy đi ngọn nguồn nguyên rùa đến lúc đó khốn cảnh mà quân gia gặp phải sẽ được giải quyết dễ dàng ta tự mình ra tay tiêu diệt lý hằng kia hỗn nguyên tổ đế ngồi không yên trực tiếp từ trên ghế đứng lên làm bộ muốn đi ra ngoài chúng ta chia binh hai đường một đường ở chỗ này kéo dài một đường khác đi lý ra tiêu diệt nó thuận thế chém giết lý hằng kia chậm đã trí trạch tổ đế đưa tay ngăn lại nếu như chỉ có một vị cường giả đại đế đi lý gia hơn phân nửa sẽ bị lý phiêu miểu ngăn lại rất khó thay đổi chiến cuộc mấu chốt hơn nữa lý gia bây giờ cùng bạch hổ thánh địa cấu kết cùng một chỗ chỉ cần lý gia gặp nạn bạch hổ nữ đế khẳng định sẽ chạy đến đến lúc đó hai vị đại đế giao chiến với một vị đại đế người nhất định sẽ chịu thiệt hỉ sự lần trước lý gia dùng long phượng tiên kiệu đi đón dâu cho đủ thánh địa chỉ cần lý gia gặp nạn nữ đế tất nhiên sẽ ra tay giữa hai thế lực cách nhau không xa cùng lắm là ba canh giờ, nữ đế sẽ đuổi tới. Lý phiêu miểu ở nhà mình tác chiến, kéo dài hỗn nguyên tổ đế ba canh giờ, vấn đề không lớn. Đến lúc đó, những người rơi vào nguy cơ ngược lại là những người quân gia này. Cho nên nói, hỗn nguyên tổ đế làm như thế, cũng không phải lựa chọn chính xác. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hỗn nguyên tổ đế mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm một cơ hội đơn độc, đánh chết Lý Hằng. Chí trạch tổ đế nắm chuôi kiếm, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Lý Hằng vẫn luôn ở lại Lý gia, cho dù ra ngoài cũng sẽ có cường giả trong tộc làm bàn. Nhưng mà, cường giả đi theo này, bình thường đều là tiên vương, cảnh giới tiên hoàng. Phiêu Miểu Tổ Đế vẫn sẽ trấn thủ ở Lý gia. Hai mắt Hỗn Nguyên Tổ Đế tỏa sáng, cảm thấy đây là biện pháp rất không tệ. Ý ngươi là để ta một thân một mình đi tiêu diệt Lý Hằng? Đúng, trí Trạch Tổ Đế gật đầu, ta là đại đế lục trọng, lại có thu thủy tiên kiếm, ở lại chỗ này chống lại những cường giả ma tộc kia là đủ rồi. Còn ngươi thì sao? Lặng lẽ rời khỏi quân gia, Mai Phục bên ngoài lý ra. Nhân lúc Lý Hằng ra ngoài, giết chết hắn. Lý Hằng vừa chết, lực nguyên rủa tự sẽ bài trừ. Hay, khóe miệng Hỗn Nguyên Tổ Đế nhếch lên một tia âm lãnh đường cong. Cứ làm theo lời ngươi nói, Lý Hằng, ta đánh thu cái mạng nhỏ của ngươi. Nắm đấm siết chặt, khớp xương bóp đôm đốp nổ vang. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Hằng biến thành thi thể trong tay hắn. Thoáng cái đã qua 3 tháng, Thiên Nguyên Các, đỉnh núi nhỏ, Lý Hằng khoanh chân ngồi, phía trước có một cái hồ lô đỏ thấm lý hằng điều tức xong phóng thích thần hồn bao bọc ở trên hồ lô lần nữa tế luyện một tia cuối cùng rốt cục bị tế luyện hoàn thành ầm ầm hồ lô nổ vang bay về phía bầu trời một vết nứt hư không dài đến vạn trượng hiện lên trên bầu trời hồ lô to lớn lơ lửng giữa thiên địa miệng hồ lô mở rộng xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy bên trong hồ lô có một ngọn lửa ngọn lửa so với hồ lô không tính là quá lớn nhưng lại có thần uy cực kỳ khủng bố vạn vật thiên địa dưới thần hỏa này đều sẽ hóa thành cho tàn thần hỏa lực lượng thật đáng sơ cuối cùng cũng thành công rồi ba tháng qua tiêu hao cả một bình sinh mệnh thụ dịch mới có thể duy trì tế luyện hồ lô hồ lô là thần giai tế luyện rất khó khăn nếu không có kim giáp chống lại lực lượng hỏa diễm phóng thích ra từ trên hồ lô căn bản không có cách nào luyện hóa nó dị tượng thiên địa tiêu tán tiểu 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 vài tiếng thở nhẹ hồ lô cao hơn một trượng biến thành cao ba tấc vừa vặn đặt ở trong tay sau khi tế luyện có được một chút tin tức của hồ lô thần hỏa hồ lô bên trong có chứa một sợi thần hỏa có thể hút các loại đồ vật vào trong hồ lô nếu như kẻ địch quá mạnh có khả năng sẽ phá hư hồ lô từ bên trong nhưng mà cái mạnh này là chỉ những thần minh kia tại hoang thiên cổ giới cái hồ lô này chính là vô địch cho dù là cường giả đại đế cũng không thể phá hư hồ lô hồ lô này một lần chỉ có thể chứa vào một người hoặc là một kiện vật phẩm tế luyện sẽ tiêu hao lực lượng thần hỏa địch nhân tiên bảo càng mạnh thần hỏa tiêu hao càng nhiều tế luyện cũng cần tiêu hao một chút thời gian có nó cuối cùng cũng có sức tự vệ đối mặt với cường giả đại đế cũng có thể đánh một trận ha 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 lý hằng ngửa đầu cười to khó có thể che giấu gầm tình vui sướng trong lòng thu hồ lô vào thế giới trong đầu lúc nào muốn dùng tùy thời có thể lấy ra rời khỏi thiên nguyên các, trở lại tiên duyên cư trong tiểu viện bạch huyền đình ngồi trên ghế trúc đình nhìn chằm chằm hồ nước ngẩn người phu quân ba tháng rồi sao còn chưa trở lại? đúng lúc này một giọng nói xuất hiện ở phía sau. có phải buổi tối ngủ một mình có chút tịch mịch hay không? bạch huyền đình theo bản năng gật gật đầu. phu quân không ở đây, trắng đêm khó ngủ, luôn cảm giác thiếu một chút gì đó. hà, trên mặt nước hơi rung động, phản chiếu ra thân ảnh thẳng tắp của nam tử. không phải lý hằng thì là ai? phu quân, bạch huyền đình trực tiếp bổ nhào vào trong ngực lý hằng, người rốt cục trở về, nhưng lo lắng chết ta rồi. để ta xem xem, có bị thương hay không? từ trên xuống dưới đánh giá lý hằng một phen yên tâm tốt lắm lý hằng xấu xa cười một tiếng ganh dành ba tháng đêm nay đều cho ngươi ngươi hỏng chết đi được bạch huyền đình đỏ bừng mặt vội vàng quay đầu nhìn về phía vị trí hồ nước ngươi không thích vậy thì thôi đi đừng phu quân ngươi luyện hóa hồ lô thần hỏa rồi sao bạch huyền đình dò hỏi ừm lý hằng cười nhạt một tiếng có nó nếu như đụng phải tổ đế quân ra thì để hắn có đến mà không có về nó thật sự có thể đối phó tổ đế bạch huyền đình vẫn có chút lo lắng nếu gặp tổ đế, tốt hơn hết là chạy trốn, chắc chắn có thể đối phó. Trong lòng Lý Hằng vô cùng tự tin, gặp phải cường giả đại đế, cho dù có trốn thì cũng có thể trốn thoát được sao? Cũng đúng, Bạch Huyền Đình gật đầu, nếu ta có thể tăng lên chút thực lực thì tốt rồi. Đến lúc đó cũng có thể phân ưu giải nạn cho phu quân. Không cần gấp, với tư chất của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cường giả đại đế. Lý Hằng nhẹ nhàng ôm bả vai Bạch Huyền Đình, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đột nhiên, nhìn thấy trên đầu Bạch Huyền Đình cắm một cây ngọc châm, phía trên khắc bạch hổ. Đúng rồi, Huyền Đình, ta tặng ngươi một cây châm đi. Cây châm, Bạch Huyền Đình thuận thế tựa đầu vào vai đối phương, không cần, lần này ta xuất giá, nữ đế tặng ta không ít châm. Lý Hằng khẽ cười nói, đây cũng không phải là cây châm bình thường, mà là cây châm sau khi dùng để ngươi có được sức tự vệ. Là một kiện tiên khí, Bạch Huyền Đình khẽ kêu, trong hoang thiên cổ giới, có không ít tiên khí sư cường đại, có thể điều khắc tiên ngọc thành cây châm. Chế tác thành tiên khí, nhưng mà, muốn chế tác ngọc trâm nho nhỏ thành tiên khí cường đại so với chế tác tiên kiếm thì khó hơn nhiều bởi vì nó quá nhỏ tiên khí sư mạnh hơn nữa cũng khó có thể khắc lên trên quá nhiều thứ ngươi xem cái này lý hằng lấy ra một cây trâm bạch ngọc nâng đến trước mặt đối phương đây là bạch huyền đình nhìn về phía cây trâm cây trâm dài chừng ba tấc trắng mút trong suốt dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng mê người phía trên điêu khắc bạch hổ trông rất sống động có thể cảm nhận được trên người con bạch hổ này có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ loại khí tức này trước đó chỉ cảm thụ qua ở trên người nữ đế chẳng lẽ bạch huyền đình cả kinh trong cây châm này phong ấn một con hổ đế không sai lý hằng ngửi mùi thơm mê người cây châm này dùng đế ngọc đế ngọc bạch huyền đình che miệng kinh hô đôi mắt to sáng ngời chừng đến tròn chia ở hoang thiên cổ giới thường thấy chính là tiên ngọc hạ phẩm tiên ngọc tiên ngọc trung phẩm thượng phẩm tiên ngọc cực phẩm tiên ngọc cực phẩm đã là tiên bảo vạn kim khó cầu một khối lớn chừng bàn tay, giá trị cùng cực phẩm tiên khí không sai biệt nhiều. Rất nhiều người không biết là, ở trên cực phẩm tiên ngọc còn có một loại ngọc mạnh hơn, xưng là đế ngọc. Đế ngọc, tồn tại cấp bậc đại đế trong ngọc, cho dù chỉ lớn bằng móng tay một khối, so với cực phẩm tiên khí còn quý giá hơn rất nhiều lần. Viên hưu trước mắt này, muốn điêu khắc ra, ít nhất phải dùng tới một khối đế ngọc lớn mới thành. Chỉ là giá trị của đế ngọc, liền khó có thể đánh giá. Lý Hằng tiếp tục nói, vị đại sư điêu khắc kia phong ấn một con đế hổ ở bên trong ngọc châm này liền thành bạch hổ đế châm hà bạch huyền đình nghe thấy hai chữ đế hổ đôi mắt to xinh đẹp lóe ra hào quang trói mắt đế hổ tuyệt đối là một loại tiên thú cường đại nhất trong hoang thiên cổ giới dù là cường giả đại đế cũng phải mấy vị mới có thể chống lại đế hổ chính là một con đế hổ như vậy phong ấn ở bên trong cây châm nó sẽ trở nên mạnh cỡ nào chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đáng sợ nếu như dùng tới cái đế châm này ngươi có thể triệu hoán đế hổ trong đó ra trong thời gian ngắn chiến đấu vì mình hiệu quả mạnh nhất của cây châm này chính là triệu hoán đế hổ mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng có thể coi như át chủ bài bảo mệnh thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng đến đây ta đeo giúp ngươi lý hằng lấy châm ngọc trên đầu bạch huyền đình xuống lại đeo châm bạch hổ đế lên cây châm này quá quý giá ta không thể nhận bạch huyền đình vội vàng từ chối bạch hổ đế châm này giá trị chính là đồ vật không khác gì bạch hổ đế văn bội cho dù là nữ đế nhận được, cũng sẽ luôn miệng thán phục. Động tác trong tay Lý Hằng vẫn không dừng lại, Bạch Hổ Đế Châm chỉ có người có huyết mạch Bạch Hổ trong cơ thể mới có thể sử dụng. Cho dù ta giữ lại, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giao cho ngươi đi, nói xong, liền mang châm, giúp Huyền Đình đeo xong. Lý Hằng hơi cách xa một chút, nhìn về phía đỉnh đầu Bạch Huyền Đình. Dưới ánh mặt trời, đế châm lóe lên ánh sáng mê người, làm nổi bật làn da càng thêm trong suốt. Thật đẹp, phu quân, Bạch Huyền Đình được khen đến mặt đỏ bừng, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lý Hằng. Mỹ nhân xứng đế châm, thật sự là tuyệt, Lý Hằng cười hắc hắc, vẻ đẹp của Bạch Huyền Đình là trắng noãn không tỉ vết. Không bao hàm nửa điểm tạp chất, phối hợp với đế châm trắng mút, vừa vặn có thể đem vẻ đẹp bày ra. Đợi lát nữa luyện hóa cây đế châm này là có thể sử dụng. Ừm, Bạch Huyền Đình hái đế châm xuống, thật cẩn thận nâng ở trong tay. Bây giờ luyện hóa đi, phải dùng huyết mạch Bạch Hổ mới được, Lý Hằng nói, được, luyện hóa cây châm này, sau này ta cũng có thể bảo vệ phu quân. Bạch Huyền Đình cắn đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu đỏ thấm, rơi vào trên đế châm. Đế châm hấp thu huyết dịch, khẽ run lên. Bạch Huyền Đình phóng xuất ra thần hồn, bao bọc đế châm, đại khái một ngày thời gian, luyện hóa xong nó. Sau khi luyện hóa, giữa nàng và đế châm có một loại liên hệ không tên. Ý niệm vừa động, đã có thể triệu hồi đế hổ ra. Huyền Đình, thử trước xem. Lý Hằng cũng rất chờ mong, bạch hổ do đế châm triệu hồi ra, rốt cuộc mạnh cỡ nào chất thịt có phải đặc biệt ngon hay không? Ừm, Bạch Huyền Đình đứng ở giữa sân, nắm đế châm ở lòng bàn tay, nặn ra một giọt máu, rơi ở trên cây châm. Sau khi đế châm hấp thu giọt máu bạch hổ này, run lên bần bật, ông, đế châm bạch quang lấp lóe, một đạo quang mang từ trong đó bay ra, rơi vào trên đất trống bên cạnh. Vèo, đế hổ uy phong lẫm liệt, xuất hiện trên bãi cỏ trong sân. Đế hổ cao lớn uy mãnh, cao chừng 10 trượng, trên trán trắng như tuyết có vài sợi lông đen. Tạo thành một chữ, đế, chữ đế này rất có linh tính lý hằng cảm khái nói tất cả bạch hổ trên trán đều là chữ vương chỉ có sau khi thành đế trên trán mới có thể xuất hiện chữ đế đây là biểu tượng của thân phận ngao ô khổ khiếu rung trời cảm nhận được khí tức của đế hổ ở khoảng cách gần như vậy hắn ta sợ tới mức suýt chút nữa đã quỳ xuống đất hí đây chính là khí tức của đế hổ thật là đáng sợ cường giả đại đế cũng không phải kim tiên như hắn có thể chống lại Vèo, bạch hồ chỉ kiên trì năm cái hô hấp liền biến mất bạch huyền đình nhẹ giọng nói triệu hoán đế hổ cần tiêu hao máu của bạch hổ bình thường huyết dịch bạch hổ chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp tinh huyết bạch hổ có thể kiên trì 20 cái hô hấp nếu cảnh giới của ta tăng lên lực lượng ẩn chứa trong máu càng mạnh cũng có thể gia tăng thời gian triệu hoán huyết dịch bạch hổ bình thường chính là loại thường thấy nhất trong thân thể tinh huyết thì là dấu ở trong lòng tâm đầu huyết chân quý nhất loại huyết dịch này tiêu hao một giọt thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lý hằng dặn dò gọi đế hổ về tốt nhất chỉ dùng máu bình thường không cần dùng máu tươi tinh huyết tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của ngươi thậm chí huyết mạch còn có thể thoái hóa tinh huyết là bảo vật chân quý nhất của mỗi người nhất là loại người có huyết mạch này tiêu hao quá nhiều sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với tương lai thế nhưng bạch huyền đình có chút do dự nằm nhịp thở quá ngắn đế hổ từ lúc xuất hiện đến khi biến mất năm cái hô hấp có khả năng còn chưa dùng chiêu thức đã biến mất hoặc là còn chưa công kích được kẻ địch, liền sẽ biến mất ở nửa đường, chẳng phải là muốn làm cho cười. Nếu như dùng tinh huyết, có thể kiên trì 20 cái hô hấp, ứng đối địch nhân. Khẳng định sẽ càng dễ dàng. Bạch Huyền Đình nghĩ thầm, nếu Lý Hằng gặp nguy hiểm, mình nhất định phải tiêu hao tinh huyết, triệu hoán đế hổ. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi nâng cao huyết mạch Bạch Hổ. Lý Hằng quan tâm, chỉ cần nâng cấp huyết mạch của hoang tổ. Ngươi dùng huyết dịch bình thường, có thể duy trì đế hổ lâu hơn. Nhưng, muốn có được hổ huyết hoang tổ lại là một chuyện khó khăn tới mức nào bạch huyền đình có bao giờ không muốn có được hổ huyết hoang tổ muốn để huyết mạch tấn thăng cần các loại bạch hổ trí bảo hiếm thấy ngay cả nữ đế cũng chỉ có cổ huyết chứ không phải đế huyết có ta giúp ngươi không bao lâu nữa là có thể đột phá lý hằng rất tự tin nói không nói những cái khác chỉ riêng tiên bảo của bộ tộc bạch hổ chỗ hắn đã có rất nhiều Người có bạch huyền đình rõ ràng hơi sửng sốt trận này đã thấy lý hằng lấy ra đủ loại tiên bảo số lượng có chút khoa trương. Làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Hằng còn giấu bạch hổ trí bảo. Đương nhiên là có, Lý Hằng lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở lòng bàn tay. Nhìn xem đây là vật gì. Bạch Huyền Đình nhận lấy bình ngọc, mở nút gỗ lim được niêm phong bên trên ra. Khí tức bạch hổ nồng đậm từ trong miệng bình tràn ra. Ngao ô, hư ảnh bạch hổ từ trong miệng bình bay ra. Khí tức khủng bố của bạch hổ, uy hiếp thiên địa. Đây là, hoang tổ bạch hổ, từ khí tức hư ảnh để phân biệt, đích thật là hoang tổ bạch hổ không già. Hơn nữa, bạch huyền đình ở dưới cố khí tức này có loại xúc động quỳ xuống đất cúng bái, càng có thể chứng minh bạch hổ này rốt cuộc là cấp bậc gì. cúi đầu nhìn vào trong bình, bên trong có từng giọt chất lỏng màu trắng, giống như ngọc thạch sáng bóng. nhìn qua có chút giống sữa bò biết phát sáng. đây là cái gì? cảm giác so với phu quân thuần rất nhiều, có mùi thơm mê người, khiến người ta muốn lập tức uống nó. cái gì mà thuần hơn ta? lý hằng liếc mắt, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút về lực lượng tích xúc 3 tháng. Nhìn xem cái gì gọi là thuần túy, lực chú ý của Bạch Uyển Đình đều đặt hết lên cái bình, thế mà lại quên mất đoạn lời này của Lý Hằng. Trong chất lỏng này có khí tức đặc biệt của hoang tổ Bạch Hồ. Dường như mỗi một giọt chất lỏng đều là một con hoang tổ Bạch Hồ. Chẳng lẽ là tinh túy của tổ Bạch Hồ trong truyền thuyết? Tinh túy của tổ Bạch Hồ do cốt tủy của tổ huyết Bạch Hồ luyện chế thành. Mỗi một con tổ huyết Bạch Hồ trưởng thành chỉ có thể luyện chế ra một giọt tinh túy. Một giọt nho nhỏ, chính là một con hoang tổ bạch hổ. "Hí, thật là lợi hại." Bạch Huyền Đình nghĩ đến lời giới thiệu tinh túy của tổ bạch hổ, giật mình che miệng. "Một giọt chính là tinh túy của một con bạch hổ, có gì đáng kinh ngạc hay không?" Lý Hằng liếc mắt, trong lòng vô cùng khinh thường, "Một giọt này của ta, còn mười vạn tử tôn đây, có thể quý giá hơn một con bạch hổ không?" Bạch Huyền Đình lần nữa không để ý đến lời Lý Hằng, vẫn đắm chìm trong bình ngọc, hắn lắc lắc cái bình, chất lỏng trong bình và cái bình va chạm vào nhau truyền đến tiếng vang ầm ầm. Nghe có vẻ như số lượng một bình tinh túy này có rất nhiều. Bình ngọc này lớn nhỏ, đoán chừng phải trên trăm giọt. Hí, nói cách khác, một lọ này chính là hơn trăm con hoang tổ bạch hổ ngưng luyện mà thanh. Trời à, thật là đáng sợ, dù sao nàng cũng bị dọa đến choáng váng. Hoang tổ bạch hổ, mỗi một con đều vô cùng hiếm thấy, dù là tìm kiếm ở hoang thiên cổ giới. Cũng không nhất định vượt qua số lượng một tay, mà một bình này, tương đương với trên trăm con hoang tổ bạch hổ, làm sao không khiến người ta khiếp sợ trên trăm con hoang tổ bạch hổ cứ khiếp sợ như vậy lý hằng nhìn về phía bình ngọc trong mắt có chút khinh thường nếu cái này là của ta đổ đầy một bình này dù sao cũng phải mấy tỷ con cháu chứ đúng là hiếm thấy nhiều quái phu quân bạch huyền đình ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lý hằng một lọ tinh túy tổ bạch hổ này ngươi tìm được ở đâu cái này cũng quá trân quý đi đương nhiên là vạn cổ thần vực lý hằng đi qua vạn cổ thần vực nhiều lần còn lấy được không ít cơ duyên vạn cổ dùng để làm bia đỡ đạn vô cùng thích hợp quả nhiên là vận khí tốt bạch huyền đình có chút hâm mộ nói lý hằng nói người luyện hóa toàn bộ tinh túy của tổ bạch hổ này nhất định có thể tăng huyết mạch lên tổ huyết đến lúc đó huyết mạch bình thường ít nhất cũng có thể triệu hoán đế hổ trong thời gian 20 hơi thở 20 cái hô hấp đủ để làm rất nhiều chuyện được vậy ngày mai lại hấp thu tiếp bạch huyền đình thận trọng thu hồi cái bình đối với nàng mà nói đây chính là bảo vật vô giá vì sao hôm nay không hấp thu những tinh túy bạch hổ này lý hằng nghi ngờ hỏi đêm nay bạch huyền đình nhăn nhó cúi đầu gương mặt đỏ bừng vừa rồi không phải ngươi đã nói sao còn có chuyện rất quan trọng muốn làm hì 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 lý hằng bừng tỉnh đại ngộ thì ra huyền đình chờ đêm nay cùng nhau ăn cơm ngắm trăng hôm nay là 15, mặt trăng rất tròn quả thật là thời cơ tốt để ngắm trăng lý hằng đưa cây châm này cho bạch huyền đình trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều có nó ít nhất bạch huyền đình có sức tự vệ phu quân sau khi cây châm này triệu hoán một lần lực lượng ẩn chứa trong đó sẽ tiêu hao đại khái 7 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Bạch Huyền Đình có thể cảm nhận được, sau khi triệu hoán đế hổ, lực lượng trên đế châm, tất cả đều biến mất. Đế châm cần tiếp tục hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể khôi phục lực lượng trong đó. Ừm, thời gian 7 ngày cũng không tính là quá dài. Lý Hằng đối với chuyện này coi như hài lòng. Đại đa số tiên khí có thể triệu hoán tiên thú đều có thời gian khôi phục nhất định. Trong tộc ta bế quan tu luyện có phát sinh đại sự gì không? Đại sự gì đó thì không có, bạch huyền đình đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó đúng rồi đại khái nửa tháng trước phong chủ tiên họa phong lý văn trạch tới một chuyến nói là muốn tìm ngươi nghe nói ngươi đang bế quan tu luyện liền rời đi văn trạch phong chủ lý hằng lẩm bẩm có nói là chuyện gì không bạch huyền đình nhớ lại nói hắn nói di tích họa tiên sắp mở ra đến lúc đó để ngươi mang theo một bức họa của mình chuẩn bị tiến vào di tích thì ra là thế lý hằng đột nhiên nhớ tới gần hai năm trước đi tiên họa phong học tập họa đạo Lý Văn Trạch đã nói với hắn, hy vọng có thể cùng đi Họa Tiên Di Tích. Ở trong Di Tích, có thể tìm hiểu Họa Đạo, là một nơi rất không tệ. Hiện tại hắn có được cảnh giới Họa Đạo, chính là đại thành. Thúc dục Thánh Huyết Thương Long, có thể phát huy ra uy lực gấp 30 lần. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới Họa Đạo, uy lực có thể tăng lên gấp 10 lần, đến cảnh giới Họa Hiển Càn Khôn, uy lực tăng lên 40 lần. Đến lúc đó, Thương Long Tiên Quyền vừa ra, ai cùng tranh phong. Cho nên, Lý Hằng cũng đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể tăng lên cảnh giới họa đạo họa tiên di tích tuyệt đối là địa phương tốt để tăng lên cảnh giới được đến lúc đó ta đi tiên họa phong một chuyến tìm văn trạch phong chủ nói chuyện một chút lý hằng như thế nào cũng phải tìm hiểu rõ ràng di tích họa tiên rồi lại đi chuẩn bị đầy đủ đúng rồi còn có một chuyện quan trọng bạch huyền đình nhớ tới đại sự phát sinh trước đó quân gia lần thứ hai chuẩn bị phong ma tiên kim bố trí bách tiên phong ma trận vẫn thất bại thất bại, ha ha, Lý Hằng cười ra tiếng, sao lại thất bại, mau nói cho ta biết, không phải quân gia có hai vị cường giả đại đế tọa chấn sao, sao lại thất bại. Bạch Huyền Đình nói, có một vài tộc nhân Lý gia lén lút lẻn vào quân gia, tìm hiểu được một ít tin tức. Nói là cùng ngày bố trí trận pháp, sấm chớp rền vang, mưa gió đan sen, tại thời điểm mấu chốt nhất bố trí trận pháp, mười mấy đạo lôi đình rơi xuống, toàn bộ bổ vào phong ma tiên kim, kém chút chém nó thành hai nửa. Ha ha ha, Lý Hằng cười to ra tiếng, đáng đời, ngay cả ông trời cũng không muốn thông đạo ma giới bị phong ấn. Muốn hủy phong ma tiên kim kia, theo lý thuyết, Thiên đạo hẳn là đứng về phía quân gia, trợ giúp bọn họ phong ấn ma tộc. Dù sao nhân loại đại biểu cho chính nghĩa, ma tộc thì là tà ác. Chính vì nguyên rủa suy thần, Thiên đạo không chỉ không giúp đỡ quân gia, ngược lại còn đối nghịch với quân gia, đứng trên trận doanh của ma tộc. Sau đó thì sao? Phong ma tiên kim là bị hủy như thế nào? Bạch Huyền Đình tiếp tục nói, sau đó một con chó vàng nằm ngoài bên cạnh hỗn nguyên tổ đế hỗn nguyên tổ đế tựa hồ không thích chó vàng đá nó một cước kết quả chó vàng vừa vặn đâm vào phong ma tiên kim đâm nó hỏng ha 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 lý hằng ngửa mặt lên trời cười to thống khoái thật sự là thống khoái quân gia nên có báo ứng này hai lần bố trí bách tiên phong ma trận liên tiếp đều bị hủy đủ cho quân gia uống một bình hơn nữa người chúng ta phái đi còn thăm dò được gần đây hỗn nguyên tổ đế không xuất hiện ở quân gia Bạch Huyền Đình nói đến đây, trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng. Rất có thể hỗn nguyên tổ đế nhằm vào Lý Gia, sẽ có một ít động tác. Lông mày Lý Hằng lập tức nhíu lại, quân gia không thể không đề phòng. Huyền Đình, sau này nếu rời khỏi Lý Gia, người cùng ta đồng hành. Bạch Hổ đế châm, cộng thêm thần hỏa hồ lô, cho dù là hỗn nguyên tổ đế tới cũng không cần sợ. Trận này, hai kiện tiên bảo cường đại đã chuẩn bị xong, cũng không phải đặc biệt lo lắng hỗn nguyên tổ đế đến. Chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, triệu hoán đế hổ ra, lại dùng thần hỏa hồ lô tất nhiên có thể bắt hỗn nguyên tổ đế cũng để cho người của quân gia biết người của lý gia bọn họ cũng không phải dễ nắm như vậy được bạch huyền đình gật đầu thật mạnh phu quân ta chắc chắn sẽ cùng ngươi thường xuyên bầu bạn cùng nhau đối mặt với tổ đế quân gia nếu hỗn nguyên tổ đế muốn làm ngươi bị thương trước tiên bước qua thi thể của ta lý hằng ôm bả vai bạch huyền đình ngươi cứ yên tâm ta sẽ không để cho ngươi có bất cứ chuyện gì phu quân ta đi chuẩn bị chút cơm tối ba tháng qua ngươi cũng không ăn được Bạch Huyền Đình nói xong, đi về phía phòng bếp ở hậu viện. Thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi. Từ thị nữ Kim Phượng Nhi biết được đồ ăn Lý Hằng thích ăn. Chuẩn bị làm cho hắn ăn, Lý Hằng ngồi trên ghế đá trong viện, vừa thưởng thức trà, vừa yên lặng chờ đợi. Đại khái nửa canh giờ sau, Bạch Huyền Đình bưng mâm thức ăn, bày từng món ăn tinh xảo lên trên bàn. Tiên rau xào trứng gà, thỏ nướng eo dê, lôi xào tiên hổ tiên, canh thịt dê tiên củ cải, ngoặc kép chấm 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 chấm. Lý Hằng nhìn từng món ăn, cười cay đắng vài cái khá lắm đều là vật đại bổ phu nhân đây là muốn để ta buổi tối hảo hảo phát huy a à. bạch huyền đình hai má đỏ bừng nhưng cũng không nói thêm gì phượng nhi nói cho ta biết những thứ này đều là vật đại bổ đối với thân thể của ngươi có chỗ tốt ta liền học rất tốt lý hằng kẹp lên một miếng thận dê béo gầy cắn một miếng lớn sau khi dầu dê bị lửa than hun nướng có một mùi thơm đặc biệt rất mê người thật là thơm a à, không bao lâu đã ăn hết một mâm thận dê ngày thứ hai lý hằng một đêm này gần như không ngủ đến sáng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn thể chất tiên nhân chính là mạnh không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì e lưng cũng không đau ngược lại là bạch huyền đình mệt mỏi sắp nằm xuống hai người ngủ đến trưa mới rời giường buổi chiều sau khi ăn cơm xong bạch huyền đình ngồi ở trong phòng lấy bình ngọc ra mũi tiến đến bên miệng bình nhẹ nhàng ngửi một chút mùi vị này không dễ ngửi bằng phu quân huyền đình người dùng một giọt tinh túy của tổ bạch hổ trước ta giúp người hộ pháp lý hằng nói được bạch huyền đình nghiêng bình ngọc đổ ra một giọt chất lỏng màu trắng rơi vào lòng bàn tay một ngụm nuốt mất nó lực huyết mạch tinh thuần khuếch tán ra trong thân thể chỉ một giọt bạch huyền đình đã cảm giác huyết mạch có xu thế tiến hóa huyết mạch chi lực thật mạnh đoán chừng không dùng bao nhiêu là có thể để cho huyết mạch tấn thăng bạch huyền đình khống chế huyết mạch trong cơ thể hấp thu năng lượng trong tinh túy tận khả năng hấp thu chúng mỗi khi hấp thu một tia huyết mạch sẽ mạnh lên một phần gần một ngày hấp thu hết một giọt tinh tủy tốc độ coi như cũng được, huyết mạch tăng lên bao nhiêu? Lý Hằng quan tâm hỏi, đại khái tăng lên 3 thành, 3 phần, cũng không tệ lắm, tiếp tục hấp thu một giọt, ừm, Bạch Huyền Đình lại mở bình ngọc ra, đổ ra một giọt tinh túy. Cứ như vậy, thời gian ba ngày đảo mắt đã trôi qua, Bạch Huyền Đình tổng cộng dùng 4 giọt tinh túy, huyết mạch trong cơ thể cũng có thăng hoa về chất. Một khắc nào đó, khí tức tăng vọt, Bạch Huyền Đình ngửa mặt lên trời thét dài, một con bạch hổ đạp không mà đến. Khí tức kinh khủng uy hiếp thiên địa không sai hoang tổ hổ huyết trên mặt lý hằng lộ ra nụ cười có loại huyết mạch này tương lai bạch huyền đình trưởng thành không thể đo lường phu quân bạch huyền đình cảm nhận được huyết mạch bản thân biến hóa trong lòng mừng rỡ ta có được hổ huyết hoang tổ rồi lý hằng gật đầu cười nói chúc mừng nếu không có phu quân ta cũng không thể có được huyết mạch mạnh mẽ bực này bạch huyền đình cảm khái nói hiện tại sử dụng huyết dịch để triệu hoán đế hổ huyết dịch bình thường có thể duy trì 20 cái hô hấp tinh huyết có thể duy trì 100 cái hô hấp, 20 hô hấp, đủ để đế hổ làm rất nhiều chuyện. Huyền Đình, sau này cố gắng đừng dùng tinh huyết để triệu hoán đế hổ. Lý Hằng lại căn dặn, nếu không, huyết mạch của ngươi rất có thể sẽ rơi trở về cổ huyết. Tinh huyết mất đi một giọt, một đoạn thời gian rất dài mới có thể bù đắp lại. Hắn không muốn nhìn Huyền Đình bị thương, ừm, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Bạch Huyền Đình hé miệng cười, trong lòng có một dòng nước ấm dâng lên, tốt rồi, bây giờ ngươi ở đây thích ứng với huyết mạch mới có được ta đi tiên họa phong một chuyến. Tiên họa phong, trong điện vẽ tranh, Lý Văn Trạch đứng trước một bức họa, trong tay bưng trà xanh. Vừa uống vừa thưởng thức, tranh đẹp, thật sự là tranh đẹp. Lý Hằng im ắng đi vào họa điện, bởi vì phong chủ quá mức chuyên chú, sửng sốt không phát hiện sau lưng có một người đi tới. Thầm nghĩ, phong chủ đang nhìn cái gì? Nhập thần như vậy, đi đến phía sau phong chủ, sau khi nhìn thấy bức họa kia, vẻ mặt dần dần động lại. Trên vách tường treo một bức họa, không, phải nói là nghệ thuật thân thể con người mấy vị nữ tử đang nghịch nước bên bờ sông, bơi lội mà, quần áo mặc liền mát mẻ một chút. Nhất là loại tiên họa này, có thể xây dựng một thế giới trong bức họa. Khi ý thức dung nhập vào trong đó, quả thực chính là hình ảnh VR trước khi xuyên qua. Cái này chân thực hơn nhiều so với VR, nhất là loại hình ảnh kia, dẫn người nhập thắng, làm cho người ta tựa như thật sự đặt mình vào trong thế giới trong tranh. Thật không ngờ, phong chủ dáng vẻ đường đường, cùng sư phụ hờ của ta, là yêu thích giống nhau. Nếu hai người này ở cùng một chỗ, nhất định sẽ có trò chuyện khụ khụ ho nhẹ vài tiếng làm lý văn trạch bừng tỉnh văn trạch phong chủ người cũng không muốn chuyện này bị phu nhân biết chứ lý hằng thản nhiên nói một câu khụ khụ lý văn trạch vẻ mặt cay đắng lý hằng người cũng không thể nói lung tung chúng ta có chuyện từ từ có chuyện từ từ nói hôm nay đệ tử tiên họa phong đều đi hậu sơn học vẽ hắn cho rằng nơi này sẽ không có người tới liền quan sát họa quyển một hồi ai ngờ vừa lúc bị lý hằng đụng vào thật sự là quá trùng hợp Lý Hằng cười hắc hắc, nói, ta chỉ đùa một chút. Ta đã nói mà, Lý Văn Trạch và Lý Hằng quan hệ coi như không tệ. Đương nhiên, là chính hắn cho là như vậy, Lý Hằng hơn phân nửa sẽ không đi giày nhỏ sau lưng gì đó. Cũng vô nghĩa, Lý Hằng muốn cái gì, hắn đều có thể cho, họa đạo tư chất tốt như vậy, muốn bồi dưỡng còn không kịp. Lần này ngươi tới có phải vì họa tiên di tích không? Đúng là như thế, Lý Hằng đi về phía trước mấy bước, ta cũng không hiểu rõ di tích họa tiên, muốn chuẩn bị một bức họa như thế nào mời bên này lý văn trạch nghênh đón lý hằng đến bên cạnh bàn tự mình rót một chén trà cho lý hằng họa tiên di tích cùng di tích phổ thông khác biệt ở trong di tích chia làm ba sáu chín bậc nếu ngươi muốn tiến vào di tích cao cấp hơn thì phải lấy ra một bức tranh tiêu chuẩn cao phí độ bức tranh cuộn tròn thể hiện ra càng cao thu hoạch ở di tích sẽ càng nhiều lý hằng nghe được giới thiệu hai mắt tỏa sáng họa tiên di tích này còn có chút ý tứ xem ra ta muốn lấy một bức tiên họa trình độ mạnh nhất ra ở di tích này, nhất định phải dùng tiên họa, bản đồ phần mộ thanh minh trước đó chỉ là linh họa, không thể tham gia. Lý Văn Trạch nói, trở về chuẩn bị cho tốt, còn có một tháng nữa, di tích họa tiên sẽ mở ra. Đến lúc đó người cùng ta đồng hành, đi tới Lăng Vân Tiên Châu. Lăng Vân Tiên Châu là một trong ba đại tiên châu của Kinh Long Tiên Vực. Tiên tộc trong Tiên Châu San Sát, Đông Đảo Tiên Tông Tranh Bá. Thế lực mạnh hơn Thanh Diệp Tiên Châu nhiều, được, đến lúc đó làm phiền phong chủ, Lý Hạng ở tiên họa phong nửa ngày. Sau khi Hàn Huyên với phòng chủ một vài thứ, mới trở lại tiên duyên cư. Lý Gia Thành, tòa anh trì này chiếm diện tích rất lớn, không chỉ có tộc nhân Lý gia sinh sống, còn có một ít tiểu thương buôn bán, bảy quầy bán hàng trên thương phố. Ngoài ra, còn có một số dân chúng bình minh ở lại. Dưới sự che chở của Lý gia, cuộc sống trong thành vô cùng an nhàn. Cho nên có rất nhiều người lựa chọn sinh hoạt ở chỗ này. Trên một con đường chính trên thương phố, có một quán trà. Cạnh góc có cái bàn có một vị nam tử đầu đội nón lá, dáng người khôi ngô đang ngồi. Đấu lạp áp rất thấp, từ khuôn mặt ngẫu nhiên lộ ra đến xem, là một nam tử trung niên 40-50 tuổi. Nam tử này, gần đây một mực uống trà ở trên quầy hàng này, cũng không giao lưu cùng người khác. Giống như là đang đợi cái gì, ông chủ quán trà chỉ là một người bán hàng rong bình thường, đương nhiên không quản được vị nam tử kỳ quái nhìn qua thân thủ bất phàm này. Lúc nam tử trung niên uống trà, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên bàn, chưa hề rời qua. Mà thần thức của hắn sớm đã bao phủ toàn bộ lý gia thành quan sát nhất cử nhất động của lý gia ba tháng lý hằng vẫn ở trong tộc bên ngoài thành lý gia lê dân bách tính có thể qua lại bên trong chỉ có tộc nhân lý gia có thể tiến vào phía sau thành trì chính là từng ngọn núi hỗn nguyên tổ đế đi tới lý gia thay đổi dung mạo che giấu khí tức đợi ở trong thành yên lặng chờ đợi chỉ cần lý hằng ra ngoài hắn sẽ cùng rời đi trong thành không có cách nào động thủ có phiêu miểu tổ đế trấn thủ nhưng rời khỏi tòa thành này phiêu miễu tổ đế liền không có cách nào để ý tới. Đến lúc đó, Lý Hằng còn không bị hắn tùy ý nắm. Lý Hằng này sẽ không buồn bực ở trong tộc một năm nửa năm chứ. Hỗn nguyên tổ đế lo lắng trong lòng, hy vọng sớm giải quyết Lý Hằng. Chạy về quân gia, một ngày thông đạo ma giới không phong ấn, quân gia sẽ luôn gặp phải nguy hiểm. Cho nên, mặc chóng giải quyết Lý Hằng mới là quan trọng nhất. Mặc dù trong lòng lo lắng, hỗn nguyên tổ đế cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi ngày chỉ giám thị động thái của Lý Gia, Lý Hằng không rời khỏi tộc, tuyệt đối sẽ không động thủ ở chỗ này. Tiên duyên cư, Lý Hằng trở lại tiểu viện, đứng bên cạnh bồn hoa, lẳng lặng ngắm hoa tươi nở rộ. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Bạch Huyền Đình phát hiện Lý Hằng đứng ở đó nửa ngày. Liên do hỏi, ta đang nghĩ, phải làm một bức tranh như thế nào mới có thể tiến vào cao tầng di tích? Lý Hằng nói, họa tiên di tích, chia làm cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên, đều là một loại vượt qua về chất. Khảo nghiệm đối với họa đạo cực cao, lấy cảnh giới họa đạo đại thành như hắn, đoán chừng muốn leo lên cửu trọng thiên rất khó trừ phi là mượn dùng kỹ xảo đến sáng tác một bức họa đỉnh cấp phu quân bạch huyền đình cũng muốn giúp lý hằng nghĩ biện pháp ta cảm thấy muốn ở trong bức họa bày ra càng nhiều thứ quan trọng nhất chính là lĩnh vực mình am hiểu chỉ có am hiểu vẽ ra mới có thể có chỗ độc đáo của nó ta am hiểu bản vẽ trên mộ phần thanh minh lý hằng sáng tạo ra trước đó vẽ là nhân sinh muôn màu chính là bởi vì hiểu rõ mỗi một nhân vật đạt tới cực hạn mới có một bức cực hạn linh họa như vậy xuất hiện. Nhưng mà, những thứ khống chế kia chỉ là linh họa sử dụng. Tiên họa, chú trọng hơn là đem họa đạo dung nhập vào trong bức họa, thể hiện ra thế giới trong tranh minh mông, hoàn toàn khác với linh họa. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn vẽ cái gì tốt. Hắn đã tìm hiểu qua ở chỗ Lý Văn Trạch, lần này tiến về di tích họa tiên, có không ít là cảnh giới họa đạo đại thành, thậm chí có cường giả vẽ cảnh giới càn khôn tham gia. Loại cấp bậc này, sáng tác ra tiên họa tuyệt đối là đỉnh cấp của hoang thiên cổ giới. Dù là như vậy, những cường giả vẽ ra càn khôn này cũng có thể lên tới lục trọng thiên, thất trọng thiên. Rất khó leo lên bát trọng thiên, càng đừng nói cửu trọng thiên. Cho nên nói, điểm ấy cảnh giới hỏa đạo của hắn, căn bản không đủ nhìn. Đi cũng chính là tiêu chuẩn tứ, ngũ trọng thiên. Phát huy tốt rồi, mới có thể là lục trọng thiên. Còn có một tháng, di tích họa tiên sẽ mở ra. Thời gian quá ngắn, rất khó để hỏa đạo đột phá lần nữa trong một tháng này. Hơn nữa, Lý Hằng đã tính qua, cho dù tìm hiểu họa đạo, tiêu chuẩn cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Đúng rồi, hỏi sư phụ hờ của ta một chút, ý thức của Lý Hằng chạm vào bức họa thần nữ trên chán, mở phong ấn của bức họa. Sau khi có được thân thể vẽ truyền thừa, liền có thể khống chế bức họa thần nữ. Nếu phong ấn, họa thần không có cách nào từ trong đó rời đi, cũng không cách nào cảm nhận được tình huống bên ngoài. Trừ phi là tình huống đặc biệt khẩn cấp, họa thần mới có thể thả tín hiệu để Lý Hằng thả mình ra. Ý thức tiến vào thế giới thần nữ trong căn phòng tối tăm, họa thần nằm trên xích đu hưởng thụ thần nữ xoa bóp, tay trái cầm một quyển sách xem say sưa ngon lành. khụ khụ, đồ nhi, cuối cùng người cũng nhớ tới sư phụ. vèo, hư ảnh họa thần xuất hiện ở thế giới hiện thực. họa thần nhìn về phía bạch huyền đình bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. tiểu tử, ngươi đây là có nương tử, quên sư phụ a? À. vị này là, sau khi bạch huyền đình nhìn thấy họa thần, trong lòng có chút cảnh giác. đây là họa đạo sư phụ của ta, lý hằng giới thiệu một chút cũng không nói ra lai lịch cụ thể của họa thần, họa ảo sư phụ của ngươi. Bạch Huyền Đình trong lòng giật mình, vậy chẳng phải là rất mạnh sao? Đó là đương nhiên, họa thần vuốt tròm dâu dê, năm đó, họa đạo của ta, thế nhưng là bị mọi người kinh thán. Sư phụ, người có biết di tích họa tiên không? Lý Hàn tiếp nối đề tài, họa tiên di tích, họa thần suy nghĩ một lát, hơi gật đầu, chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, không có gì đáng ngạc nhiên. Họa tiên di tích, tiểu hài tử qua nhà, Bạch Huyền Đình nghe được loại hình dung này, trong lòng run lên bần bật nghe lời này lão giả trước mắt này nhất định là một vị họa đế đỉnh cấp nào đó a à? bằng không làm sao có thể đem họa tiên di tích đều trở thành trò chơi đâu này nghe khẩu khí này của ngài hẳn là biết làm sao mới có thể leo lên cửu trọng thiên lý hằng nếu biết có cửu trọng thiên tự nhiên muốn thử một lần muốn lên cửu trọng thiên còn không dễ dàng họa thần cười nhạt một tiếng ngươi quên ở chỗ ta học được thứ gì rồi ý ngài là mắt lý hằng sáng lên thần thể họa đạo không sai khóe miệng họa thần nhếch lên, chỉ cần ngươi đem thần thể họa đạo bày ra, dù là chỉ có một góc băng sơn, liền có thể leo lên cửu trọng thiên. Ta làm sao lại quên mất chuyện này, Lý Hằng vỗ đùi một cái. Sau khi trở thành họa tiên, vẫn là đem mình cùng họa tiên chia làm một loại. Thật tình không biết, chính mình nắm trong tay một loại bản lĩnh họa đạo cường đại khác. Thần thể họa đạo, truyền thừa họa thần lưu lại trước đó, đã sớm học xong ở thời gian nhàn rỗi. Khống chế tất cả thần thể họa đạo, hiện giờ kém, chỉ là cảnh giới họa đạo mà thôi theo cảnh giới họa đạo tăng lên họa đạo thần thể hiện ra cũng sẽ càng ngày càng mạnh bạch huyền đình đứng ở một bên nghe được hai người đối thoại càng nghe càng nghi hoặc thần thể họa đạo đó là cái gì có chữ thần có mạnh lắm không dù sao nàng chưa từng nghe nói qua họa đạo này cho nên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe hai người đối thoại nhưng mà lý hằng đột nhiên nhớ tới một chuyện khác ta nghe nói trước khi di tích họa tiên phải dùng bức tranh để biểu diễn họa đạo của mình thần thể họa đạo này nên bày ra như thế nào chẳng lẽ cũng muốn in nó lên trên bức tranh họa thần đắc ý cười vài cái không sai ai nói họa đạo thần thể chỉ có thể vẽ ở trên người hình thái nguyên thủy nhất của nó chính là xuất hiện ở trên bức họa cải nó lên thân thể đều là bởi vì ta muốn tiếp xúc nhiều hơn với thần nữ nói tới đây liền dừng lại nhìn về phía bạch huyền đình bên cạnh nơi này còn có một nữ tử vẫn là ít nói một chút thì tốt hơn khụ 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 trong lòng lý hằng có chút khinh bỉ thì ra thần thể họa đạo từ trên giấy đến thân thể là bởi vì lão đầu này háo sắc. Còn tưởng rằng là cơ hội vĩ đại cỡ nào chứ, thì ra là bẩn như vậy. Họa thần tiếp tục nói, thần thể họa đạo, ngay từ đầu là xuất hiện ở trên giấy. Chỉ cần ngươi mượn nhờ họa đạo chi lực khống chế, phát huy ra, lại vẽ thần thể họa lên trên giấy, muốn leo lên cửu trọng thiên, còn không phải dễ dàng sao. Thần thể họa đạo, cấp độ quá cao, trình độ cao hơn nhiều so với tiên họa. Lý Hằng lại có năm cái xương ngón tay của họa thần, chỉ cần có thể phát huy hoàn mỹ nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ ở trên di tích họa tiên đến lúc đó leo lên cửu trọng thiên không phải là có hy vọng sao thật tốt quá lý hằng trong lòng vô cùng kích động họa đạo thần thể những năm gần đây cũng học không ít trong đầu lại có truyền thừa phát huy nó ra liền có năng lực áp quần hùng họa tiên di tích có không ít họa đạo tốt có thể tìm hiểu cảnh giới khẳng định tăng lên rất nhanh ừm họa thần ngồi trên ghế đá trước tiên ngươi lấy giấy tuyên thành ra thử một chút ta chỉ điểm cho ngươi có vấn đề gì liền nói cho ngươi, sau khi thử vài lần, nhất định có thể làm ra một bức thần thể họa tốt nhất. Lý Hằng gật đầu, trong lòng nóng lòng muốn thử, lấy bút mực giấy nghiên ra, phân biệt bày ở trên bàn. Nên làm một bức tranh gì đây? Xà yêu đại chiến hồ lô a. Họa thần nghe được câu này, hơi sững sờ, nói, đại chiến này nó nghiêm chỉnh sao? Đương nhiên là nghiêm chỉnh, Lý Hằng cũng không xấu xa giống như sư phụ, cả ngày trong đầu đều nghĩ đến một số thứ không đứng đắn. Ngay cả vẽ trên đó cũng vậy, tốt nhất đừng dùng bản nguyên của ngươi vẽ đạo, Họa thần dặn dò một câu, hắn biết bản nguyên hỏa đạo của Lý Hằng đều là một số thứ nhìn qua vô cùng yếu, đang yên đang lành một con bạch hổ, vẽ giống như là mèo con. Cảnh giới hỏa đạo của ngươi tăng lên, cho dù không cần bản nguyên hỏa đạo, cũng có uy lực bất phàm. Trước đó để Lý Hằng dùng bản nguyên hỏa đạo là bởi vì hỏa đạo của hắn quá yếu, rất khó phát huy ra ưu thế của hỏa đạo thần thể. Bây giờ hỏa đạo tăng lên, liền có thể đem đạo pháp trong tranh hoàn mỹ bày ra. Được, Lý Hằng cúi đầu trầm tư, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra vẽ cái gì tốt họa thần chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói thần thể họa đạo vẽ vạn vật trên bức họa nhìn như là vẽ nhưng lại có lực lượng bản nguyên đắc động nó vạn vật hiện ra môn họa đạo này vốn áp đảo ngàn vạn họa đạo bây giờ ngươi cần làm chính là phát huy sở trường của mình lý hằng nghe xong lời này ánh mắt càng ngày càng sáng có rồi cầm lấy ngọc văn thần hào dính mực màu vàng lên giấy vung ra bộ dáng kim long Bút tẩu Long Du, kim lân sáng chói, khí chấn sơn hà. Không bao lâu, một con kim long uy phong lẫm liệt hiện lên trên giấy tuyên thành. Đầu rồng hướng về phía bên phải, dường như ở hướng đó có thứ gì đó đang chờ đợi. Lý Hằng đổi một cây ngọc văn thần hào, dính mực đỏ ở mặt phải giấy tuyên thành, vung vẩy ra một bút tràn ngập khí tức hỏa diễm. Phượng hoàng vỗ cánh, lông vũ đỏ như lửa, bay lượn chín tầng trời. Thân thể phượng hoàng hiện lên trên giấy tuyên thành, sau đó lại đổi một cây ngọc văn thần hào phát họa ra cảnh tượng bầu trời xanh mây trắng sơn mạch trong bức tranh bạch huyền đình vẫn luôn ở bên cạnh quan sát lý hằng vẽ tranh mắt không nháy một cái sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó cảnh giới họa đạo của phu quân thật cao không hồ là cường giả có thể đạt tới vạn cổ cực cảnh lúc này mới thành tiên không bao lâu đã mạnh thành bộ dáng này nếu như lại có mấy chục năm chẳng phải là có thể so sánh cùng đỉnh cấp hoa tiên lại qua một lát bức họa này rốt cuộc hoàn thành Lý Hằng dùng mực đỏ viết xuống là khoản ở góc dưới bên phải. Tiên duyên nhất mộng, ông. Bức tranh khẽ run lên, có được linh tính thuộc về mình. Bạch Huyền Đình lần nữa nhìn về phía bức tranh. Trên dãy núi, một rồng một phượng đang đọ sức lẫn nhau. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, rồng và phượng họa này hiện ra rõ ràng, giống như rồng phượng thật sự rơi vào trong bức tranh. Bạch Huyền Đình thường xuyên quan sát tiên họa, đối với các loại thực lực của họa tiên có nhận thức rất cao. Chỉ nhìn vài lần đã cảm thấy bức họa này phi thường bất phàm. Lý Hằng thu hồi bút mực giấy nghiên, quay đầu nhìn về phía phu nhân, nói, Huyền Đinh, người cảm thấy bức họa này như thế nào? Bạch Huyền Đinh sau khi cẩn thận quan sát, nâng mắt lên. Long Phượng trong bức họa này miêu tả rất sống động, tựa như Long Phượng chân chính dáng lâm. Nói đến đây, vươn một ngón tay cái, chỉ có thể nói, phu quân đem họa đạo của bản thân, phát huy vô cùng nguồn nguyễn. Vượt qua tiêu chuẩn của cảnh giới họa đạo đại thành, nhưng mà, Bạch Huyền Đình có chút do dự, không nói ra lời trong lòng nhưng cái gì lý hằng cười nhạt một tiếng nói thì tốt rồi không cần lo lắng ta đây nói rồi bạch huyền đình chỉ vào bức họa cuộn tròn bức họa này cách vẽ hiển càn khôn còn có một khoảng tranh lệch người đi tới họa tiên di tích có một phần nhỏ là họa hiển càn khôn cảnh giới đại năng già những người này cũng có thể leo lên lục thất trọng thiên lý hằng dựa vào bức họa này đoán chừng cũng chỉ leo lên tứ trọng thiên ngay cả ngũ trọng thiên cũng treo lý hằng không hề tức giận vẫn thản nhiên cười một cái chân lý của bức họa này cũng không phải là ở mặt ngoài. Cẩn thận cảm nhận, người sẽ phát hiện nó khác biệt. Cẩn thận cảm thụ, Bạch Huyền Đình nhìn về phía bức họa Long Phượng, chẳng lẽ chỗ cường hãn của bức họa này là ở thế giới trong tranh? Tiên họa có thế giới trong tranh, họa tiên có thể xây dựng càn khôn trong một bức họa. Họa tiên càng mạnh, thế giới trong tranh được xây dựng càng mênh mông vô biên. Bạch Huyền Đình tập trung ý thức vào tiên họa, 10 cái hô hấp, không có bất cứ động tĩnh gì, 20 nhịp thở, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hả? Chẳng lẽ bức họa này không có thế giới trong tranh? Không thể nào, là do thời gian ta cảm thụ quá ngắn, dưới tình huống bình thường, chỉ cần dùng ý thức tập trung ở trên tiên họa, rất nhanh liền có thể tiến vào thế giới trong tranh. Lại nhìn chằm chằm bức tranh, tập trung toàn bộ tinh thần. 30 cái hô hấp, 50 cái hô hấp, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Huyền Đình, không cần cảm nhận, bức họa này không có thế giới trong tranh. Lý Hằng nhẹ giọng nói, "A, à, Bạch Huyền Đình đột nhiên nghiêng đầu, vì sao không có thế giới trong tranh? Chẳng lẽ nói không có đạt tới tiêu chuẩn tiên họa thế giới trong tranh là tiêu chuẩn của tiên họa không có thế giới trong tranh cùng lắm cũng chỉ coi như là một bức linh họa hoặc là ở lúc vẽ tranh chưa mang tiêu chuẩn của mình phát huy ra lý hằng khẽ lắc đầu cầm tiên họa lên bức họa này xây dựng cũng không phải là thế giới trong tranh mà là đem lực lượng của long họa đạo và phượng họa đạo phát họa vào trong bức tranh cũng có thể gọi là bức tranh thần thể muốn đem loại lực lượng này khắc ở trong bức họa cần khống chế họa đạo tương ứng lý hằng trước đó đã nắm trong tay long họa đạo và phượng họa đạo cho nên không cần thi triển bản nguyên họa đạo cũng có thể đem những thứ này làm thành thần thể họa đạo thần thể họa trong mắt bạch huyền đình có nghi hoặc sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua hình như rất lợi hại đương nhiên là lợi hại lý hằng ném bức tranh thần thể lên trời đợi ta biểu hiện cho người thấy vèo long phượng tranh minh đổ bay lên bầu trời tách ra một đạo kim quang cùng một đạo hồng quang kim quang bay lên bầu trời hóa thành cự long trăm trượng hồng quang bay lên bầu trời hóa thành phượng hoàng to lớn sải cánh 50 trường. Một rồng một phượng, ở trên bầu trời chiến đấu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Âm âm, sóng âm kinh khủng như biển gầm khuếch tán ra bốn phía. Cả người Bạch Huyền Đình đều choáng váng. Chuyện này, Long Phượng vậy mà còn sống. Làm sao có thể, dựa theo tình huống bình thường, họa tiên là một bức họa, chỉ có ở thế giới trong tranh, mới có thể hiện ra cảnh tượng. Những cảnh tượng này, khẳng định không cách nào thoát ly thế giới trong tranh. Nói trắng ra là, tranh trung quy vẫn là tranh. Nhìn qua có đẹp mắt, cũng chỉ là vẽ mà thôi. Mà bức họa vừa rồi của Lý Hằng, Long và Phượng từ trong tranh bay ra, còn đánh nhau một trận trên bầu trời. Cụ thể mà nói, đây cũng không phải là vẽ, mà là cảnh tượng chân thật. Bạch Huyền Ninh nhìn về phía Cự Long trên trời, có thể cảm nhận được, thân thể Cự Long vô cùng chân thật, có máu có thịt. Nó thật sự là rồng, mà không phải là thứ hư ảo ra tới. Nói cách khác, có thể đánh một trận với tiên nhân. Một bức tranh có thể giao chiến với người, giá trị của nó tuyệt đối không phải tiên họa có thể so sánh bức họa trước mắt này nếu bị những họa tiên kia nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng đây là trí bảo của họa tiên giới sư phụ bức họa này của con thế nào lý hằng dò hỏi ừm um, cũng không tệ lắm họa thần đứng chắp tay nếu so sánh với vi sư chỉ xem như chín châu mất sợi lông cửu nghiêu nhất mau lý hằng hơi kinh ngạc còn kém quá xa tiểu tử ngươi còn phải cố gắng họa thần vỗ vai lý hằng tỏ vẻ cổ vũ ừm um, lý hằng biết con đường mình phải đi trên họa đạo còn có một khoảng cách rất dài nhưng mà bức họa này cầm đi vẽ di tích họa tiên là dư xài rồi họa thần nhẹ giọng nói ra họa đạo thần thể chính là kỹ xảo họa đạo cực kỳ cao thâm tiên vật vẽ ra có thể hiển lộ ở giữa thiên địa cũng không phải tiên họa có thể so sánh tranh đã chuẩn bị xong tiếp theo chính là đi vẽ di tích tiên lý hằng đối với việc này ngược lại là vô cùng chờ mong cũng muốn nhìn xem trên cửu trọng thiên kia đến cùng có bao nhiêu họa đạo mạnh mẽ có thể tìm hiểu nửa tháng sau lý hằng mang theo bạch huyền đình đi tới tiên họa phong chuẩn bị đi tới Lăng Vân Tiên Châu. Phong chủ Lý Văn Trạch đã sớm chờ đợi ở trên núi. Nhìn thấy hai người đến đây, nói: "Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng dự định đến Tiên duyên cư tìm các ngươi. Tiên Họa chuẩn bị xong chưa?" Ừm, um, Lý Hằng gật đầu, "Đã sớm chuẩn bị xong. Vậy được, chúng ta xuất phát thôi." Lý Văn Trạch vừa định rời đi, đột nhiên, một bóng người giáng xuống Tiên Họa Phong, chính là Phiêu Miểu, Tổ đế Tiên Phong Đạo cốt. Khoan đã, sau khi Phiêu Miểu Tổ đế nhìn thấy ba người, trực tiếp ngăn lại. Tổ đế, ngài đây là? Lý Văn Trạch nghi hoặc dò hỏi. Phiêu Miểu Tổ đế nhìn về phía Lý Hằng, ngữ khí ngật trọng nói, "Gần đây, thám tử chúng ta an bài ở quân gia truyền đến tin tức, Hỗn Nguyên Tổ đế liên tục hơn 3 tháng chưa từng hiện thân ở trong nhà. Có người đồn đại, Hỗn Nguyên Tổ đế đang bế quan tu luyện. Nhưng ta không cho rằng như vậy." Bế quan tu luyện, Lý Hằng có chút nghi hoặc, ma tộc đại kiếp nạn ở phía trước, Hỗn Nguyên Tổ đế sao còn có tâm tư bế quan? Chẳng lẽ không sợ ma tộc giết tới cửa? nói không sai phiêu miểu tổ đế gật đầu ta cảm thấy rất có thể hỗn nguyên tổ đế không phải đang bế quan mà là mai phục ở gần lý gia chúng ta ba tháng nay ta thường xuyên có thể cảm nhận được có một cỗ thần hồn bí ẩn và cường đại đang giám thị toàn bộ lý gia cách mỗi một ngày thần hồn này sẽ xuất hiện một lần mặc dù rất bí ẩn nhưng vẫn bị phiêu miểu tổ đế cẩn thận phát hiện thần hồn thần bí này có thể là hỗn nguyên tổ đế hay không lý hằng lớn mật suy đoán nói có khả năng phiêu miểu tổ đế một tay chắp sau lưng mỗi lần ta muốn truy tung thần hồn này hắn liền ẩn giấu rất nhanh không có lưu lại nửa điểm dấu vết đủ để chứng minh thực lực của người này rất mạnh thậm chí vượt qua ta trong thanh diệp tiên châu cường giả đại đế tổng cộng chỉ có nhiều đó dám nhằm vào lý ra như vậy số lượng càng ít hơn phân nửa là hỗn nguyên tổ đế biến mất ba tháng ta đoán hỗn nguyên tổ đế kia nhất định đang tìm cơ hội chờ ta rời khỏi lý ra chờ thời cơ động thủ lý hằng nghiêm túc nói trong phạm vi lý ra Lão gia hỏa kia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nói không sai, Phiêu Miểu Tổ Đế gật đầu, ta định đi theo ba người các ngươi, nhưng mà không thể tới quá gần, phải giữ một khoảng cách. Nếu như bị Hỗn Nguyên Tổ Đế phát hiện, chắc chắn sẽ không động thủ. Cho nên, Phiêu Miểu Tổ Đế cũng chỉ có thể đi theo ở phía sau xa xa, đợi Hỗn Nguyên Tổ Đế xuất thủ. Lại hiện thân, ừm, như vậy cũng được, Lý Hằng cảm thấy, đây là một biện pháp không tồi. Có nguy hiểm lắm không? Lý Văn Trạch sinh lòng lo lắng thực lực của Hỗn Nguyên Tổ Đế quá khủng bố, nếu đối phó với ba người chúng ta, vài lần là có thể giải quyết. Tổ Đế cách quá xa, ta sợ không có đủ thời gian phản ứng, đã bị Hỗn Nguyên Tổ Đế thực hiện được. Không có chuyện gì, Lý Hằng ném một ánh mắt yên tâm, ta và Uyển Đình có chút thủ đoạn, chống lại Hỗn Nguyên Tổ Đế, không thành vấn đề. Thủ đoạn? Lý Văn Trạch vẫn có chút không yên lòng. Hai người kia, một vị thực lực kim tiên, một vị khác, đại la kim tiên, một cái đối mặt cũng không gánh được, sẽ bị Hỗn Nguyên Tổ Đế giết chết. Nếu phiêu miểu tổ đế đi quá gần, bị Hỗn Nguyên tổ đế phát hiện, chắc chắn sẽ không ra tay." Lý Hằng nói, "Điều này cũng đúng." Lý Văn Trạch hít một hơi thật sâu, trong mắt có một cỗ hào quang kiên định. "Hai người các ngươi yên tâm, nếu Hỗn Nguyên tổ đế tới, cho dù là liều chết, ta cũng sẽ bảo trụ các ngươi, không bị nửa điểm tổn thương." Thực lực của hắn tuy rằng kém cường giả đại đế rất nhiều, nhưng cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh, kéo dài một lát, không có vấn đề gì. Văn Trạch phòng chủ yên tâm, không có việc gì đâu. Lý Hằng lại lần nữa ném tới một ánh mắt yên tâm. Chỉ riêng Bạch Hổ Đế Châm của Bạch Huyền Đình đã có thể chống đỡ được thời gian 20 hơi thở của Hỗn Nguyên Tổ Đế. Lại thêm thần hỏa hồ lô, nói không chừng ngay cả Tổ Đế cũng không cần xuất thủ, liền có thể đem Hỗn Nguyên Tổ Đế giải quyết. Cho nên nói, căn bản không cần lo lắng cái gì. Tiếp theo, Lý Văn Trạch và Phiêu Miểu Tổ Đế thương lượng một chút lộ tuyến phi hành. Sau đó, ba người xuất phát sớm, Phiêu Miểu Tổ Đế thì là xa xa đi theo phía sau, tận lực không bị Hỗn Nguyên Tổ Đế phát giác thanh thương sơn mạch ba người khống chế phi kiếm không nhanh không chậm phi hành trên bầu trời ở phía sau có một bóng người đang ẩn nấp trong góc tối bóng dáng này cực kỳ bí mật vẫn luôn đi theo ba người nhưng lại không tới quá gần cũng không bị ba người phát hiện hỗn nguyên tổ đế ở trong rừng cây tiến lên động tác nhìn như chậm chạp tốc độ lại là cực nhanh ba người này đi ra đã hai canh giờ xem ra giống như là muốn rời khỏi thanh diệp tiên châu gần thanh diệp tiên châu có hai tiên châu hắn cũng không thể xác định Ba người này rốt cuộc là đi nơi nào. Hai canh giờ này, một mực đi theo phía sau ba người, không có gấp gáp hành động. Sợ hãi chính là phiêu miễu tổ đế theo ở phía sau. Thực lực của hắn mạnh hơn phiêu miễu tổ đế một chút, nhưng cũng không muốn bị phát hiện. Đà thảo kinh xa, về sau muốn dùng loại phương pháp này hành động, liền khó khăn. Hỗn nguyên tổ đế một bên phi hành, một bên cảnh giác động tĩnh phía sau. Hai canh giờ rồi, phiêu miễu tổ đế còn chưa hiện thân, hẳn là không có đi theo ha ha, xem ra là mưu kế của ta có hiệu quả. Đám ngu xuẩn này, thật đúng là cho rằng ta bế quan tu luyện ở trong tộc. Hỗn nguyên tổ đế cười lạnh một tiếng, động tác dưới chân càng lúc càng nhanh, chậm rãi tiếp cận ba người phía trước. Nhìn về phía bóng lưng trên phi kiếm kia, đôi mắt tàn nhẫn như chim ưng. Lý Hăng, thu hài cốt tộc nhân của ta đi, còn đem thi cốt tổ đế, cầm đi bố trí thuật nguyên rùa. Thiên lý bất dung, hôm nay, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Khoảng cách giữa hỗn nguyên tổ đế và ba bóng người càng ngày càng gần trong mắt lóe ra hung quang lý hằng chết đi mục tiêu thứ nhất của hắn chính là lý hằng chỉ cần giết chết lý hằng nguyên rủa có thể bài trừ quân gia mới có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này cường giả cấp bậc đại đế cho dù là thân thể đều cực kỳ khủng bố một quyền vô cùng đơn giản lại có khí thế long trời lở đất âm âm lúc hỗn nguyên tổ đế ra quyền không gian đều đang rung động phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống ba người khống chế phi kiếm ở phía trên vẫn luôn cảnh giác động tĩnh bốn phía khi cảm giác được phía sau có khí tức khủng bố xuất hiện. Trong nháy mắt chuẩn bị chiến đấu, đến rồi, Lý Văn Trạch trong lòng căng thẳng, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ suy đoán, Hỗn Nguyên Tổ Đế có thể đang trốn ở gần Lý gia. Làm sao cũng không nghĩ ra, thật sự tới, Uổng Phiêu Miểu Tổ Đế đi theo cách đó không xa, chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian, Tổ Đế liền có thể chạy tới. Đến lúc đó, dựa vào Hồ Lô Tử Tiên Đế, hơn phân nửa có thể bắt Hỗn Nguyên Tổ Đế. Hiện tại, Lý Văn Trạch phải làm chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Càn khôn ấn, cổ tay khẽ đảo, một đại ấn đón gió lớn lên, ép xuống hỗn nguyên tổ đế phía dưới. Càn khôn ấn trở nên giống như một ngọn núi nhỏ, lóe lên ánh sáng màu vàng kim, uy áp khủng bố, làm cho người ta không rét mà run. Áp dụng cho ta, Lý Văn Trạch rót tất cả tiên lực vào trên càn khôn ấn. Đường vân xung quanh càn khôn ấn bộc phát ra hào quang sáng chói. Một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, ngưng tụ trên càn khôn ấn. Tiên bảo này, mạnh nhất không phải lực công kích, mà là năng lực trấn áp, có thể phong ấn địch nhân vây khốn một đoạn thời gian. Chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian quý giá, Phiêu Miểu Tổ Đế liền có thể chạy tới. Chỉ là tiểu ấn cũng muốn trấn áp ta, Hỗn Nguyên Tổ Đế lạnh giọng cười một tiếng, đem nắm đấm vung tròn, chiếu vào phía dưới Càn Khôn ấn đập tới. Đạo pháp hắn chủ yếu tu luyện chính là quyền đạo, lực lượng nhục thân cũng cực mạnh, nắm đấm vô cùng đơn giản, có thể phát huy ra 5 6 phần thực lực của bản thân. Ầm ầm, nắm đấm va chạm với Càn Khôn ấn bùng phát ra sóng âm kinh khủng xung kích về bốn phía. Ngọn núi dưới lực trùng kích này, trong nháy mắt sụp xuống, lại nhìn về phía càn khôn ấn, tốc độ nhanh hơn vừa rồi gấp 10 lần, bay về phía sau. Vừa đối mặt, Lý Văn Trạch liền thất bại, phốc thử, một ngụm máu tươi phun ra, càn khôn ấn chính là tiên bảo hắn tế luyện, hư hao. Bản thân sẽ gặp phải phản phệ, một kích vừa rồi, thiếu chút nữa đã đập nát càn khôn ấn. Đáng chết, Lý Văn Trạch phun ra một ngụm máu, lửa giận trong mắt đang thiêu đốt. Hỗn Nguyên lão cẩu, hôm nay ngươi đừng mơ làm Lý Hằng bị thương, dù là đặt vào cái mạng già này, cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Nói xong câu đó, lấy ra tiên kiếm, làm bộ muốn phóng xuống dưới. Lui ra phía sau, đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, trong tay Bạch Huyền Đình cầm Bạch Hổ Đế Châm, dung nhập một giọt tinh huyết. Triệu hồi đế hổ ra, ngao ô, một con bạch hổ to lớn hiện lên trên không trung, lỗ mũi phun ra khí lưu, trên mặt đất cuốn lên một cỗ bão cát. Mẹ kiếp, Lý Văn Trạch nhìn thấy đế hổ này, sợ tới mức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đế hổ, không sai, bạch hổ này có thực lực cấp bậc đại đế. Lúc này, kinh ngạc nhìn về phía bạch huyền đình, sao nàng ta có thể có đế hổ? Loại tiên bảo này, tuyệt đối là đỉnh cấp nhất của hoang thiên cổ giới. Không xong, hỗn nguyên tổ đế sau khi nhìn thấy đế hổ này, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm chẳng lành, đế hổ từ đâu tới, bạch hổ thánh địa cũng không có loại cấp bậc bạch hổ này thật sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, con đế hổ này rốt cuộc là từ đâu mà tới. Đột nhiên, ánh mắt đảo qua bàn tay ngọc của Bạch Huyền Đình. Cây châm lóe lên ánh sáng trắng sáng bóng kia, là cây châm này, chẳng lẽ là Bạch Hổ Đế châm? Hí, sao nàng lại có bảo vật này? Cho dù là Bạch Hổ nữ đế, cũng không có loại tiền bảo hiếm thấy này. Hiện tại, thuộc về ta, giống, đế hổ ngửa mặt lên trời gào thét, nhào về phía Hỗn Nguyên Tổ Đế, Hỗn Nguyên Bá Quyền, Hỗn Nguyên Tổ Đế lập tức dùng ra bản lĩnh mạnh nhất, thúc giục quyền pháp đến mức tận cùng. Hắn tu luyện bộ quyền pháp này, gần 10 vạn năm, đã sớm đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Phối hợp với nhục thân mạnh mẽ, quyền pháp vừa ra, thiên địa sụp đổ, đế hổ ngưng tụ tất cả lực lượng, đem móng vuốt vỗ mạnh xuống dưới một cái, cùng hỗn nguyên tổ đế đối đầu một quyền. Âm âm, công kích kinh khủng va chạm với nhau, không gian sụp đổ, xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Nếu như vô ý rơi vào vết nứt không gian, nhất định sẽ bị xé thành bã vụn. Hai người giao chiến, quyền pháp của hỗn nguyên tổ đế càng tốt hơn đế hổ bị một quyền đập văng ra bay ngược về phía sau không phải đế hổ không đủ mạnh mà là hỗn nguyên tổ đế tu luyện bộ quyền pháp này quá lâu đế hổ cũng khó có thể chống lại đáng chết bạch huyền đình cũng không ngờ đế hổ vừa lên đã thất bại cũng bởi vì thực lực của nàng quá yếu cho dù có huyết mạch của hoang tổ trong huyết mạch ẩn chứa bạch hổ chi lực cũng không phải rất mạnh triệu hoán đế hổ thực lực cũng có phân chia mạnh yếu cảnh giới hiện tại của nàng triệu hoán đế hổ tương đương với thực lực đại đế tiền kỳ nếu thực lực tăng lên lực lượng huyết mạch trở nên càng mạnh triệu hoán ra đế hổ thực lực có thể đạt đến đại đế trung kỳ lúc đó có thể nghiền ép hỗn nguyên tổ đế hiện tại còn kém một chút phu quân vào tránh ra trốn sau lưng đế hổ ta đến ngăn cản hắn bạch huyền đình lo lắng hô to sử dụng tinh huyết có thể triệu hoán đế hổ một trăm lần hít thở chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian đợi đến khi phiêu miểu tổ đế chạy đến đế hổ thêm tổ đế chắc chắn sẽ áp chế hỗn nguyên tổ đế gắt gao muốn chạy hỗn nguyên tổ đế cười lạnh một tiếng chỉ xích càn khôn một đạo càn khôn lực diễn hóa dưới chân hắn dưới chân xuất hiện một vòng sáng như màn nước bước về phía trước một bước thân thể của hắn liền vượt qua khoảng cách 300 trăm trượng xuất hiện ở trước người lý hằng đây là một môn công pháp càn khôn vô cùng hiếm thấy có thể di chuyển trong khoảng cách ngắn kẻ địch rất khó phòng bị tuyệt đối là công pháp bắt người cần thiết hai người rằng co trên không trung hỗn nguyên tổ đế cười lạnh lý hằng cũng đang cười lạnh chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái hổ lô đỏ thấm miệng bình đã bị mở ra con cười khóe miệng hỗn nguyên tổ đế nhếch lên một đường cong âm lãnh đại nạn lâm đầu xem ngươi làm sao chạy thoát thân ha ha lý hằng không hề sợ hãi xuất hiện nếu ngươi đã tự đưa tới cửa vậy thì đỡ phải để ta đuổi theo đưa tới cửa cái gì hỗn nguyên tổ đế không hề quan tâm loại thủ thuật che mắt này của ngươi còn có thể lừa được ta chết đi cho ta hỗn nguyên bá quyền vì phòng ngừa ngoài ý muốn lần nữa dùng tới chiêu thức mạnh nhất hắn nâng nắm đấm lên đột nhiên đánh về phía trước nhưng mà một quyền này lại không đánh vào trên người lý hằng gần trong gang tắc lại đánh vào khoảng không hồ lô trong tay lý hằng trở nên càng lúc càng lớn miệng bình phóng ra lực hút khủng bố cứ thế hút một quyền của hỗn nguyên tổ đế vào trong thế giới hồ lô thân thể tổ đế cũng bị hút vào đây là nơi nào bốn phía là không gian đen kịt ở giữa có một ngọn lửa cực nóng thần hồn của hỗn nguyên tổ đế có thể cảm nhận được trên ngọn lửa có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ ngay cả hắn là đại đế cũng đang run rẩy cả người đáng chết là cái hồ lô trong tay lý hằng vừa rồi tiếp xúc gần gũi nhìn thấy cái kia quả hồ lô nhưng không có để ý ha ha một cái hồ lô nho nhỏ có thể làm gì được ta xem ta hủy ngươi bên trong hoang thiên cổ giới có một ít hồ lô tiên bảo bên trong có một phương thiên địa đối phó với tiên nhân thực lực không mạnh loại hồ lô này dùng rất tốt phàm là bị vây ở bên trong sẽ bị hồ lô luyện hóa nhưng hắn là cường giả cấp bậc đại đế nhục thân mạnh mẽ đến trình độ nào đó cho dù là tiên hỏa cũng rất khó làm bị thương hỗn nguyên tổ đế tin tưởng chỉ cần mấy quyền xuống cái hồ lô này sẽ triệt để hủy diệt đến lúc đó ngọn lửa ở đây sẽ không có cách nào đối phó với hắn hỗn nguyên bá quyền lại là một quyền đánh tới không gian tối tăm khí kình sen lẫn tiên khí hình thành một quyền phong ánh vàng rực rỡ tựa như hư ảnh nắm đấm thật lớn đánh về phía biên giới thế giới không gian trong hồ lô nhìn như vô biên vô hạn bản thân lại không có bao nhiêu chỉ cần đấm vào mép mấy quyền thế giới này không chịu nổi sẽ sụp đổ quyền phong màu vàng bay về phía biên giới thế giới trăm trượng ngàn trượng ba ngàn trượng năm ngàn trượng hả sao còn chưa tới biên giới hồ lô này rốt cuộc lớn bao nhiêu theo lý thuyết phạm vi trong hồ lô cũng chỉ khoảng một ngàn trượng tốc độ phi hành của quyền phong màu vàng rất nhanh sớm nên bay đến biên giới nhưng bay ra khoảng cách năm ngàn trượng còn chưa nhìn thấy giới hạn chẳng lẽ nói cấp bậc của hồ lô này có thể so với cực phẩm tiên khí cũng chỉ có loại tiên khí cấp bậc này không gian bên trong mới có thể to lớn như thế quyền phong màu vàng tiếp tục phi hành mỗi khi phi hành một đoạn lực lượng ngưng tụ trên quyền phong sẽ yếu bớt một phần khoảng cách năm ngàn trượng quyền phong thu nhỏ lại đến một nửa ban đầu uy lực cũng chỉ có khoảng một nửa ngay từ đầu theo khoảng cách phi hành càng xa uy lực này sẽ còn giảm xuống tám ngàn trượng vẫn chưa đến biên giới uy lực chỉ còn một phần ba ban đầu quyền phong lớn trăm trượng chỉ còn lại hơn ba mươi trượng một chút chín ngàn trượng thu nhỏ lại đến một phần năm còn lại khoảng hai mươi trượng hỗn nguyên tổ đế có chút bối rối chín ngàn trượng còn chưa tới biên giới hồ lô này rốt cuộc lớn bao nhiêu một vạn trượng hẳn là có thể tới rồi dựa theo hắn đoán chừng khoảng cách một vạn trượng quyền phong cho dù thu nhỏ lại một chút còn có thể còn lại một ít uy lực quyền phong là do tiên khí quyền kinh ngưng tụ mà thành phi hành càng xa yếu bớt càng nhiều một vạn trượng mà nói cũng còn tốt, oanh mấy quyền, hẳn là có thể đánh nát hồ lô này. Hỗn Nguyên Tổ Đế nhìn về phía biên giới thế giới, dưới bầu trời mưa tối, quyền phong màu vàng chỉ còn ánh sáng bằng hạt vừng. Mắt thấy, đã đến một vạn trượng, chuyện ngoài ý liệu đã xảy ra, quyền phong bay đến nơi đây, vẫn không có bay đến biên giới thế giới. Còn tiếp tục tiến lên, một vạn hai ngàn trượng, quyền phong tiêu tán, thế giới lại rơi vào hôn ám. Không thể nào, một vạn hai ngàn trượng, cũng không tới biên giới hồ lô. Hồ lô này rốt cuộc lớn bao nhiêu? hỗn nguyên tổ đế hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người làm sao cũng không nghĩ ra thế giới hồ lô lớn đến một quyền oanh ra ngay cả biên giới cũng đánh không đến hơn nữa còn không biết khoảng cách biên giới có bao xa đáng chết lý hằng rốt cuộc tìm cái hồ lô cấp bậc gì lấy thực lực của ta cũng đánh không đến biên giới ta tin ngươi mới lạ hỗn nguyên tổ đế không có ý định ngồi chờ chết chuẩn bị bay về một bên ở giữa đánh quyền không đụng tới biên giới nếu như đánh ở bên lề thì sao một quyền không phải có thể đánh lên rồi sao cái hồ lô này nhất định sẽ bị hủy diệt. Hỗn Nguyên Tổ Đế bay lên trời, còn chưa bay lên cao trăm trượng, đã cảm giác trong không gian có một cỗ áp lực đáng sợ vỗ vào trên người. Cỗ áp lực này vô cùng mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi lớn đè thẳng lên bả vai. Âm, um, Hỗn Nguyên Tổ Đế không có cách nào phi hành, nặng nề ngã trên mặt đất. Cấm bay, có một số tiên khí cường đại, không gian bên trong có cấm chế rất đáng sợ. Không có cách nào phi hành, chỉ có thể dùng phương thức đi bộ, di chuyển về phía biên giới. Tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều ta không tin, cho dù cấm bay, cũng phải đi đến biên giới, hủy đi cái hồ lô này. Thời gian nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều, hai chân hỗn nguyên tổ đế bộc phát toàn lực, chạy về phía biên giới. Vừa chạy chưa được mấy bước, giữa thế giới, ngọn lửa kia đã bay tới, ngọn lửa càng đến gần, càng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố trong đó. Hí, đây là tiên hỏa gì? Vì sao lại có ngọn lửa kinh khủng như vậy? Hỗn nguyên tổ đế vội vàng phóng xuất ra tiên khí, bao bọc ở trên thân thể. Hình thành một tầng bình chướng, sau khi tiên khí xuất hiện nhiệt độ mặt ngoài thân thể giảm xuống rất nhiều hô hỗn nguyên tổ đế thở phào nhẹ nhõm tăng tốc chạy về phía biên giới chỉ cần nhận thức đúng một cái phương hướng dùng sức chạy sớm muộn có thể chạy đến biên giới ngọn lửa càng ngày càng gần đã dán lên thân thể hỗn nguyên tổ đế cho dù có bình phong tiên khí che chở cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố khiến thân thể nóng lên biến thành màu đỏ thấm nóng quá đây rốt cuộc là tiên hỏa gì đâm ngọn lửa nhìn qua không lớn dán trên ngực tổ đế, truyền đến tiếng thịt nướng. Bình chướng tiên khí bốc lên một làn khói trắng, tốc độ tiêu hao cực nhanh. Hỗn Nguyên tổ đế vội vàng phóng thích tiên khí, duy trì tiêu hao của bình chướng. Nhưng không ngờ rằng, ngọn lửa quá mạnh mẽ, không ngừng tàn phá bình chướng tiên khí. Trường bào trên ngực bị ngọn lửa đốt thành một lỗ thủng lớn, lông đen trên ngực cũng bị đốt thành cho bụi. A, à, Hỗn Nguyên tổ đế vội vàng phóng ra đại lượng tiên khí, hình thành bình chướng bảo hộ ở ngực, vẫn không có cách nào ngăn cách lực lượng của tiên hòa cảm giác nóng rực kịch liệt truyền đến từ ngực đáng chết đây rốt cuộc là ngọn lửa gì vì sao lại mạnh như vậy kiên trì thời gian mấy hơi thở hỗn nguyên tổ đế tiếc núi phát hiện căn bản không có cách nào đối phó tiên hòa tiêu hao lâu hơn nữa ngọn lửa vẫn tràn đầy mà tiên khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao bảy thành cứ tiếp tục như thế tiên khí sớm muộn gì cũng bị hao hết nhục thân cùng ngọn lửa cứng đối cứng kết cục cuối cùng chính là hóa thành cho tàn không được ta muốn thoát khỏi nơi này chạy đến biên giới hủy diệt thế giới hồ lô này. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là chạy, đánh nát tấm chắn thế giới, là có thể hủy diệt hồ lô. Đến lúc đó, có thể từ nơi này chạy đi, ngạnh kháng ngọn lửa, là sẽ không có kết quả. Hỗn nguyên tổ đế không còn đối kháng ngọn lửa nữa, mà là vung chân lên, nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy như điên. Ngọn lửa đuổi theo sau lưng hắn, đốt quần áo sau lưng thành than cốc. Hỗn nguyên tổ đế phóng thích tiên khí, bổ khuyết tiêu hao của bình chướng phía sau, vẫn là chạy như điên về phía trước năm ngàn trường một vạn trường không bao lâu hỗn nguyên tổ đế liền chạy ra một vạn trượng cự ly dựa theo hắn đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể chạy đến biên giới thế giới đến lúc đó hủy hồ lô đi là có thể chạy ra ngoài đáng chết ngọn lửa phía sau vẫn đang đuổi theo hắn tiên khí không ngừng tiêu hao chỉ còn lại có hai thành trước khi tiên khí hao hết nhất định có thể chạy đến biên giới cứ như vậy hỗn nguyên tổ đế một đường chạy như điên đây tuyệt đối là một lần chật vật nhất từ khi thành đế tới nay Lý Hăng, đồ đáng chết, chờ ta ra ngoài, nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoàn. Hắn thề, phải đem Lý Hằng chặt cho chó ăn, một vạn năm ngàn trường, hai vạn trường, ngọn lửa phía sau đuổi theo không bỏ, tiên khí trong cơ thể đã cạn kiệt, phía trước vẫn không phải điểm cuối. Đáng chết, a, à, hủy cho lão tử, hỗn nguyên bá quyền, dùng hết tất cả lực lượng cùng tiên khí, hướng phía trước quanh một quyền. Tiên khí và khí kình hội tụ thành quyền phong màu vàng, bay về phía trước. Mắt thấy, quyền phong đã bay ra hơn vạn trượng, nhưng vẫn không nhìn thấy phần cuối thế giới hỗn nguyên tổ đế tuyệt vọng đáng chết vì sao hồ lô này lớn như vậy khoảng cách mấy vạn trượng vẫn không phải điểm cuối Duệt, ngọn lửa đỏ đầm truy đuổi ở phía sau đã hoàn toàn hủy diệt tấm chắn tiên khí làn da tiếp xúc với ngọn lửa truyền đến tiếng thịt nướng nương theo mùi khét tản ra a à, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì vì sao lại kinh khủng như vậy hỗn nguyên tổ đế làm sao cũng không nghĩ ra ngọn lửa nhìn như nhỏ bé lại có uy lực khủng bố như thế không bao lâu liền đem tiên khí của hắn hao hết ta muốn hủy ngươi hỗn nguyên tổ đế vung nắm đấm ném tới ngọn lửa nắm đấm xuyên thấu ngọn lửa không có thương tổn tới bản nguyên lại bị ngọn lửa bao vây ra tay bị đốt thành than cốc truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt a à, tay của ta hỗn nguyên tổ đế ôm tay ngọn lửa kia trực tiếp nhảy đến trên người đốt cháy thân thể không bao lâu thân thể liền đưa thân vào trong biển lửa a à, hỗn nguyên tổ đế nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn hỏa diễm lại không bị dập tắt, ngược lại càng đốt càng vượng. Thế giới hiện thực, Lý Hằng cầm hồ lô thần hỏa trong tay, thu hỗn nguyên tổ đế vào trong đó. Hồ lô này muốn thu người, nhất định phải cách gần một chút. Hỗn nguyên tổ đế đần độn chạy đến trước người, vừa vặn trúng kế của hắn. Bạch Huyền Đình cuống quýt chạy tới, lo lắng dò hỏi, phu quân, người không sao chứ? Lão già kia có làm người bị thương không? Không có việc gì, yên tâm đi. Lý Hằng cười nhạt một tiếng, hỗn nguyên tổ đế còn không có làm ta bị thương, đã bị ta cất vào trong hồ lô rồi. Thật sao? Bạch Huyền Ninh kiểm tra thân thể Lý Hằng từ trên xuống dưới. Sau khi xác định không có nửa điểm vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Hô không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Lý Văn Trạch cũng chạy tới, Hỗn Nguyên Tổ Đế đâu? Vừa rồi chỉ thấy Hỗn Nguyên Tổ Đế và Lý Hằng đứng chung một chỗ. Sau đó bóng dáng liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Lý Hằng lắc hồ lô vài cái, ở trong này, hồ lô này, Lý Văn Trạch kinh ngạc, cẩn thận Hồ lô này chắc chắn không chịu được bao lâu, sẽ bị Hỗn Nguyên Tổ Đế hủy diệt. Hỗn Nguyên Tổ Đế là cường giả cấp bậc đại đế, dù là cực phẩm tiên khí cũng không vây được bao lâu, nhất định sẽ phá vỡ phong ấn. Mau ném nó đi, chúng ta chạy về, đi tìm Tổ Đế. Cái hồ lô này, chỉ cần có thể tạo được hiệu quả vây khốn Hỗn Nguyên Tổ Đế, như vậy là đủ rồi. Bọn họ chạy về phía Tổ Đế, lập tức có thể nhìn thấy Tổ Đế, đến lúc đó, Tổ Đế và Đế Hổ liên thủ, nhất định có thể chế phục Hỗn Nguyên Tổ Đế. Không cần lo lắng. Lão già kia chạy không thoát, Lý Hằng vẫn vô cùng tin tưởng thần hỏa hồ lô, đây chính là hồ lô thần giai, nếu ngay cả cường giả đại đế cũng không vây được thì không thể dùng chữ thần để xưng hô. Đúng lúc này, thân ảnh Phiêu Miểu Tổ Đế xuất hiện ở bên cạnh. Lão già kia đâu? Phiêu Miểu Tổ Đế quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện bóng dáng Hỗn Nguyên Tổ Đế. Bị ta nhét vào trong hồ lô rồi. Lý Hằng cầm hồ lô lên. Hồ lô này, Phiêu Miểu Tổ Đế đột nhiên nghĩ đến, Lý Hằng có một loại hồ lô thần hỏa, trước đó trồng hồ lô ra kết xuống một quả hồ lô thần hỏa. Hồ lô trước mắt này lớn bằng bàn tay, chính là thần hỏa hồ lô. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần hỏa đáng sợ ngưng tụ ở phía trên. Đợi lát nữa lão già kia đi ra, giao cho ta đối phó." Phiêu Miểu Tổ Đế lật cổ tay một cái, lấy ra một hồ lô màu tím sẫm, chính là hồ lô tử tiên đế mà Lý Hằng cho lúc trước. Mấy tháng qua, hắn luyện hóa hồ lô, một mực nghiên cứu phương pháp sử dụng hồ lô. Đến bây giờ, có thể vận dụng nó rất tốt bằng vào cái hồ lô này, Hỗn Nguyên Tổ Đế khó có thể lật lên bất kỳ bọt nước gì. Không cần lo lắng, lão già kia không ra được, Lý Hằng thản nhiên nói. Không ra được, Phiêu Miểu Tổ Đế sững sờ, chỉ bằng vào cái hồ lô này là có thể giết chết Hỗn Nguyên lão quỷ kia. Ừm, vấn đề không lớn, Lý Hằng luyện hóa hồ lô, có thể khống chế tình huống bên trong hồ lô. Hít kha, Phiêu Miểu Tổ Đế hít sâu một hơi, cho dù là hồ lô tử yên đế, cũng phải dựa vào thực lực của bản thân. Kết hợp với hồ lô mới có thể giết chết cường giả đại đế. Mà Lý Hằng này, chỉ dựa vào một cái hồ lô là có thể giết chết cường giả cấp bậc đại đế. Điều này cũng quá khoa trương đi, chờ một chút là được. Ý thức của Lý Hằng tiến vào thế giới hồ lô, quan sát tình huống bên trong, hỗn nguyên tổ đế nằm trên mặt đất, trên người có hỏa diễm đỏ thấm thiêu đốt. Cả người đã bị đốt thành than cốc, nhưng cường giả cấp bậc đại đế, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Cho dù sắp chết, cũng có thể giấy dụa một đoạn thời gian. Vèo, đúng lúc này, trong thế giới mờ tối xuất hiện một hư ảnh. Cảm giác bị hỏa diễm đốt cháy như thế nào? Lý Hằng nhìn về phía Hỗn Nguyên Tổ Đế, "Là ngươi, Lý Hằng." Hỗn Nguyên Tổ Đế giấy rùa đứng dậy, mang theo hỏa diễm và khói đen đầy người. Nhào tới Lý Hằng, còn chưa tới gần Lý Hằng, hư ảnh kia vèo một cái liền biến mất, xuất hiện ở một chỗ khác. "Ở đây, ta là vô địch, Lý Hằng chỉ là hư ảnh, cho dù bị đánh trúng cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì." "Lý Hằng, ta muốn giết ngươi!" hỗn nguyên tổ đế như nổi điên lao về phía lý hằng cho dù chết ta cũng phải kéo người làm đệm lưng đây là thế giới của ta còn muốn kéo ta làm đệm lưng lý hằng cười ha ha lần nữa thay đổi vị trí để đối phương vồ hụt mấy lần dãy ruộng này khí tức của hỗn nguyên tổ đế càng yếu hơn lý hằng người rốt cuộc dùng chú thuật quỷ dị gì hại quân gia ta gặp phải đại kiếp nạn như thế cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đại nạn lâm đầu nói những lời châm chọc này có ý nghĩa gì Khóe miệng Lý Hằng nhếch lên một đường cong, "Không bao lâu nữa, sẽ để ngươi và tộc nhân của ngươi chôn cùng một chỗ đi. Còn có thể cùng nhau làm bạn, không phải rất tốt sao?" "Quả nhiên là ngươi làm, ngay từ đầu Hỗn Nguyên Tổ Đế chỉ suy đoán người này có thể là Lý Hằng. Hôm nay nghe được lời của Lý Hằng, mới biết những phỏng đoán này là thật, đương nhiên là ta." Lý Hằng mở hai tay ra, "Quân gia các ngươi năm lần bảy lượt muốn mưu hại tộc nhân Lý gia, còn muốn mưu hại ta. Lúc trước có từng nghĩ tới hậu quả này không? Đây chính là báo ứng của các ngươi." trong mắt hỗn nguyên tổ đế thiêu đốt lửa giận như nổi điên nhào về phía lý hằng nhưng lại vồ hụt lần này ngã xuống đất nửa ngày cũng không đứng lên hỏa dẫm đã đốt tới cốt tủy nếu không phải thân là cường giả đại đế đã sớm chết rồi lý hằng lạnh lùng nhìn hỗn nguyên tổ đế dãy ruộng trên mặt đất lúc trước khi muốn hại lý ra chúng ta có từng nghĩ tới kết quả này không hoàng thịnh tổ đế chôn ở trong mộ địa của thần suy thần đợi lát nữa ngươi có thể làm bạn với hắn rồi suy thần mộ địa hỗn nguyên tổ đế nghe được mấy từ này lửa giận xông thẳng lên não hải. Bởi vì khí áp quá lớn, trong mắt, ba, một tiếng nổ tung. Lại là loại nguyên rủa tà ác này, xong, quân gia chúng ta xong rồi. Ngay từ đầu, nguyên rủa mà Lý Hằng bố trí, cũng không quá để ở trong lòng. Nghĩ đến tìm cơ hội tiêu diệt Lý Hằng, lực nguyên rủa sẽ bị bài trừ. Ai ngờ tộc nhân quân gia lại bị chôn trong mộ địa của thần suy. Loại nguyên rủa chi địa này ở vạn cổ thần vực cũng làm cho người ta không rét mà run. Quân gia nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì chết đi lý hằng nắm tay lại thành quyền thần hỏa vù vù triệt để bao vây hỗn nguyên tổ đế không bao lâu đã bị đốt thành than cốc hỏa yếm còn đang thiêu đốt chiếu theo xu thế này đến xem sớm muộn sẽ bị đốt thành cho bụi gió thổi qua sẽ tiêu tán thu lý hằng xòe bàn tay ra thần hỏa hóa thành một ngọn lửa bay đến bên cạnh ngọn lửa này so với lúc đầu yếu đi bảy tám phần lượng lớn thần hỏa lực đều tiêu hao hết khi đối phó tổ đế nếu thực lực của hỗn nguyên tổ đế mạnh hơn một chút rất có thể không có cách nào thiêu chết hắn. lực lượng thần hỏa sẽ tiêu hao sạch sẽ. diệt, hô hô thần hỏa phóng ra một cỗ hấp lực hút đi toàn bộ hỏa diễm trên người hỗn nguyên tổ đế. rất nhanh, ngọn lửa trên người hỗn nguyên tổ đế biến mất, duy trì dáng vẻ than cốc. từng làn khói đen kèm theo mùi khét nồng đậm bay lên từ thi thể. đại đế một đời, táng thân dưới thần hỏa. thế giới hiện thực, lý hằng mở to mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. thành công rồi. ba người bên cạnh quan sát, nghe được hai chữ này, trong lòng vẫn nghi hoặc. Cái gì thanh? Lý Văn Trạch dò hỏi. Lý Hằng lộ ra nụ cười sang sảng, nói, hỗn nguyên tổ đế đã chết. a à, thật sự chết rồi, Lý Văn Trạch căn bản không thể tin được, hỗn nguyên tổ đế chết ở trong hồ lô. Lý Hằng, không phải người sốt hồ đồ rồi chứ? Hắn vội vàng dán mờ u bàn tay lên trán Lý Hằng. Cảm nhận một chút, cũng không nóng. Sao lại đốt hồ đồ? Lý Hằng mở nút lọ trên hồ lô ra, miệng bình nghiêng, đổ xuống đất một chút, ngươi xem. Vèo, thi thể cháy đen, từ miệng hồ lô bay ra. Nênh phong tăng trưởng, biến thành bộ dáng vốn có của hỗn nguyên tổ đế. Đây là, Lý Văn Trạch nhìn thi thể cháy đen kia, cẩn thận phân biệt một chút, mới dám xác nhận, đây chính là hỗn nguyên tổ đế. Thật sự là hỗn nguyên tổ đế, cái này đều đốt không thành dạng. Hít, Lý Hằng, người thật sự giết một vị đại đế. Hít vào bảy tám ngụm khí lạnh, não thiếu chút nữa hít vào trong phổi. Đây chính là cường giả cấp bậc đại đế, người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong hoang thiên cổ giới. Cứ như vậy bị Lý Hằng giết chết, hắn chỉ có thực lực kim tiên thôi, cái hồ lô này cũng quá đáng sợ đi dù sao lý văn trạch khó có thể tiếp nhận sự thật này hồ lô này thật mạnh phiêu miểu tổ đế nhìn về phía thần hỏa hồ lô cảm xúc vô cùng kích động nhưng so với tử tiên đế hồ lô mạnh hơn quá nhiều lý hằng ngươi phải cẩn thận cất hồ lô này không nên tùy tiện hiển lộ trước mặt người ngoài tương lai đây chính là át chủ bài mạnh nhất của ngươi ai cũng sẽ không nghĩ tới lý hằng có một cái hồ lô ngay cả cường giả đại đế cũng có thể đốt thành than cốc nếu có người nhằm vào lý hằng dù phái ra cường giả đại đế chỉ có một vị căn bản không đủ nhìn ừm ta sẽ tế luyện cái hồ lô này thật tốt lý hằng khó được tìm được thần bảo cường đại như thế khẳng định coi là vật chân quý nhất về sau đi đến chỗ nào ít nhất có át chủ bài đủ để bảo mệnh không đến mức bị người tùy ý đắn đo hồ lô này giết chết cường giả đại đế hẳn tiêu hao cũng không thấp nhỉ phiêu miểu tổ đế dò hỏi ừm um, quả thực tiêu hao không ít lý hằng vừa rồi chú ý tới ngọn lửa thần đã tiêu hao bảy tám phần chỉ còn lại một tia lực lượng thần hỏa. Không phải thần hỏa hồ lô không đủ mạnh, mà là thời gian tế luyện hồ lô quá ngắn. Hồ lô vừa có được hơn nửa tháng, ở vào hình thái ban đầu. Loại thần bảo này cần không ngừng dùng thần hồn tế luyện, thần hỏa bên trong mới càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, còn có thể dùng một ít tiên bảo tăng cường lực lượng thần hỏa, gia tốc thần hỏa hồ lô trưởng thành. Thời gian tế luyện càng lâu, ngọn lửa thần sẽ càng mạnh. Đó là một thần bảo có thể trưởng thành, hiện tại sức mạnh thần hỏa chỉ có thể đánh chết đại đế tam trọng tứ trọng cường giả thực lực mạnh hơn một chút có khả năng thần hỏa tiêu hao sạch sẽ mà tiên khí của kẻ địch còn chưa hoàn toàn khô kiệt cùng lắm là đốt kẻ địch trọng thương không thể chết được hồ lô này mỗi lần chỉ có thể thu vào một người sau khi thu người cách một tháng thời gian mới có thể sử dụng lần nữa thời gian tế luyện càng lâu năng lượng trong hồ lô càng mạnh khoảng cách sử dụng cũng sẽ rút ngắn phu quân hồ lô này của ngươi thật sự là quá lợi hại bạch huyền đình nhìn về phía lý hằng mặt mũi tràn đầy sùng bái nếu là trước đây, ai dám tưởng tượng, một người có cảnh giới kim tiên, có thể giết chết đại đế. Mà Lý Hằng, làm được, giết chết hỗn nguyên tổ đế xưng bá một phương, đốt đến ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Hồ lô lợi hại, Lý Hằng cười hắc hắc, ta có chút bản lãnh, so với hồ lô còn lợi hại hơn. Ngươi, đáng ghét, Bạch Huyền Đình xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống, bên cạnh còn có hai người ngoài, có thể đừng nói thẳng như vậy hay không? Khụ khụ, phiêu miểu tổ đế ho nhẹ vài tiếng, người trẻ tuổi mà, Lý Hằng nhìn về phía Bạch Huyền Đình, khẽ nhíu mày một cái, trong mắt có vẻ lo lắng. "Huyền Đình, không phải nói Triệu Hoán Đế Hổ, không cần dùng tinh huyết sao? Sao ngươi không nghe lời, tiêu hao tinh huyết, sử dụng máu bình thường, Triệu Hoán Đế Hổ, có thể duy trì thời gian 20 cái hô hấp, sử dụng tinh huyết thì là 100 cái hô hấp. 20 hô hấp, đủ kiên trì đến khi Phiêu Miểu Tổ Đế chạy đến, thực sự không cần thiết, hao phí một giọt tinh huyết. Người ta không phải lo lắng cho ngươi sao?" Bạch Huyền Đình biết mục tiêu của Hỗn Nguyên Tổ Đế là Lý Hằng chỉ muốn đế hổ duy trì thời gian dài hơn. Căn bản không lo được bản thân tiêu hao, ta có thần hỏa hồ lô, sau này chỉ cần dùng huyết mạch bình thường triệu hoán đế hổ 20 hơi thở là được. Ngàn vạn lần không thể lại tiêu hao tinh huyết, Lý Hằng dặn dò, được rồi, ta biết rồi. Bạch Huyền Đình cười ngọt ngào, biết phu quân quan tâm mình, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Cái bạch hổ đế châm này cũng không phải vật phàm. Phiêu miểu tổ đế nhìn về phía cây châm kia, trong mắt có vẻ kinh hãi, có nó, ít nhất hai người có át chủ bài bảo vệ tính mạng lang bạt bên ngoài cũng không cần lo lắng cái gì. Cây châm này ở đâu ra? Phiêu miểu tổ đế dò hỏi, không phải là nữ đế tặng cho người đấy chứ, là phu quân cho. Bạch Huyền Đình nhìn về phía Lý Hằng bên cạnh, trong mắt ẩn tình mạch. Lý Hằng, phiêu miểu tổ đế lại kinh ngạc lần nữa, loại đỉnh cấp tiên khí này, người cũng lấy ra được. Lúc này, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Lý Hằng này. Cũng không biết, còn có bao nhiêu tiên bảo, là không muốn người biết. Cái thi thể hỗn nguyên tổ đế này xử lý như thế nào? phiêu miểu tổ đế thật muốn mang thi cốt này về lý gia treo ở trên cửa thành thị chúng cũng để cho người của quân gia biết hỗn nguyên tổ đế bị bọn họ giết đương nhiên là chôn vào mộ để sức mạnh nguyên rủa trở nên càng mạnh hơn lý hằng vừa rồi thu hồi thần hỏa không để nó tiếp tục đốt cũng không phải là muốn lưu lại một chút mặt mũi cuối cùng cho hỗn nguyên tổ đế mà là muốn lưu lại thi thể chôn ở mộ địa suy thần đốt thành cho bụi không cách nào chôn được cũng được vậy giao cho ngươi phiêu miểu tổ đế nghĩ đến vận rủi gần đây của quân gia trong lòng lập tức có ý cười. Đoán chừng quân gia suy đều có thể leo lên vạn cổ thần bằng. Mộ địa, sức mạnh nguyên rùa, Bạch Huyền Đình nhìn về phía thi thể trên mặt đất, lại nhìn Lý Hằng bên cạnh, chẳng lẽ quân gia suy bại là do Lý Hằng làm ra? Phải có sức mạnh nguyên rùa khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được chứ? Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, các ngươi chờ ta một lát, đem thi cốt này chôn vào mộ địa. Chúng ta lại xuất phát, Lý Hằng ở phía dưới tìm một đỉnh núi trống trải, tạm thời nghỉ chân. Tiến vào Thiên Nguyên Các, Nơi này không có người ngoài, tiến vào mộ địa của thần mịch cũng không có người nào phát hiện ra. Lại tiến vào mộ địa suy thần. Trong thế giới mờ tối, lực nguyên rủa hình thành hình dạng quỷ hồn, lơ lửng trên bầu trời. Lúc trước, phía trước bia mộ suy thần, Long Nhi đào bố cục ba phòng ngủ một phòng khách. Một gian trong đó chôn hoàng thịnh tổ đế, thời gian mấy năm trôi qua. Trên mộ phần hoàng thịnh tổ đế có một sợi linh hồn màu lam nhạt trôi nổi. Linh hồn này, bộ dáng cùng hoàng thịnh tổ đế có 9 phần giống nhau chính là do hoàng thịnh tổ đế biến thành linh hồn của hắn bị suy thần giam cầm ở chỗ này nhận hết tra tấn còn phải nhìn quân gia từng chút một suy bại lý hằng nhận ra linh hồn màu lam nhạt này khóe miệng nhếch lên một đường cong đây không phải hoàng thịnh tổ đế sao mấy năm không gặp đã lâu không gặp hoàng thịnh tổ đế dương nanh múa vốt nhào về phía lý hằng chưa chạy được mấy bước đã bị một sợi xích sắt túm lại đáng chết lý hằng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi quân gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi Lý Hằng khịt mũi coi thường đối với chuyện này, loại thời điểm này, còn nói loại nói nhảm này. Có ích lợi gì, có suy thần ở đây, những linh hồn này căn bản không chạy ra được. Hỗn nguyên tổ đế sẽ không bỏ qua cho ngươi, biểu tình của Hoàng Thịnh giữ tợn, còn có trí trạch tổ đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nhất định sẽ dùng kiếm trong tay, cắt ngươi thành từng mảnh, đem cho chó ăn, dùng đầu của ngươi, tế tự tộc nhân quân gia chúng ta chết đi. Nhất định sẽ, tiếng gào thét tê tâm liệt phế, trong thế giới mờ tối, cũng có chút không khí âm trầm khủng bố. Lý Hằng lại cười, Hỗn Nguyên Tổ Đế, ha ha, lần này ta thật sự gặp được Hỗn Nguyên Tổ Đế rồi. Hơn nữa, còn mang hắn đến, ngươi nhìn xem, thân thể này mắt không quen mắt. Sau khi nói xong, ném một thi thể cháy khét xuống đất. Hồng Hằng Tổ Đế cẩn thận phân biệt, giật mình phát hiện, đây chính là thi cốt của Hỗn Nguyên Tổ Đế. A, à, Hỗn Nguyên, sao ngươi lại chết rồi? Thiêu thành cái dạng này, có kinh ngạc hay không? Lý Hằng khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, quân gia các ngươi muốn mưu hại lý gia chúng ta, năm lần bảy lượt động thủ. Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa chết trong tay các ngươi. Hỗn nguyên này, chính là kết cục của các ngươi. Quân gia, đã từng có ba vị tổ đế, hiện tại chỉ còn lại hai vị. Mặc kệ hắn là thượng cổ thế gia gì, hiện tại cũng triệt để suy bài. Hỗn nguyên, hoàng thịnh như nổi điên nhào về phía cỗ thi thể kia. Dùng sức lay lay bả vai hắn, nhưng không có lay tỉnh hắn. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch cảm ơn mọi người nhiều nha